được frame 4K 50 inch, phần thưởng cho đối tác may mắn tháng 5 một tủ lạnh Coolgen, phần thưởng cho đối tác may mắn tháng 6 và một xe máy điện VinFast Evo 200 là phần thưởng cho đối tác may mắn vào tháng 7 Thể lệ đua tốt Chưa hết đâu, vẫn với thể lệ trên khi lên đơn từ 2,5 triệu đồng hoặc lan tỏa thành công một đối tác mới anh chị sẽ kích được một điểm để tham gia đua top 90 ngày Tốc chiến 2024 với các cuộc móc sau. Top 50 mỗi tuần nhận thêm một lượt lắc bóng, top 100 mỗi tháng nhận thêm một lượt lắc bóng và một vé tham dự đại hội năm. Và top chung cuộc bao gồm 100 giải khuyến khích với phần thưởng là một bộ quà tặng nhận diện rugby bao gồm mũ bảo hiểm, áo mưa, áo khoác và một vé tham dự đại hội năm. Một giải ba bao gồm một chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho hai người, một iPhone 15 128GB, một máy rửa chén Kuchen, một bộ quà tặng nhận diện Robby và một vé tham dự đại hội năm. Một giải nhì bao gồm một chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho hai người, một Smart TV Samsung The Frame 4K 55 inch, một xe máy điện VinFast Evo 200 và một bộ quà nhận diện Robby. Một vé tham dự và được vinh danh tại đại hội năm 2025 và một giải nhất chung cuộc bao gồm một chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho hai người, một bộ quà tặng nhận diện USB và một chiếc xe hơi điện Vinfast VF3 trị giá 300 triệu đồng. Mô phỏng tham dự và được vinh danh tại Đại hội Nam 2025. với sự kiện 90 ngày tốc chiến cùng với những con số khá ấn tượng. Với hơn 200.000 đơn hàng được bán ra, hơn 250.000 sản phẩm được đưa đến tay người tiêu dùng. Hợp tác với 17.000 đối tác kinh doanh mới và doanh thu đạt được trong 3 tháng 90 ngày tốc chiến hơn 300 tỷ đồng. Tiếp đối thành công đó, 90 ngày tốc chiến 2024 đã chính thức khởi động với sự đồng hành của nhà tài trợ độc quyền Sâm Bắc Mỹ CMD với nhiều sản phẩm 100% chính hãng và được kiểm định về chất lượng cũng như hiệu quả gần các danh mục sản phẩm sức khỏe, làm đẹp, mẹ và bé, thiết bị gia đình và cuộc sống. Song song đó, Shopee còn có nhiều hoạt động chính như lắc bóng, đại hội quay số may mắn, tích điểm đua tết cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn, Apple 2, iPhone 15, xe máy điện Vinfast Evo 200, tủ lạnh Kuchen, Smart Samsung LTV 50 inch. TV 55 inch The Frame 4K Máy rửa chén Kuchen Và cơ hội giành được một trong 300 vé đại hội năm xuyên suốt 3 tháng diễn ra sự kiện 90 ngày tốc chiến Cùng chuyến đi du lịch Hàn Quốc và đặc biệt năm nay, 90 ngày tốc chiến không chỉ là hoạt động hướng tới cộng đồng rugby mà chương trình còn muốn hướng tới những hoạt động mang lại giá trị lan tỏa tích cực cho xã hội. Chính vì vậy, chiến dịch CSR, người kết nối ra đời và đồng hành cùng với hệ sinh thái nuôi em mang đến giá trị tri thức cho những trẻ em vùng cao nói chung và những trẻ em đang cần tiếp cận máy tính để học tập. 90 ngày tốc chiến 2024 đã khởi động. Bạn đã sẵn sàng cất cánh cùng rugby chưa? OK rồi. À, đầu tiên Diễm xin gửi lời chào đến uh, tất cả các quý anh chị đang có mặt trong buổi zoom cực kỳ quan trọng tối ngày hôm nay. À, mọi người có nghe được uh, tín hiệu uh, tín hiệu bên Diễm ổn không các anh chị? Nếu như mà các anh chị nghe ổn thì cho Diễm comment OK uh, để Diễm test cái đường truyền bên mình tí xíu mọi người nhé. OK rồi nghe ổn đúng không ạ? À? Rồi <laughs> cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Diễm xin giới thiệu đôi chút về bản thân ha. À, Diễm thì uh, đến từ miền đất võ, nguyên nhân Bình Định các anh chị. Hiện tại thì đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, công việc của Diễm trước đây thì chuyên bên mạng du lịch à, và hiện tại thì đang làm mẹ biển được hơn 7 tháng rồi. À, và Diễm thì đồng hành với Rugby được hơn 3 năm các anh chị đang làm mentor một sao. À, thì anh chị có thể là cùng với Diễm mình giao lưu tí xíu là các anh chị đã vào Rugby được bao lâu rồi ạ? một tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm hay là 3 năm ạ? các anh chị có thể là cùng với diễn mình giao lưu tí xíu để cái phòng zoom của mình nó được năng lượng hơn được không các anh chị ờ, với những cái thông tin vô cùng hấp dẫn rồi các anh chị ờ, ok không ạ và chúng ta hay nghe cái câu là gì ạ 90 ngày tạo nên cái kết quả ngoại hạng đúng không mọi người có ai mong muốn là kết quả ngoại hạng sẽ đến với mình sau cái mùa tóc chiến này không các anh chị nếu như có thì các anh chị cho những cái comment say yes vào trong phần khung chat để chúng ta thể hiện được cái năng lượng của những chiến binh sắp bắt đầu cho cái mùa tóc chiến năm nay được không các anh chị say Z yes hay say no ạ? À? OK, tuyệt vời mọi người say Z yes nhé. Và chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có bốn phần mọi người nha. Đầu tiên, phần đầu tiên sẽ giúp cho các anh chị hiểu đúng 90 ngày tóc chiến là gì, được không ạ? À? Thứ hai sẽ giúp cho các anh chị nắm được cái thể lệ và cái giải thưởng mình nhận được năm nay. Thứ ba là chúng ta sẽ được giao lưu với nhà tài trợ độc quyền, đó là Sam Bắc Mỹ Cindy. Và cuối cùng À, sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách để chúng ta triển khai 90 ngày như thế nào cho hiệu quả. Ok, vậy thì mọi người có cam kết với ban tổ chức là tối nay mình sẽ tham gia đến cuối chương trình để mình nắm trọn vẹn các thông tin hấp dẫn cho cái mùa tóc chiến năm 2024 không ạ? À? Các anh chị có cam kết không các anh chị? Các anh chị cam kết thì nhắn cho Diễm comment cam kết. Cam kết không các anh chị? Phòng dương của chúng ta vẫn còn liên tục tăng. Vẫn còn liên tục tăng. Hãy kêu gọi đồng đội nhanh chóng vào Zoom đúng không các anh chị? Vài phút nữa là chúng ta đã bắt đầu rồi. Ok không mọi người? Rồi, ok mọi người ha. À, càng về sau chương trình của chúng ta thì sẽ các nội dung nó sẽ à, ngày càng hấp dẫn và càng quan trọng. Và Diễm cũng bật mí cho mọi người tí xíu đó là phần thưởng của 90 ngày tóc chiến năm nay nó sẽ gấp 5 lần so với năm ngoái nha mọi người. Vì thế chúng ta hãy thật sự tập trung và yên vị chỗ ngồi để không bỏ lỡ những cái thông tin quan trọng. Được không các anh chị? Rồi, cam kết. Ở phần zoom của mình là Diễm thấy hiện tại cái uh, số lượng đâu đó là hơn 1.700 các anh chị. Hơn 1.700. À, các anh chị hãy tiếp tục kêu gọi đồng đội của mình vào mọi người nhé. Tại vì với cái số lượng này hiện tại là Diễm nghĩ là uh, các anh chị cũng cũng đang, cũng đang có thể là ăn cơm hay là uh, đang uh, đi đâu đó chưa có vào kịp. Thì hãy kêu gọi đồng đội của mình vào. Và Diễm xin bật mí một lần nữa là phần thưởng của 90 ngày tóc chiến năm nay sẽ gấp 5 lần so với năm ngoái, cho nên là chúng ta không được bỏ lỡ các anh chị và cái chương trình tóc chiến này khi mà diễm truyền thông về cho đồng đội mọi người là diễm báo trước một tuần, Diễm báo trước một tuần luôn các anh chị để cho mọi người sắp xếp. À, tại vì cái cái mùa tóc chiến năm nào cũng vậy các anh chị, à, chúng ta sẽ rơi vào tháng 5, tháng 6 và tháng 7 đúng không? thì uh, sẽ rơi vào cái dịp uh, trước đó là sẽ rơi vào cái dịp là đang kỳ nghỉ lễ đúng không các anh chị? ở ngoài kia thì mọi người đang đang đi chơi đúng không? đang đi uh, du lịch, đang đi uh, hưởng thụ đúng không ạ? nhưng mà chúng ta ngồi đây để chúng ta nắm chương trình chúng ta đón nhận những cái giá trị và chúng ta bắt đầu nổ những cái phát xuống đầu tiên trong mùa tóc chiến thì chắc chắn sau cái mùa tóc chiến chúng ta sẽ kết có được có được những cái kết quả ngoại hạng mọi người ha ok mọi người đã sẵn sàng cho cái chương trình toán ngày hôm nay chưa ạ sẵn sàng chưa các anh chị ok tuyệt vời ok rồi bây giờ thì chúng ta sẽ mở đầu chương trình với cái nội dung đầu tiên mọi người nhé thì như lúc nãy Diễm có giới thiệu đó, à, các anh chị mình à, sẽ nắm được à, 90 ngày tóc chiến là gì. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ à, à, bắt đầu với cái nội dung này, với sự chia sẻ của một người Anh. À, rất trẻ, các anh chị rất giỏi và là một trong những mentor thành công nhất tại rugby, À, Đó là mentor chính sao Hoàng Vũ. À, mọi người cùng với Diễm mình có thể là nhắn những cái lời chào cũng như là những cái pháo hoa thật là nhiệt vào phần cung chat để chúng ta chào đón mentor chính sao Hoàng Vũ. Cùng với phần chia sẻ đầu tiên được không ạ à? Các anh chị có thể là cùng với diễm nhắn Thật là nhiều pháo hoa cũng như là Những cái lời chào đến bên tờ chính sao của chúng ta mọi người nhé <laughs> à cái câu hỏi này là cái câu hỏi sẽ giúp cho các anh chị là sao ạ à nhận ra được rất là nhiều điều các anh chị lẽ sống của các bạn là gì à lẽ sống của bạn là gì các anh chị có bây giờ các anh chị đã từng chiêm nghiệm cái câu này nhiều lần chưa ạ cái hành trình của vũ trưởng thành đó các anh chị thì lúc nào vũ cũng đặt ra cái câu hỏi này các anh chị vũ dành rất là nhiều thời gian để mình mình tự chất vấn bản thân mình là liệu rằng là mục đích sống của mình là gì các anh chị mình à, sinh ra trên cái cõi đời này mình làm cái điều gì các anh chị và cái này cái cũng nghĩ rằng là nếu như mà anh chị nào mà trả lời được cái câu hỏi này á thì cuộc đời của chúng ta sang một cái trang rất là tuyệt vời đúng không ạ người ta nói rằng là có hai ngày quan trọng nhất của cuộc đời đúng không ạ cái ngày đầu tiên là cái ngày mà mình được sinh ra và cái ngày thứ hai là cái ngày sao ạ à, mình tìm ra được cái mục đích của cuộc đời đúng không ạ thì chúc mừng cho tất cả các anh chị à, gần hai anh chị đã qua được cái ngày thứ nhất rồi thế thì còn cái ngày thứ hai thì chúng ta đã trả lời được chưa ạ à và lẽ sống của bạn là gì thì theo một cái khảo sát và cũng như là là tìm hiểu rất là nhiều những cái anh chị à đi trước cũng như là những chị lớn tuổi và cũng cũng như là vũ đọc rất là nhiều sách Vũ tìm hiểu được là sao ạ hầu hết chúng ta các anh chị chúng ta sống bởi những cái mục đích sau đây các anh chị đây là những cái mục đích mà mà vũ thấy rằng là hầu hết mọi người đều đang phấn đấu nỗ lực vì những cái điều này các anh chị. À đầu tiên là cái gì ạ? Đó là chúng ta phấn đấu nỗ lực để chúng ta tồn tại các anh chị. Đây là một cái cái uh, lý do rất là chính đáng đúng không ạ? À, sống là để tồn tại đúng không ạ? Là phải có cơm ăn áo mặc, phải có nhà để ở, phải có sao ạ? À, Phải có cái sự uh, hòa bình trong đó. Một cái đất nước hòa bình, không có chiến tranh, không có giết chóc các anh chị. Đúng không ạ? À, chúng ta sống để tồn tại. Đây là một cái lý do rất là hợp lý, rất là chính đáng các anh chị. À thì uh, nếu như mà chúng ta đã đạt được cái mục đích này rồi á thì thường thì chúng ta sẽ hướng đến những cái điều gì tiếp theo ạ à? À, đó là những cái trải nghiệm cá nhân đúng, đúng không anh chị những cái trải nghiệm cá nhân như là những cái đam mê những cái ước mơ hay là à, cái quá trình mà chúng ta phát triển bản thân ấy nó cũng là một cái cái trải nghiệm cá nhân đó anh chị chúng ta nhìn thấy được cái phiên bản trước đây một cái phiên bản mà chưa có được update đúng không ạ và cái phiên bản bây giờ là cái phiên bản mà chúng ta hoàn thiện nhiều hơn thì đó cũng là một cái sao ạ à? một cái mục đích sống của hầu hết À, anh chị em chúng chúng ta luôn các anh chị à rồi thì đam mê là gì các anh chị đam mê là những cái thứ mà sao ạ à? chúng ta làm mà không cần được trả thù lao thì nó mới gọi là đam mê các anh chị các anh chị đã có cho mình những cái đam mê chưa à có cái công việc nào mà các chị làm mà không cần nhận lương không ạ à? nhưng mà các anh chị vẫn làm các anh chị vẫn yêu thích nó thì đó mới là đam mê các anh chị nhá à mỗi anh chị phải có cho mình một cái đam mê các anh chị như bản thân vũ á thì cái đam mê của mình á mình có rất là nhiều cái đam mê và cái đam mê lớn nhất của mình đó là mình rất là thích bóng đá các anh chị và mình có một cái 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 mong muốn là sao ạ à? một ngày nào đó là mình sẽ đi hết tất cả uh, các uh, quốc gia mà mà có truyền thống bóng đá mà nổi tiếng các anh chị và mình đi uh, thăm tất cả các cầu thủ nổi tiếng và mình được chụp hình mình được bắt tay với những cái cầu thủ nổi tiếng các anh chị đó là cái đam mê của mình các anh chị nhiều khi là mình tốn rất là nhiều tiền cho cái đam mê đó mình vẫn vẫn chấp nhận đầu tư các anh chị à đó gọi là đam mê các anh chị có những cái đam mê riêng cho mình không ạ à? à vũ nghĩ rằng là chúng ta nên có những cái đam mê các anh chị cái thứ hai là gì ạ những cái ước mơ đúng không ạ à, ước mơ rất là quan trọng các anh chị ngay từ nhỏ là chúng ta đã có rất là nhiều những cái ước mơ rồi đúng không ạ các anh chị đồng ý vũ là ngay từ nhỏ là chúng ta đã có rất là nhiều những cái ước mơ à, có những cái ước mơ như là lớn lên chúng ta làm bác sĩ làm phi công à, rất là nhiều những ước mơ rất là 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 là, là giản dị đúng không ạ và thật ra là cuộc đời nó đơn giản là những cái ước mơ những cái giấc mơ các anh chị và các anh chị hãy để ý nè là có phải là tất cả những cái thành tựu tất cả những cái phát minh những từ cái bóng đèn này từ cái điện thoại này rồi đến những cái chiếc máy bay mà giúp cho chúng ta di chuyển được trên không không chung ấy thì tất cả là, nó đều xuất phát từ một cái giấc mơ của ai đó đúng không các anh chị nếu như mà chúng ta không có ước mơ không có một cái cái trí tưởng tượng ấy thì loài người chúng ta sẽ không thể nào mà phát triển được đúng không ạ và không thể nào mà tồn tại đến ngày hôm nay được cho nên là sao ạ cuộc sống cuộc đời đơn giản là những cái giấc mơ các anh chị chúng ta phải phải có những giấc mơ thì nó mới là một cuộc đời ý nghĩa các anh chị nhá đúng không ạ à rồi cái thứ ba là cái việc phát triển bản thân là cái quá trình mà chúng ta trưởng thành chúng ta rèn luyện cái uh, nhân cách của chúng ta rèn luyện về kỹ năng uh, rèn luyện về nhận thức đúng không ạ nhân sinh quan rất là nhiều thứ các anh chị thì đó là một cái uh, gọi là trải nghiệm cá nhân các anh chị đúng không ạ và khi mà các anh chị đã trải nghiệm cá nhân đủ rồi á thì chúng ta sẽ hướng đến cái điều gì tiếp theo ạ à? cái mục đích sống tiếp theo của chúng ta là gì các anh chị à có phải rằng là sao ạ à? à có phải rằng là chúng ta nên biết ơn về những cái thứ mà đã giúp cho chúng ta có được như ngày hôm nay đúng không ạ à ngày hôm nay các anh chị sinh ra à, có mặt trên cái cõi đời này có mặt tại cái giờ phút này có phải là nhờ một cái cuộc tình à, của hai anh chị à, cách đây ba mươi mấy năm bốn mươi mấy năm về trước đúng không các anh chị à, của hai người trẻ cách đây ba mươi mấy năm bốn mươi mấy năm về trước mà họ đã có một cái cuộc tình rất là đẹp và để ngày hôm nay có à, chính các anh chị ngồi ở đây đúng không ạ à đúng không ạ tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay thì thì đều đều à, bắt nguồn từ một cái gì ạ à? một cái một cái hạt mầm nào đó đúng không ạ và ngày hôm nay chúng ta có cơm ăn áo mặc có hòa bình thì cũng là đến từ cái sự hy sinh của một à, của bậc cha ông của chúng ta đúng không ạ và rất là nhiều những cái điều kiện khác mà chúng ta có được ngày hôm nay cái sự thành công của ngày hôm nay của chúng ta một cái cuộc sống mà mà ấm no đầy đủ của ngày hôm nay của chúng ta nó đều bắt nguồn từ một cái một cái uh, sự hy sinh của một người khác đúng không các anh chị và chúng ta cần phải biết ơn về những cái điều này đúng không ạ và một trong những cái việc mà chúng ta biết ơn đó là chúng ta sẽ phải giúp đỡ những cái người xung quanh các anh chị giúp đỡ những người khác các anh chị người ta nói rằng là sao ạ À, trân trọng thì mới sở hữu mà biết ơn thì mới có thiên trường địa địa cửu đúng không ạ thành ra là sao ạ mình cần phải biết ơn với những gì mà mình có ngày hôm nay đúng không ạ à, ngày hôm nay chúng ta lớn lên được là cũng nhờ thức ăn nhờ những cái thứ mà sao ạ à, những cái thứ xung quanh từ tự nhiên từ những cái thực phẩm để chúng ta lớn chúng ta phát triển à đúng không ạ thì chúng ta cũng biết ơn những cái thế giới tự nhiên đúng không ạ để mà chúng ta có được ngày hôm nay vậy thì ở đây á là cái mục đích sống tiếp theo là gì ạ? chúng ta sẽ cần phải đi giúp đỡ những người khác đó chị cần phải biết ơn những cái điều mà nó đã tạo hóa đã giúp cho chúng ta phát triển thì các anh chị đã có bao giờ nghĩ đến cái việc là mình đã phải sao ạ? À, tặng cho bố mẹ mình một cái một cái món quà nào đó có giá trị chưa ạ? hay là mình à, dành thời gian cho cha mẹ mình để mình có thể là dẫn cha mẹ mình đi đến những cái nơi hay là những cái cái uh, uh, những cái chuyến đi du lịch mà cha mẹ mình thích không ạ? À có có bao giờ các anh chị nghĩ đến những điều này không ạ? Hay là sao ạ? À? Hay là mình có lập gia đình xong thì mình quên đi cái người mà đã nuôi nấng mình, cái người mà đã sinh thành ra mình đúng không ạ? Cái người mà đã sao ạ? À? Mọi lúc mà khi mọi lúc mọi nơi mà khi nào mà có cái khó khăn ấy thì các anh chị chỉ cần alo họ một cái là họ sẽ có mặt ngay lập tức bên cạnh các anh chị. À nhưng mà sao ạ? À? Nhưng mà khi các anh chị thành công, khi các anh chị có đầy đủ, các anh chị có rất là nhiều thứ thì thì chúng ta lại quên đi những cái người này đúng không ạ? À có bao giờ các anh chị nghĩ về điều này không ạ? rồi chúng ta cũng cần phải giúp đỡ cho thế hệ sau à, đầu tư cho con cái mình có một cái môi trường tốt đẹp hơn một cái cái nền văn minh à, một cái nền à, nền giáo dục tốt hơn à, văn minh hơn các anh chị đúng không ạ rồi là chúng ta cũng cần phải giúp những cái người đồng đội của chúng ta những người mà sát cánh vào sinh ra tử cùng với chúng ta những người mà đặt niềm tin vào các anh chị đúng không ạ à, có những cái người đồng đội đó thì mới có thành công của các anh chị ngày hôm nay thì chúng ta cũng cần phải giúp đỡ những cái đồng nghiệp của chúng ta đúng không ạ à rồi ngoài ra nữa là sao ạ một cái gọi là lớn hơn là chúng ta giúp tất cả mọi người xung quanh à đó là những cái chương trình quyên góp xã hội chúng ta giúp đỡ cho những người xung quanh chúng ta tốt đẹp hơn à giống như là cái chương trình là sao ạ Robby cũng có rất là nhiều những cái chương trình về từ thiện những chương trình mà à, gây quỹ đóng góp từ thiện cho sao ạ cho những cái chiến dịch như là mổ hàm răng ếch nữa đúng không ạ hay là sao ạ hay là những cái chương trình từ thiện à để mà giúp cho những cái trẻ em ở những cái vùng quê À có được những cái điều kiện à, về tiếp cận về tinh học thì đó là những cái cái mục đích sống của à, hầu hết đại đa số của chúng ta đúng không anh chị và chúng ta nên có cái điều này các anh chị à nếu nếu như các anh chị chưa chưa tìm ra được cái mục đích sống á thì vụ nghĩ rằng á đây là những cái gợi ý đây là những cái mà các anh chị nên là sao ạ à? tập trung và theo đuổi nó trong những năm sắp tới được không các anh chị và khi mà các anh chị đã có một cái mục đích sống rồi á các anh chị đã có À, xác định rõ ràng cho mình là sao ạ à? mình sống vì điều gì rồi các anh chị thì lúc này á à chúng ta mới có cái gọi là sao ạ à? à có cái gọi là thành công các anh chị à có cái gọi là thành công đúng không ạ mình cần phải thành công để mình thực hiện những cái điều trên các anh chị và à, có một cái khảo sát như thế này các anh chị là khi mà người ta phỏng vấn những cái người mà sắp à, à, qua bên thế giới bên kia ở bệnh viện các anh chị thì người ta hỏi à, những cái người đó thì một cái câu hỏi như thế này các anh chị đó, đó là cái điều gì mà khiến cho anh hối tiếc nhất à, khi mà à, trước cái lúc à, lâm chung thì anh đại đa số hầu hết mọi người đều trả lời đều là giống nhau các anh chị đó là sao ạ à? À, tôi chỉ là hối tiếc à, tôi chỉ hối hận về những cái điều mà mình à, mình, mình mình sao ạ à? mình à, không làm khi có cơ hội các anh chị chứ tôi không hối hận về những cái việc mà mình đã làm các anh chị à đó là cái câu trả lời giống nhau vậy nên là sao các anh chị à các anh chị nếu như còn cơ hội còn thời gian thì mình hãy hành động ngay lập tức các anh chị. Hãy đi thực hiện những cái sao ạ, à? những cái lẽ sống của mình, đúng không ạ? À? à, các anh chị đồng ý với vũ điều này không ạ? À? Và cuộc sống này thì nó rất là vô thường các anh chị. Nó cực kỳ vô thường bởi vì là ngày mai mình sẽ không biết trước tương lai như thế nào đó các anh chị. À có bao giờ các anh chị uh, ngày hôm nay chúng ta gặp một cái người thân, đúng không ạ? À? Nhưng mà ngày mai thì chúng ta không còn cơ hội để gặp cái người đó nữa. Có anh, có anh chị nào đã trải qua cái cảm giác này chưa? Mới ngày hôm qua thôi chúng ta mới gặp cái người đó thôi đúng không ạ? À nhưng mà ngày mai, ngày mốt là chúng ta đã không còn cơ hội để gặp người đó nữa. Có bây giờ các anh chị trải nghiệm cái cảm giác này chưa? Và đó là một cái điều mà sao ạ? À? Cuộc sống này nó sẽ không thể nào biết trước được tương lai đúng không ạ? Cho nên là nếu có cơ hội hành động ngay thì đừng lãng phí thời gian nữa các anh chị, đừng lãng phí thời gian nữa các anh chị mà hãy hành động ngay lập tức để chúng ta sao ạ? À? Thực hiện những cái lẽ sống, thực hiện những cái gì các anh chị, những cái mục đích sống mà có giá trị, à, giúp đời giúp người. Đồng ý không các anh chị? à bao nhiêu chị đồng ý bao nhiêu chị đồng ý rằng là mình sẽ sao ạ à? thực hiện cái lẽ sống của mình à, thì các anh chị comment lên khung chat giúp vũ là tôi đi ạ à. nếu các anh chị đồng ý về những cái điều này các anh chị đồng ý đồng ý với những điều này với vũ thì comment lên khung chat là tôi đi ạ à. ok và đương nhiên rồi các anh chị để mà thực hiện tất cả những điều này thì chúng ta cần phải có gì các anh chị có gì ạ? Muốn thực hiện được đam mê, muốn thực hiện được ước mơ, muốn phát triển bản thân, muốn báo hiếu cho cha mẹ, muốn đầu tư cho con cái, muốn giúp đỡ những người xung quanh thì chúng ta cần phải có gì các anh chị? Thậm chí là muốn hòa bình luôn, các anh chị cũng phải có cái gì các anh chị? Ngày nay mà nếu như mà một cái quốc gia mà nếu sao ạ? À, chúng ta không có thịnh vượng ấy thì rất có thể là sao ạ? À? à, chúng ta cũng sẽ bị xâm lược đúng không các anh chị? Người ta nói rằng là là nếu mà chúng ta yếu là cũng là một cái lỗi, à cũng là một cái tội các anh chị. À, tội là để cho những cái kẻ mạnh ăn hiếp đúng không anh ạ? cho nên là sao ạ à? muốn hòa bình thì chúng ta cũng phải có cái gì các anh chị phải có tiền đúng không ạ à đó là lý do tại sao mà người ta gọi rằng là sao ạ à? tiền thì không phải là tất cả nhưng mà sao ạ à? tiền là cái phương tiện để giúp cho chúng ta thực hiện được những cái mục tiêu những cái mục đích sống trong à, cuộc đời của chúng ta đúng không anh chị và à, đó là lý do tại sao các anh chị phải thành công ạ à? và thành công đó là cái cách để mà các bạn kiến tạo ra được cái cuộc đời ngoại hạn đúng không ạ thành công là cái cách để chúng ta kiến tạo được cái cuộc đời ngoài hạn đó là cái cách duy nhất các anh chị các anh chị đã đã xác định rõ là lý do tại sao mình thành công chưa à, bao nhiêu anh chị mong muốn thành công bao nhiêu anh chị mong muốn thành công và đã xác định rõ cái sự thành công tại sao nó phải có các anh chị à, thì các anh chị comment lên khung chat giúp vũ là phải thành công các anh chị phải thành công các anh chị nhá rồi thế thì à, à, rất là may mắn như thế này các anh chị may mắn là bởi vì là sao ạ à? Bởi vì uh, chúng ta đang được uh, sinh hoạt và phát triển trong một cái cộng đồng rất là nhiều những cái tài năng, một cái cộng đồng rất là nhiều điều tích cực, một cái cộng đồng mà sao ạ, à? rất là nhiều người giỏi các anh chị. À, và cái cộng đồng này á, là một cái cộng đồng mà đã tạo ra rất là nhiều cái câu chuyện thành công các anh chị. Và theo một cái thống kê như thế này các anh chị, theo một cái thống kê là sao ạ, à? là chúng ta uh, đang ở trong cái cộng đồng là STC đúng không ạ, thì... Thống kê rằng là sao ạ, STC, uh, hiện tại uh, cái số lượng thành viên của STC các anh chị thì đã có là sao ạ, gần 300 user, 300 tài khoản, 300 các anh chị là có cái thu nhập là sao ạ, 1 năm lên đến là 300 triệu 1 năm các anh chị. Đó là theo thống kê các anh chị nhé. À, và sao ạ, à, có tới là sao ạ, 50 uh, user, 50 anh chị là có cái thu nhập là 1 tỷ 1 năm các anh chị. Đúng không ạ? Và 9 uh, anh chị là đang có cái thu nhập là, là 3 tỷ 1 năm trên 3 tỷ một năm. Thế thì các anh chị có bao nhiêu anh chị mong muốn mong muốn rằng là mình sẽ là nằm trong cái cái nhóm này các anh chị? Có bao nhiêu anh chị mong muốn là mình sẽ là nằm trong cái nhóm những cái người thành công này các anh chị? À, và rõ ràng là STC là một cái cộng đồng rất rất là nhiều người thành công đúng không ạ? Đó là một cái sự may mắn các anh chị. Và và chúng ta là một cái cộng đồng rất là đoàn kết, luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau các anh chị. Thành ra là sao ạ? À? Đó là một cái sự may mắn các anh chị. Và đó cũng chính là cái cơ sở để chúng ta sao ạ? À? Để chúng ta đặt niềm tin rằng là chúng ta có thể thành công được. À, trong cái môi trường này trong cái cộng đồng này đúng không các anh chị à nếu các anh chị đồng ý thì các anh chị comment lên công chắc là yes giúp vũ được không ạ rồi thì à, công ty đã tốt rồi đúng không ạ môi trường tốt rồi mọi thứ đều rất là tốt rồi à và chúng ta cũng có cái lý do để chúng ta thành công rồi các anh chị thế thì có một cái có một cái cuối cùng thôi mà nếu mà thiếu á, thì thì gần như là tất cả những cái thứ kia đó, nó đều vô nghĩa cả các anh chị. À các anh chị có biết thứ cuối cùng đó là cái gì không ạ? Còn một thứ thôi, đúng không ạ? Công ty là rất là tốt rồi môi trường tốt. Rồi đồng đội tốt, những người xung quanh à của chúng ta đều là những người tốt cả, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thiếu một thứ thôi thì chúng ta sẽ không thể thành công được các anh chị. Các anh chị có biết là cái gì không ạ? À đó chính là cái cái gì các anh chị? Ở đây các anh chị nào ờ à, à, để vũ xem cái phần khung chát ở đâu đây ok thiếu cái gì không có anh chị à niềm tin đúng không ạ vũ đã đọc được một cái từ một cái câu trả lời đó là niềm tin vào bản thân à yes rất là đúng các chị mọi thứ có thể là sẽ không ủng hộ chúng ta nhưng mà chỉ cần chúng ta phải có niềm tin về bản thân các chị và ta nói rằng là sao ạ ngay cả khi cả thế giới này quay lưng thì bạn phải tin vào bản thân các chị Tại vì sao các anh chị? Bởi vì là chúng ta là một cái phép nhịp màu các anh chị. Người ta nói rằng là sao ạ? Xác suất để mà chúng ta có mặt trên cái cuộc đời này á là một phần 400 nghìn tỷ các anh chị. Một cái xác suất vô cùng vô cùng thấp đúng không ạ? Mà nếu như mà chúng ta còn làm được thì Vũ tin rằng là sao ạ? Những cái thử thách lớn hơn. À những cái thử thách mà trong kinh doanh, trong cuộc sống chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua được đó đúng không anh chị? Một cái xác suất vô cùng khó luôn các anh chị, một phần 400 nghìn tỷ. Và các anh chị chính là những cái phép nhịp màu. Ngày hôm nay có tới là hơn 2.000 anh chị có mặt trong cái zoom này. Chứng tỏ là sao ạ? À? Chúng ta có hơn 2.000 cái phép nhịp màu. Đúng không ạ? À? À, các anh chị đã vượt qua rất nhiều những cái khó khăn. Để mà đến ngày hôm nay các anh chị có mặt trong cái phòng zoom này. Rất là tuyệt vời các anh chị. À, và đó chính là cái mà chúng ta còn thiếu các anh chị. Đó là niềm tin vào bản thân. Các anh chị phải tin rằng là các anh chị có thể làm được. Các anh chị có thể thành công được các anh chị. Đúng không ạ? À? Và... À, có một cái câu nói rất là nổi tiếng của Anthony Robbins là một trong những cái nhà đào tạo một cái diễn giả một cái uh, uh, người chuyên cảm hứng đúng không ạ? thì ông có một cái câu như thế này đó là nếu mà có niềm tin mãnh liệt á thì thậm chí nó còn có thể giúp cho con người làm được những việc mà tưởng chừng là bất khả thi các anh chị. à, Vũ sẽ kể cho các anh chị một cái câu chuyện để các anh chị có niềm tin hơn vào bản thân các anh chị. cái câu chuyện này là câu chuyện có thật các anh chị nhé, câu chuyện có thật. À, các anh chị có biết ai à đâu không ạ? À, đây là một cái chàng sinh viên y khoa à, Ông này có tên là Roger Bannister Thì à, Vào cái ngày 6 tháng 5 năm 1954 Các anh chị Đây là một cái ngày rất là đặc biệt Là chỉ còn khoảng 7 ngày nữa thôi Là chúng ta sẽ đến cái ngày này rồi các anh chị Ngày 6 tháng 5 nhưng mà vào năm 1954 Thì có một cái sự kiện rất là đặc biệt Đó là gì ạ? Ông đã thay đổi cả thế giới Về cái cách nhìn nhận Về cái gọi là niềm tin bản thân các anh chị À đó là sao ạ? À? Trong cái sự kiện mà cái cuộc thi điền kinh ở tại Anh các chị thì anh này á mới có một cái kết quả mà làm cho tất cả mọi người bất ngờ các anh chị. Đó là sao ạ? À? Theo một cái nghiên cứu của các nhà khoa học á thì với cái thể chất với cái cơ thể với cái cơ địa của con người chúng ta thì trước năm 1954 á thì người ta nghiên cứu được là không có ai có thể chạy được cái quãng đường là một dặm tức là khoảng 1,6 km một giờ một km các anh chị mà dưới 4 phút cả đó là theo phân tích khoa học anh chị theo cái các nhà khoa học thì người ta phân tích như vậy và duy chỉ có duy nhất một cái người là không tin vào điều đó các anh chị à đó là Roger Bannister và và cái ngày 6 tháng 5 năm 1954 á, thì ông đã chứng minh được cái điều đó với cả thế giới các anh chị đó là sao ông đã hoàn thành cái phần thi của ông à, với cái chặng đường một dặm với cái số giây là bao nhiêu các anh chị biết không ạ? Kỷ lục cái thời điểm đó trước khi Roger Bannister phá là 4 phút 1,3 giây các anh chị. Nhưng mà khi Roger Bannister chạy xong á thì cái con số ghi nhận cuối cùng là bao nhiêu ạ? Là 3 phút 59 giây các anh chị. anh chị thấy từ vợ không ạ? À và ông đã là một cái người mà đã thay đổi hết toàn bộ cái định kiến cũng như là cái suy nghĩ cũng như là sao ạ? Cái niềm tin của con người các anh chị. Và điều tuyệt vời hơn là gì ạ? Là sau khi ông phá vỡ cái kỷ lục đó các anh chị Thì hàng loạt người, những người tiếp theo cũng phá vỡ kỷ lục của ông tạo ra các anh chị à, Và hiện nay á, cái kỷ lục của thế giới hiện nay các anh chị Là các anh chị biết bao nhiêu mà Đó là 3 phút 43 giây các anh chị Tức là thấp hơn con số 4 phút của các nhà khoa học rất là nhiều các anh chị Các anh chị thấy điều tuyệt vời nó đã xảy ra không ạ? Và Roger Benister là một trong những minh chứng sống cho chúng ta thấy được là cái gì các anh chị Chỉ cần các anh chị có niềm tin vào bản thân thôi Đúng không ạ? Thì các anh chị có thể hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào. À, cho dù nó là bất khả thi các anh chị. Ok không ạ? Rồi. Thì á, là... À, và những cái niềm tin này nè. Là những cái niềm tin mà nó sẽ làm giới hạn cái khả năng của các anh chị. Thì các anh chị cũng không nên tin vào những cái điều mà các anh chị đang tin. Cái thứ nhất là gì ạ? À các anh chị làm cái kinh doanh này các anh chị sẽ sẽ có những cái 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 suy nghĩ trong đầu như thế này các anh chị. Tức là tôi không có quen nhiều người đâu nên tôi không có ai để mà giới thiệu kinh doanh có đúng không ạ? Hay là tôi không có giỏi bán hàng, tôi không có năng lực, à, năng lực của tôi chỉ tới đó thôi. Rồi à, tôi không thể thành công lớn được. Các anh chị có suy nghĩ này à, khi mà mình bước vào cái kinh doanh này không ạ? À đó là những cái niềm tin à, những niềm tin tiêu cực các anh chị, những niềm niềm tin làm giới hạn cái năng lực của các anh chị. Mà chúng ta hãy đầu tiên các anh chị vụ muốn các anh chị hãy thay đổi cái tư duy các anh chị có thể là chúng ta chưa có thay đổi ngay lập tức cái kỹ năng cái năng lực của chúng ta liền nhưng mà ít nhất là sao ạ? À? Chúng ta hãy thay đổi cái mindset các anh chị. À cái mindset, cái tư duy các anh chị. À bởi vì sao ạ? À? Cái thế giới bên ngoài á nó sẽ là cái phản chiếu của thế giới bên trong các chị. Nếu như mà bên trong chúng ta thay đổi thì cái cái thế giới bên ngoài nó sẽ thay đổi theo các anh chị. Nhưng mà để mà thế giới bên ngoài nó thay đổi thì các anh chị phải thay đổi bên trong trước các anh chị thì đầu tiên các chị hãy hãy làm một cái động tác này cho vũ các anh chị các anh chị hãy đừng bao giờ nói là dùng từ không nữa các chị hãy đổi nó thành từ là là gì các chị từ có thể các chị tôi có thể tôi có thể xây dựng được mối quan hệ để phát triển kinh doanh tốt hơn tôi có thể trở thành người bán hàng xuất chúng tôi có năng lực tôi có thể là sao ạ à? tốt hơn ngày mai à, ngày hôm nay tôi tốt hơn ngày à, ngày mai tôi có thể tốt hơn ngày hôm nay đúng không ạ à? rồi à, người khác làm được thì tôi làm được tôi có thể thành công lớn được các anh chị hãy thay đổi những cái cái mindset này các anh chị à cái này không có mất tiền đúng không anh chị chúng ta không cần phải đầu tư chúng ta không phải mất mát bất kỳ điều gì các anh chị chỉ cần lập trình lại à cái cái tư duy mình thôi thì cái vận mệnh của chúng ta nó cũng sẽ thay thay đổi theo một cái hướng hoàn toàn khác các anh chị đồng ý không ạ à các anh chị hãy ghi xuống khung chat đi là tôi có thể đúng không ạ hãy dùng từ tôi có thể đừng đừng dùng từ là tôi không thể nữa mà hãy dùng từ là tôi có thể tôi có thể À, bất kỳ việc gì mà người khác làm được thì tôi có thể làm được các anh chị miễn là sao ạ à? miễn là những cái việc đó là những cái việc mà là chỉ có thiên tài mới làm được thôi nhưng mà nếu như mà cái việc đó mà ai cũng làm được nhiều người làm được thì tôi cũng làm được các anh chị đồng ý không ạ à? rồi ok rất là tuyệt vời cái phòng dung của chúng ta rất là năng lượng à... và có một cái bí mật nữa mà roger à, benister có được các anh chị À tại sao những cái người thành công người ta lại thành công với anh chị? Bởi vì người ta làm đúng một số việc và người ta kiên trì lặp đi lặp lại những cái quy trình này để mà tạo ra được một cái kết quả vượt trội. À, Roger Bannister không chỉ là đặt niềm tin vào bản thân. Nếu như mà chỉ tin à tôi tin là tôi thành công, tôi tin là th tôi thành công nhưng mà tôi không hành động gì cả thì không thể nào mà ra kết quả được đúng không các anh chị? À ở đây là sao ạ? À? Phải có những cái hành động đúng các anh chị, những cái những cái việc làm đúng và chúng ta kiên trì lặp đi lặp lại những cái việc làm đó các anh chị thì thì Roger Benister các anh chị để mà có được cái sự phá kỷ lục đó đó thì ông phải nghiên cứu rất là nhiều về cái cơ chế vật lý cũng như là sao ạ à? À, những cái sao à? những cái à, cơ sở khoa học đã có sẵn đó anh chị để ông làm ra được một cái gì à? một cái giáo trình một cái một cái giáo án tập luyện một cách rất là đặc biệt đó anh chị và ông kiên trì theo đuổi cái giáo án đó cho đến khi mà sao ạ à? ông chứng minh với cả thế giới rằng là sao ạ à? tôi có thể Tôi có thể phá kỷ lục các anh chị. Tôi có thể làm ít hơn 4 phút các anh chị. Đúng không ạ? Vậy thì trong cái kinh doanh của chúng ta nó cũng vậy thôi ạ. À. Chúng ta cũng sẽ cần phải có một số cái công việc làm đúng các anh chị. Và chúng ta cũng cần phải kiên trì lặp đi lặp lại những cái việc làm đó các anh chị. Và các anh chị có muốn là có một cái môi trường, có một cái chương trình để mà giúp cho các anh chị có những việc làm đúng. Các anh chị nhận ra được đâu là việc làm đúng, đâu là việc làm sai. Các anh chị à, có một cái môi trường để rèn luyện, à, luyện tập. À, để mà à, phát triển những cái kỹ năng của mình không ạ? À? Các anh chị có muốn có một cái chương trình hỗ trợ các anh chị cái điều này không ạ? À? Và nếu như các anh chị muốn cái điều này các anh chị thì sao ạ? À? Chào mừng tất cả anh chị đến với sao ạ? À? 90 ngày à tạo nên điều kỳ diệu. Không phải là 90 ngày tạo nên một cái kết quả tốt hơn các anh chị, cũng không phải là 90 ngày tạo ra một cái sao ạ? À? một cái sự thăng hạng mà là 90 ngày tạo nên điều kỳ diệu các anh chị. Tức là nó phải là một cái điều mà các anh chị cũng không thể ngờ được. Tức là sao ạ à các anh chị? cái người mà bất ngờ lớn nhất trong trong cái chương trình này á, không phải là những người xung quanh của các anh chị không phải đồng đội các anh chị không phải là là người thân của mình mà là ai là là chính các anh chị các anh chị phải wow tại sao mình có thể làm được cái điều này các anh chị đó chính là cái cảm giác của một cái người chiến thắng trong chương trình 90 ngày tạo nên điều kỳ diệu các anh chị và vũ đã từng trải nghiệm được cái điều này à, à cách đây năm à, 5 sáu năm về trước vũ không được như ngày hôm nay các anh chị thấy đâu các anh chị vũ không có thể đứng nào đứng thể đứng nói trước hai nghìn thành viên Trước 2.000 anh chị như thế này đâu các anh chị. À và đến ngày hôm nay nhiều lúc mình ngẫm nghĩ lại mình cũng phải wow, tại sao mình có thể làm được điều này các anh chị. Đúng không ạ? Thì đó chính là đó chính là kết quả của 90 ngày tạo nên điều kỳ diệu đó các anh chị. À các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Và cái cái chương trình này á các anh chị nó xuất phát từ đâu ạ? À? Nó xuất phát từ à một cái chương trình mà đã tồn tại hơn 10 năm trên thế giới rồi đây là một cái chương trình mà đã có cái truyền thống rất là lâu đời trên thế giới rồi các anh chị và hiện nay á, cái chương trình này được rất là nhiều những cái chuyên gia bán hàng à, hàng đầu trên thế giới người ta áp dụng các anh chị cũng như là những cái người mà sao ạ à, chuyên gia trong cái lĩnh vực về phát triển cộng đồng á người ta áp dụng để người ta phát triển cái hoạt động kinh doanh của họ và à, con số mà à, tạo ra kết quả là rất là ấn tượng các anh chị. À và rõ ràng là sao ạ? À? Cái chương trình này là chương trình không phải là là do Robby là người tạo ra nha các anh chị, cũng không phải là do STC hay là do Vũ hay là bất kỳ ai trong cái cộng đồng chúng ta là cái người mà nghĩ ra đâu các anh chị, mà đây là chương trình mà của những bậc thầy những cái những người là à, top trong cái lĩnh vực về bán hàng, về phát triển cộng đồng người ta đã người ta đã làm ra các anh chị. Và Robby á là tự hào là một cái đơn vị là sao ạ? À? Triển khai chương trình 90 ngày top chiến hiệu quả nhất và sao ạ? À? À, tạo ra được nhiều cái câu chuyện thành công nhất các anh chị đó là cái cái niềm tự hào của Robby các anh chị nhá và nếu như mà Robby mà nhận là thứ hai các anh chị thì vụ Cam đoan với anh chị rằng là, là sao ạ à? là không có một cái tổ chức nào là nhận là là chủ nhật các anh chị đúng không ạ à nếu mà Robby thứ hai thì không có cái tổ chức nào là nhận là chủ nhật cả đâu đúng không bạn cho nên là sao ạ à? đây là một cái chương trình mà rất là thành công và là điểm nhấn của Robby các anh chị và đây là một cái chương trình mà sao ạ à? nó mang tính chất khoa học các anh chị, chứ nó không phải là làm là những cái chương trình mà những cái cái giáo điều hay là những cái niềm tin mà nó nó không có cơ sở các anh chị, mà đó là nó mang tính chất khoa học các anh chị và nó đã được kiểm chứng bởi rất là nhiều những cái câu chuyện thành công rồi, thì lát nữa tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số cái câu chuyện thành công tại uh, Robby nhờ cái chương trình này các anh chị, ok mà ạ? và cái khoa học của cái chương trình này là gì ạ? nó có hai cái yếu tố mà nó khiến cho những cái người tham gia vào cái chương trình 90 ngày này họ có sự thành công, họ bứt phá, họ tạo nên điều kỳ diệu các anh chị. Cái yếu tố thứ nhất là gì ạ? Vũ sẽ có một cái ví dụ như thế này. À, Vũ tạm thời stop slide này, Vũ có một cái ví dụ này để chị hình dung hơn, rõ hơn về cái nguyên lý, cái cơ sở khoa học. À, tại sao 90 ngày này lại rất là hiệu quả các anh chị? À, ở đây là Vũ có một cái một cái hộp hộp giao hàng. À, tất nhiên là cái hộp này là vũ lấy uh, không phải của Robby, ok à, rồi cái hộp này là hộp giao hàng các anh chị, các anh chị nhìn thấy rõ mà, đấy, các anh chị thấy cái hộp giao hàng này không ạ? À? à, để để xa mới thấy đúng không? À? rồi, ok, thì thì đây vũ có một cái ví dụ như thế này, à, đây là một con dao các anh chị, các anh chị thấy không ạ? À? và đây là một cái uh, cái đũa đúng không? ạ à? chuyện gì sẽ xảy ra nếu vũ dùng cái đũa này mà vũ chọc thật mạnh vào cái hộp này các anh chị? Vũ sẽ chọc thật mạnh vào cái hộp này đúng không ạ thì có thể làm cái hộp này nó bị biến dạng nó có thể bị méo đi nó có thể bị móp phô một chút nhưng mà rất là khó để mà sao để mà mà nó có thể là 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 đâm thủng được cái cái hộp này đúng không ạ nhưng mà bây giờ sao các anh chị bây giờ Vũ chỉ cần là sao ạ à Vũ chỉ cần là một con dao rất là một cái lực rất là nhẹ thôi đúng không ạ là cái cái con dao này nó đã dính chặt trên cái 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 hộp này rồi đúng không ạ? Các anh chị thấy không ạ? Rất là dễ đúng không ạ? Vậy thì điều gì làm nên cái sự khác biệt đó các anh chị? Tại sao cái chiếc đũa khi mà chúng ta đâm với một cái lực rất là mạnh, tốn rất là nhiều nguồn lực nhưng mà chúng ta không thành công các anh chị. Chúng ta không thể xuyên phá được cái mục tiêu các anh chị. À cái sự khác biệt này ở đây là cái gì ạ? Đó là sự tập trung các anh chị. Sự tập trung đúng không ạ? À, tất cả mọi cái sự sắc bén nhất, mọi cái điểm chạm mà gọi là sao ạ, à? À, tuyệt vời nhất thì nó đều nằm ở đỉnh của con dao các anh chị và tất cả những cái gì mà gọi là là à, bén nhất của con dao nữa nó nằm ở đỉnh các anh chị. thành ra khi mà vũ chỉ cần một cái lực rất là nhẹ thôi thì sao ạ, à? cái cái hộp cái hộp ngay lập tức là nó nó bị xuyên thủng. à còn với cái cái đũa thì sao anh chị, cái mặt tiếp xúc nó rất là to các anh chị, nó rất là rộng. Thì tuy là chúng ta dùng những cái nguồn lực rất là nhiều, chúng ta dồn vào các anh chị, nhưng mà sao ạ à? nó đã bị phân tán. À nó phân tán lực rồi các anh chị. Thành ra là sao ạ? À? Chúng ta không thể nào xuyên phá được cái mục tiêu. Và đó chính là cái cái nguyên lý của 90 ngày tóc chiến các anh chị. À vỗ xe lại màn hình cho các anh chị à, theo dõi tiếp nhé. Đúng không? Đó là sự tập trung các anh chị. À tập trung á là là sao ạ? À? Là bí mật vĩnh cửu của sự thành công. Đúng không ạ? À tập trung á là sao các anh chị? Không phải là sao? À? Cần các anh chị là những cái người thiên tài không phải là các anh chị là những cái người có tài năng thiên bẩm mà là sao ạ à? cái người mà tài năng nhất trong những người tài năng là những cái người mà biết tập trung các anh chị thành ra là sao ạ à? tập trung chính là cái sao ạ à? cái à, bí mật vĩnh cửu của thành công các anh chị và chúng ta hay nghe rằng là làm rugby là phải làm đúng làm đủ làm đều thì sẽ mang lại kết quả đúng không ạ thì đúng là làm đúng làm đủ làm đều thì có mang lại kết quả các anh chị Tuy nhiên mà để mà mang lại một cái CO, một cái kết quả ngoại hạng anh chị thì chúng ta phải tập trung các anh chị. Đồng ý không ạ? À? Các anh chị hãy comment lên khung chat cái cái yếu tố đầu tiên để làm nên sự thành công 90 ngày đi ạ, à, đó là sự tập trung các anh chị. Và tập trung nó rất là quan trọng các anh chị nhé. Thứ nhất là sự tập trung các anh chị. Chúng ta sẽ có 3 tháng tập trung là từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 31 tháng 7. Chỉ có 3 tháng mà thôi các anh chị. Tập trung tối đa công lực, tập trung tối đa sự à, sự chú tâm của mình vào công việc các anh chị. Đúng không ạ? Mọi thứ nó sẽ dồn lực cho cái công việc Robby trong 3 tháng này. Đúng không ạ? Đó là sự tập trung các anh chị. Rồi, ok. Cái uh, yếu tố đầu tiên là sự tập trung các anh chị. Yếu tố thứ hai là gì các anh chị? Các anh chị nhìn lên màn hình các anh chị thấy cái gì ạ? Có phải là cái chiếc máy bay đó đang bay đúng không ạ? À, chiếc máy bay đang bay. Thế thì để mà chiếc máy bay này nó bay lên được không gian không chung như thế này á, các anh chị có biết rằng là từ cái lúc mà sao ạ? Cái lúc mà, mà 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 tiếp nhiên liệu ở dưới mặt đất cho đến khi là là vào cái đường đường bay rồi đến khi là cất cánh đó, thì nó mất bao lâu không anh chị? À nó mất đâu đó là khoảng 60 phút, gần một tiếng đồng hồ để mà có thể chuẩn bị tất cả các khâu, tất cả các công đoạn để một chiếc máy bay có thể cất cánh các anh chị. Thì các anh chị có có đoán ra được là, là sao ạ? À? Cái công đoạn nào là cái công đoạn mà tốn nhiều nguyên liệu nhất không ạ? À? Cái công đoạn nào là cái công đoạn mà sao ạ? À? Nó đốt nhiều cái xăng nhất không các anh chị? À và và các anh chị có đoán ra được cái cái công đoạn nào là cái công đoạn mà quan trọng nhất của cái việc là cất cánh một chiếc máy bay không ạ? Và nếu như mà sao ạ, à, cái công đoạn này không có hoàn thành đó các anh chị. Thì sao ạ? À, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái yếu tố là thành bại của một cái cái chuyến bay các anh chị. À vậy thì các anh chị có biết rằng là cái công đoạn đó là công đoạn gì không ạ? À có phải là cái công đoạn gì các anh chị? Ở đây Vũ thể thấy rất là nhiều anh chị những cái câu trả lời. Và trong đó có những cái câu trả lời à đã chính xác các anh chị. Đó là cái 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 giai đoạn mà chúng ta sao ạ à? đạt cái vận tốc cực đại đúng không ạ chúng ta tăng tốc các chị cái giai đoạn gọi là giai đoạn tăng tốc là giai đoạn quan trọng nhất của một cái chuyến bay các chị à và giai đoạn này là giai đoạn tốn nhiều nguyên liệu nhất các chị và khi mà mà tăng tốc đến một cái vận tốc cực đại á thì máy bay nó mới có thể cất cánh được các chị tưởng tượng nếu như mà chúng ta leo lên một chiếc bay máy bay mà máy bay ra đường đường ray bay các chị mà nó chỉ chạy tà tà nó chạy từ từ á thì nó có bay nổi không các chị chắc chắn là không đúng không ạ mà nó phải đạt đến một cái vận tốc cực đại các anh chị của chiếc máy bay đó thì nó mới cất cánh lên được đúng không ạ và khi bay lên được không gian không 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 à, lên bầu trời rồi các anh chị thì sao ạ nó bắt đầu là sao ạ tiết giảm nhiên liệu các anh chị và nó bắt đầu là sao ạ à thả trôi các anh chị tức là, là 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 cái việc mà bay nó sẽ nhẹ nhàng và nó dễ dàng hơn rất là nhiều khi mà đã lên được trên không gian rồi các anh chị thế thì ở đây các anh chị hình dung là như thế này là trong cái kinh doanh của chúng ta nó cũng vậy thôi tức là các anh chị cũng sẽ phải cần có một cái giai đoạn là gì ạ à? giai đoạn cất cánh giai đoạn mà là sao ạ à? đẩy cho cái kinh doanh của chúng ta sao ạ à? có thể bay lên được các anh chị và khi mà cái các anh chị trải qua được cái giai đoạn này và cái chiếc máy bay của các anh chị á cái con thuyền mà các anh chị đang đi á mà nó bay lên được rồi á thì sao ạ à? thì chúng ta sẽ ổn định cái hoạt động kinh doanh ở một cái mức là sao ạ à? cái mức là sao ạ à? tiết kiệm nhiên liệu ở cái mức gọi là sao ạ à? cái mức nhẹ nhàng, nhàng nhất có thể đúng không ạ chúng ta làm vui vui vẻ vẻ đơn đơn giản giản mà nó vẫn có thể bay được anh chị đó là cái kinh doanh chúng ta vẫn có thể ổn định và giữ vững được anh chị đó là cái giai đoạn mà máy bay nó đã nó đã bay lên bầu trời rồi nhưng mà trước khi bay lên bầu trời các anh chị phải cần có một cái giai đoạn là giai đoạn là sao ạ à, à vận tốc cực đại các anh chị và cái yếu tố thứ hai này nó sẽ dùng một cái từ đó là gì các anh chị đó là tốc độ các anh chị và có một cái câu nói như thế này rất là hay à, Vũ muốn chia sẻ cả nhà mình đó là gì ạ Success loves speak Đó là gì ạ à, Thành công thì rất là thích tốc độ các anh chị à, Muốn thành công thì phải là làm tốc độ các anh chị Và tốc độ chính là cái cái từ khóa thứ hai Mà Vũ muốn các anh chị hãy ghi lên khung chat Đó là tốc độ các anh chị nhá Các anh chị hãy ghi lên khung chat là tốc độ đi ạ Rồi Ok mà Rồi thì à, à, đó chính là hai cái uh, cơ sở khoa học cũng như là hai cái yếu tố mà nó tạo nên cái sự thành công của chương trình à, 90 ngày top chiến tuy nhiên á à, còn một cái yếu tố nữa đúng không ạ còn một cái yếu tố nữa mà nó tác động đến cái kết quả kinh doanh của các anh chị đó chính là gì các anh chị đó chính là những cái nguồn lực những cái đơn vị thầm lặng đúng không ạ những cái đơn vị mà à, đồng hành cùng cộng đồng của chúng ta và có những cái nguồn lực rất là hùng hậu để mà đầu tư cho các anh chị à, để các anh chị phát triển các anh chị à, đạt được những cái kết quả thì đó là à, đến từ phía Robby và đến từ phía à, nhà tài trợ độc quyền là sâm à, bắc mỹ cnd đúng không các anh chị thì chắc chắn rồi để mà cái buổi ngày hôm nay có nhiều năng lượng hơn nữa cũng như là sao ạ à, các anh chị được tiếp thêm à, những cái sao ạ à, nguồn lực về tài chính nguồn lực về sao ạ à, về à, chương trình giải thưởng thì à, ngay sau cái slide này thì uh, chắc chắn rồi, cả nhà có háo hức là đón chờ à, Cái uh, phần tiếp theo uh, mà Vũ sẽ mời lên đây là ai không các anh chị? Các anh chị có háo hức đón chờ không ạ? À? Nếu mà các anh chị háo hức đón chờ Thì các anh chị hãy comment lên khung chat là Háo hức, rất háo hức hay là thả bông, thả tim Và làm bất kỳ những cái động tác nào Để uh, can, uh, để để những cái đơn vị tài trợ uh, Sẽ thấy được cái sao ạ à, các anh chị? Thấy được cái cái sự nông nhiệt của các anh chị Cái năng lượng của các anh chị đúng không ạ? À? À, để biết đâu là sau chương trình ngày hôm nay á Là lại còn thêm những cái chương trình tài trợ Còn hấp dẫn hơn nữa các anh chị à, Mặc dù là uh, đã chốt rồi đúng không ạ? Nhưng mà sao à chưa tới ngày 1 tháng 5 Thì biết đâu là sau chương trình hôm nay á, Lại có thêm những cái phần quà nữa các anh chị Cho nên là sao các anh chị Hãy uh, dùng hết uh, bình sinh của mình là comment liên tục Comment liên tục các anh chị Và uh, sau đây là vụ xin phép là mời uh, sao à? CEO của Robby Anh Trần Thiên Ấn có thể là lên uh, uh, Chia sẻ đôi lời với tất cả cả nhà mình nhé. Rồi không biết là anh ứng đã có mặt trong phòng Zoom chưa Rồi ok Ok các anh chị à, có nghe rõ không ạ à? Ok rất là lâu rồi mình mới có thể tham gia một cái cái zoom cùng với các anh chị à, đối tác kinh doanh và đặc biệt là một cái zoom mà nó nó có một cái sức nóng mà nó nó đầy đầy nhiệt độ như ngày hôm nay các anh chị rồi à, gửi một cái lời chào rồi gọi là gì các anh chị lời chào tại vì chúng ta đang ở trong một cái chương trình là 90 ngày tốt chiến đúng không nên tạm thời gửi một cái lời chào 90 độ tới các anh chị cái đã rồi hy vọng là sau cái chương trình này thì cái nhiệt độ chúng ta sẽ tự mình đốt lên các anh chị à rất là nhiều những cái nơi thì nó sẽ có những cái tác động của môi trường để tạo ra một cái nhiệt độ nhưng riêng trong cái hành trình 90 ngày tốt chiến này các anh chị 10 độ còn lại hoặc là 110 độ còn lại nó nên được đốt từ bên trong các anh chị nó nên à được tỏa ra từ bên trong chúng ta chứ nó không phải được tác động từ bên ngoài à nên hy vọng rằng là gì các anh chị chúng ta sẽ khởi đầu cái chương trình zoom ngày hôm nay với nhiệt độ là 90 nhưng mà sau đó chúng ta sẽ tự tìm ra cho mình một cái câu trả lời để chúng ta có thể tự đưa mình lên một cái nhiệt độ cao nhất có thể để chúng ta bắt đầu hành trình 90 ngày các anh chị nhé rồi ok à thì à, ở ngày hôm nay thì sẽ tham gia cùng với các anh chị một cái phần đó là À, ở cái chương trình 90 ngày tốc chiến này thì góc nhìn của công ty như thế nào và những cái sự chuẩn bị, những cái sự hỗ trợ của công ty dành cho các anh chị đối tác kinh doanh sẽ như thế nào để các anh chị có thể vào cái hành trang này. À, và chắc chắn là các anh chị sẽ còn một cái phần rất là quan trọng nữa mà tí nữa thì Hoàng Vũ sẽ cùng chia sẻ với các anh chị. Nãy giờ thì các anh chị đã nghe được về là gì các anh chị lý do tại sao mà mình phải đưa ra cái quyết định là mình tham gia 90 ngày tốc chiến, cái cơ sở khoa học của nó. Thật ra là sao các anh chị? À, cái lý do này thì một lần nữa nó phải đến từ bên trong các anh chị nó không nên là một cái lý do mà mình đưa ra bởi những cái tác động ở bên ngoài mình đưa ra bởi vì cái lúc hào hứng của mình mình đưa ra bởi vì là gì các anh chị mình thấy những người khác người ta cũng tham gia như vậy không các anh chị mà cái lý do này nó phải thật sự là ở bên trong để mà mình có thể là không có bị ép buộc mình hoàn toàn là thoải mái khi mình vào và tâm trí của mình thì mình hoàn toàn nghĩ về nó các anh chị à không có quay qua quay lại không có gọi là gì các anh chị à những cái thú vui những cái gọi là cái giải trí hoặc là những cái điều mà trước giờ mình mình vẫn cảm thấy thoải mái với nó nhưng mà ngày hôm nay mình làm nó mình không còn cảm thấy thoải mái mình không còn cảm thấy vui vẻ nữa các anh chị bởi vì mình đang có một cái mục tiêu mà mình cần phải hoàn thành bởi vì mình đang có một cái thứ tự ưu tiên cao nhất mà chỉ khi mình được làm nó các anh chị chỉ khi mình làm nó thì mình mới cảm thấy hào hứng mình mới cảm thấy vui vẻ và mình mới cảm thấy là gì các anh chị à là ngày đó của mình nó trở nên ý nghĩa thì đó mới là một cái mục tiêu mà nó đủ lớn một cái giấc mơ nó đủ cảm xúc để mà các anh chị có thể bước vào 90 ngày thì không biết là bao nhiêu các anh chị mình đã có điều đó rồi và nếu như mà được các anh chị thì ấn rất là mong muốn là giờ hai các anh chị ở đây thì đều là những người đã có cái câu trả lời rất rõ cho cái phần đó của mình tại vì thật ra ấn nghĩ rằng là ngày hôm nay lý do tại sao mà chúng ta tổ chức nó vào ngày hôm nay các anh chị Ngày hôm nay là tinh thần của cả đất nước Việt Nam sôi sục là gì các anh chị nghỉ lễ các anh chị. Với cái thông điệp là gì các anh chị đi chữa lành. Có lành hay không thì mình không biết, nhưng mà nói chung là đang đi chữa đó. Nhưng mà ở đây á mình vẫn có là gì các anh chị, 2004 các anh chị chọn một cách chữa khác đúng không ạ? À? Chữa một cái nỗi đau nào đó của mình, chữa một cái gọi là gì các anh chị, một cái vấn đề nào đó của mình hay là chữa nghèo hay là chữa gì đó. Nhưng mà là gì các anh chị, mình đang có mặt trong cái Zoom này các anh chị và người ta nói rằng là gì các anh chị không có gì được mà mà không phải mất và không có gì mất mà không có được hết các anh chị ngày hôm nay các anh chị đã hy sinh dành cái thời gian của mình thay vì mình đi gọi là gì các anh chị đi đâu đó đi du lịch đi giải trí đi vui chơi đi nghỉ ngơi thì các anh chị đang có mặt ở trong zoom này đừng hy vọng rằng là gì các anh chị 2004 các anh chị ở đây thì đều là những người rất rõ về những điều mình muốn và có một cái mục tiêu thật sự lớn để mà mình bắt đầu cho cái buổi tối ngày hôm nay và mình sẽ theo nó tới cùng tới giờ phút cuối cùng các anh chị đồng ý không ạ à? nếu như các anh chị đã là cái nhân tố giống như vậy thì các anh chị comment rằng là gì các anh chị à là có hoặc là 100 độ hoặc là bất cứ một cái comment nào để mà mình thể hiện rằng là gì các anh chị mình vẫn đang theo dõi cái này các anh chị à, trong cái dung ngày hôm nay thì ứng biết rằng là sẽ có rất là nhiều những anh chị là những anh chị mới nhưng mà đối với cái chương trình 90 ngày tốt chiến này hả các anh chị thì nó có một cái hay như thế này các anh chị đó là gì vậy? đối với 90 ngày tốt chiến thì tất cả các anh chị à tất cả mọi người chúng ta đều bình đẳng như nhau chúng ta bình đẳng so với những cái người khác các anh chị và thậm chí á, là trong cái chương trình 90 ngày tốt chiến này là các anh chị thì thậm chí chúng ta còn có thể chạy nhanh hơn cả những người cũ và đối với những anh chị đối tác kinh doanh cũ mà mình đã là gì các anh chị mình đã từng tham gia cái chương trình 90 ngày tốt chiến này những năm trước thì một trong những cái lý do mà mình rất là thích cái chương trình này đó là gì các anh chị đó là cứ mỗi mùa 90 ngày tốt chiến mới cứ mỗi một năm mới cứ mỗi một tháng năm của gọi là năm sáu bảy của một năm mới thì các anh chị chính là một cái người mà chúng ta trở thành một người mới các anh chị một người mới của 90 ngày tốc chiến mới các anh chị và chỉ cần chúng ta thỏa được cái điều kiện này thôi các anh chị đó là chúng ta có cho mình một cái mục tiêu và chúng ta thật sự hạ quyết tâm một lần nữa các anh chị thì chúng ta có thể vào 90 ngày tốc chiến các anh chị À cái cụm từ hạ quyết tâm á, Có phải rằng là chúng ta đã từng nghe về nó rất là nhiều lần không các anh chị? Các anh chị đã nghe về hạ quyết tâm nhiều lần chứ? À lý do tại sao mà trong những cái chương trình đào tạo Chúng ta thường xuyên được nghe về cái điều này Thậm chí là trong gọi là gì các anh chị những à, Trong cái công việc, trong cái cuộc sống của chúng ta Mình cũng thường xuyên nghe về cái điều này các chị Bởi vì đơn giản là gì các anh chị? Đó là một cái chủ đề quan trọng các chị Và các anh chị hình dung rằng là trước đây các anh chị đã từng hạ quyết tâm để mà các anh chị đạt được một cái cái gọi là cái kết quả nào đó nhưng không có nghĩa rằng là sau đó các anh chị thì các anh chị cũng làm tất cả mọi việc với cái sự hạ quyết tâm giống như cái lần đầu tiên đó các anh chị cũng như cái việc mà các anh chị đặt mục tiêu vậy cái việc mà các anh chị đã đạt được một cái mục tiêu nào đó thì nó không đồng nghĩa việc là gì các anh chị là chúng ta luôn luôn là một cái người có mục tiêu à chúng ta làm bất cứ mọi việc đều có mục tiêu các anh chị sẽ có những cái lần mà các anh chị làm một cái công việc nào đó nhưng mà nó không có đặt mục tiêu vào đó các anh chị À, sẽ có những cái giai đoạn mà các anh chị không còn chạy mục tiêu nữa các anh chị. Vậy thì cái việc mà chúng ta đặt mục tiêu và chúng ta hạ quyết tâm các anh chị là mình phải thường xuyên làm và mình phải lặp đi lặp lại nó cho tới khi mà chúng ta có thể đạt được cái sự thành công của các anh chị. Bởi vì sao các anh chị? Bởi vì các anh chị hình dung rằng á là cái thành công đó các anh chị thì nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Vậy thì cứ mỗi lần mà chúng ta muốn có một cái kết quả mới chúng ta muốn có được một cái mức độ mới các anh chị à một cái thành tựu mới thì chúng ta sẽ phải đặt đặt mục tiêu và hạ quyết tâm lại các anh chị. Chúng ta sẽ phải đặt mục tiêu và hạ quyết tâm lại các anh chị. Giống như là việc là gì các anh chị? Cái việc mà trong quá khứ các anh chị đã từng làm nhiều hay từng làm ít các anh chị. Thì cái việc đó câu hỏi đặt ra là gì? À? Nó có ảnh hưởng gì? Nó có quyết định gì tới cái tương lai của chúng ta hay không? Các anh chị thử trả lời thử đi các anh chị. Cái việc mà chúng ta đã làm nhiều làm ít trong quá khứ nó có ảnh hưởng gì nó có tác động gì tới tương lai của chúng ta không các anh chị? Không các anh chị. Rõ ràng là không các anh chị. À những cái việc mà chúng ta đã làm trong quá khứ, cái việc mà chúng ta hạ quyết tâm, chúng ta đặt mục tiêu ở trong quá khứ thì nó quyết định tới gọi là gì các anh chị? Nó ảnh hưởng tới cái kết quả ở thời điểm hiện tại của chúng ta thôi. Nó chỉ tác động tới thời điểm hiện tại thôi. Giống như nếu như mà các anh chị đã từng chạy những cái chương trình 90 ngày top chiến những cái năm trước nó rất thành công thì nó chỉ tạo ra cái tiền đề và cái kết quả của chúng ta ở thời điểm hiện tại thôi. Nhưng nếu như các anh chị muốn có những cái kết quả mới ở cái thời điểm tương lai thì ngay bây giờ này ở cái thời điểm hiện tại các anh chị sẽ phải lại một lần nữa các anh chị đặt mục tiêu và các anh chị hạ quyết tâm giống như mình là lần đầu tiên tham gia vào chương trình 90 ngày thì lúc đó các anh chị mới có thể có một cái chương trình 90 ngày gọi là gì các anh chị? 90 ngày thành công các anh chị. Nên nó giống như một cái thông điệp gọi là gì các anh chị? yêu như ngày đầu các anh chị à, yêu như ngày đầu vậy thì các anh chị đã sẵn sàng một cái trạng thái là đưa mình về cái trạng thái là bằng không đưa và mình về cái trạng thái ban đầu để chúng ta bắt đầu cho cái chương trình 90 ngày top chiến nha các anh chị à nếu như mà các anh chị sẵn sàng thì các anh chị comment xuống dưới nha các anh chị đó là lý do tại sao cứ mỗi mùa tốc chiến bắt đầu thì các anh chị hoàn toàn có thể trở thành một cái người mới trở thành một cái người xứng đáng thành công trong cái chương trình này nếu như các anh chị có thể có một cái mục tiêu rõ ràng và mình đưa ra cho mình một cái cái việc mà mình hạ quyết tâm các anh chị vậy thì nói về cái việc mà hoàn thành mục tiêu thì thực tế nó sẽ như thế này các anh chị nó có một cái bí quyết để mà giúp cho các anh chị có thể hoàn thành được mục tiêu các anh chị à đó là gì à một cái câu hỏi đặt ra cho các anh chị này vậy thì theo như các anh chị cái cái kết quả gọi là cái tiền cái tài chính mà mình được rót bi trả mình được cái tài chính mà mình được công ty trả thì đó là cái tài chính nó được trả cho cái việc gì các anh chị comment xuống dưới đi các anh chị cái tài chính mà chúng ta sẽ gặt hái được trong cái kinh doanh này cái kết quả cái thu nhập mà mình sẽ có được trong cái kinh doanh này nó do Robby chi trả cho cái việc gì à mình sẽ phải hiểu rất là rõ về cái lỗi này để mà mình biết rằng là công ty chi trả tiền cho cái việc gì thì lúc đó là gì các anh chị mình tập trung vào cái đó các anh chị nó có phải rằng là chi trả cho cái việc là gì các anh chị chúng ta ở lâu trong kinh doanh này hay không có phải rằng là chi trả cho cái việc mà chúng ta ở lâu trong kinh doanh này hay không có phải chi trả cho cái sự vất vả của chúng ta trong cái kinh doanh này hay không cho cái sự nỗ lực của chúng ta trong cái kinh doanh này không các anh chị à có thể rằng là các anh chị để mà các anh chị tham gia cái zoom này các anh chị phải bỏ hết tất cả những cái cái chuyến đi của mình những cái du lịch của mình để mà mình ở lại mình tham gia cái zoom này mình phải dành ra hai tiếng đồng hồ thậm chí để mà mình kinh doanh cái này mình đã có những cái lần mà mình phải đi rất là xa để mà mình làm việc mình tư vấn nhưng liệu rằng đó có phải là cái cái mà công ty sẽ trả tiền cho mình không các anh chị không các anh chị Công ty không trả tiền cho các anh chị vì các anh chị làm lâu ở trong Robby, công ty cũng không trả tiền cho các anh chị bởi vì là gì các anh chị? Bởi vì các anh chị đã nỗ lực như nào, vất vả như thế nào trong cái kinh doanh này mà thực chất các anh chị, công ty trả tiền là trả cho cái sự thay đổi của các anh chị. Bởi vì với cái sự thay đổi đó của các anh chị, nó sẽ tạo ra cái sự thay đổi trong cái hoạt động kinh doanh của các anh chị. Nên nếu như mà bản thân các anh chị tạo ra cái sự thay đổi càng nhiều ở chính bản thân các anh chị và ở trong cái kinh doanh này thì lúc đó cái thu nhập của các anh chị càng cao các anh chị. Và đó cũng là một trong những cái lý do tại sao mà công ty rất khuyến khích các anh chị đối tác kinh doanh nếu như mình nghiêm túc thì mình hãy tham gia vào cái chương trình 90 ngày thách chiến này các anh chị. Bởi vì sao các anh chị? Bởi vì khi mà các anh chị tham gia vào cái chương trình này, các anh chị với một cái tâm thái mà tập trung nhất, một cái sự nghiêm túc nhất dành ra một cái khoảng thời gian đủ á các anh chị thì cái phần thưởng lớn nhất mà các anh chị sẽ nhận được đó chính là gì các anh chị? Đó là các anh chị sẽ trở thành một cái người với những cái năng lực và những cái kỹ năng mà nó phải là gì các anh chị? Nó tạo ra một cái sự thay đổi ngoạn mục mà bản thân các anh chị cũng không thể nào là là nhận ra được trước khi mà các anh chị vào. Và cái điều đặc biệt là gì các anh chị? Cái sự thay đổi đó nó chỉ đến trong vòng 3 tháng. Thay vì các anh chị phải mất 2 năm, 3 năm, 5 năm thậm chí là 10 năm để tạo ra cái sự thay đổi đó thì nếu như mà các anh chị nghiêm túc thì trong vòng 3 tháng các anh chị có thể tạo ra được cái sự thay đổi đó các anh chị. Nên là người ta mới có một cái câu nói là gì các anh chị? Đó là không thành công thì cũng thành nhân và công ty mong muốn cái đích đến sau cùng mà công ty mong muốn tất cả các anh chị đối tác kinh doanh mình sẽ đều nhận được sau cái chương trình 90 ngày này. Đó chính là mình sẽ thành nhân các anh chị. Mình sẽ thành nhân. Mình sẽ phát triển cái năng lực của mình lên. Mình sẽ Người ta nói là gì? nếu như mà mình gọi là cái năng lực của mình mà nó chưa có thì gọi là cái sự thành công của mình nó chỉ là tạm thời. Nhưng mà nếu như mà cái năng lực của mình nó có rồi các anh chị thì cái việc mà chúng ta chưa có thành công thì nó cũng chỉ là tạm thời thôi. Nên là gì các anh chị khi mà các anh chị nghiêm túc với 90 ngày thì các anh chị không thành công thì các anh chị cũng sẽ thành nhân. Tuy nhiên là các anh chị phải nghiêm túc nha. Cái kỳ quật ở đây là nghiêm túc nha. Chứ nếu mà các anh chị không nghiêm túc á, các anh chị vào mà nửa nợ, nửa mở các anh chị vào mà xem xem rồi các anh chị bỏ đi á là coi chừng là các anh chị được cả hai đó. Các anh chị vừa thành công mà các anh chị vừa thành nhân là gộp lại là thành công nhân đó các anh chị. Nên là các anh chị coi chừng nha. À nên là các anh chị sẽ lưu ý là mình sẽ phải nghiêm túc hết sức nha. Nếu như mình không muốn thành công nhân thì mình phải nghiêm túc hết sức à đó là cái lưu ý dành cho tất cả các anh chị rồi ok vậy thì cái cái bí quyết nằm ở đây các anh chị đó là để mà chúng ta có một cái sự thay đổi mà nó diễn ra một cách gọi là đều đặn các anh chị thì cái cách mà chúng ta làm đó các anh chị đó là mình sẽ phải tập trung vào cái gọi là gì các anh chị vào cái cái khối gọi là vào cái nội dung và cái chất lượng của công việc Chứ không phải là mình tập trung vào cái kết quả của công việc các anh chị. Rất là nhiều các anh chị Mình cũng đi tìm kiếm cái sự thay đổi á nhưng mà bởi vì mình cứ chăm chăm vào cái việc là gì các anh chị Mình phải đạt được cái kết quả này Đạt được cái kết quả kia Mình phải thu nhập được cái à, cái số tiền này Số tiền kia Nó dẫn tới một việc là gì các anh chị à, Mình 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 không có thấy được cái sự thay đổi Và mình cũng không có chủ đích tạo ra cái sự thay đổi đó các anh chị Và thật ra Ấn đã nghiên cứu rất là nhiều rồi các anh chị và mình thấy rõ luôn một cái cái kết quả mà nó sẽ có các anh chị đó là khi mà các anh chị tập trung vào sự thay đổi và cái sự thay đổi nó sẽ cần phải có một cái việc đó là nó liên tục nó được tạo ra và để mà các anh chị có được cái sự thay đổi lớn nó đến từ những cái sự thay đổi nhỏ nó để có một cái kết quả lớn nó từ đến nó đến từ cái việc là gì các anh chị các anh chị liên tục tạo ra những cái kết quả nhỏ nên cái kỳ quật mà ngày hôm nay các muốn các anh chị nắm và đó là một cái bí quyết luôn Nó tạo ra cho các anh chị sự thành công trong tất cả mọi lĩnh vực Các anh chị nhìn người này người kia Các anh chị nghĩ rằng cái sự thành công của họ Là nó đau to búa lớn nhưng không có đâu các anh chị Tất cả mọi sự thành công Nó được tạo ra từ một thứ duy nhất thôi các anh chị nó, Tiếng Anh nó gọi là Gọi là gì các anh chị À chiến thắng nhỏ các anh chị À nó gọi là small win đó các anh chị Những cái chiến thắng nhỏ các anh chị <laughs> đôi khi á mình nhìn một cái thu nhập là vài trăm triệu đi cái là mình mới suy nghĩ rằng là gì các anh chị biết khi nào mình mới đạt được đôi khi cái mục tiêu mình nó lớn mà các anh chị nên là đôi khi mình cũng sẽ cảm thấy là gì ạ mình hoài nghi về cái mục tiêu đó nhưng mà nếu như mỗi ngày các anh chị đi ra đường các anh chị làm việc và các anh chị có cho mình những cái chiến thắng nhỏ thì tự nhiên á cái sự tự tin của mình nó sẽ được tăng lên các anh chị và các anh chị liên tục lặp đi lặp lại những cái chiến thắng nhỏ đó thì nó giúp cho các anh chị là gì các anh chị? Nó giúp cho các anh chị có những cái sự thay đổi, có những cái sự tăng trưởng từ tuần này qua tuần khác, từ tháng này qua tháng nọ, từ năm này qua năm khác các anh chị. À nên là cái bí quyết để tạo ra một cái sự thành công lớn nó đến từ những cái chiến thắng nhỏ. Nên đôi khi các anh chị đừng có đặt cái mục tiêu cho mình là gì các anh chị? Là năm nay, năm kia mình phải đạt được cái mức thu nhập như này như kia, cái đó là các anh chị cần phải đạt, cần phải đạt là đúng rồi. Nhưng bên cạnh đó các anh chị phải đặt cho mình là gì? Vậy thì tuần này nè mình sẽ là gặp bao nhiêu người Tuần này mình sẽ chia sẻ sản phẩm cho bao nhiêu người Tuần này mình sẽ đưa được bao nhiêu người vào dâm Tuần này mình sẽ hướng dẫn cho bao nhiêu người sử dụng sản phẩm Và đôi khi nó chỉ đơn giản là tuần này thì mình sẽ sử dụng bao nhiêu ngày dinh dưỡng đều đặn. Tuần này mình sẽ là gì các anh chị? Mình sẽ tập thể dục bao nhiêu ngày đều đặn. Tuần này mình sẽ nghe bao nhiêu cái đĩa CD đều đặn. Tuần này mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm mới đều đặn như thế nào các anh chị? Và chúng ta tập trung vào những cái việc đó và nó lặp đi lặp lại mỗi ngày các anh chị. Đôi khi các anh chị cứ nhìn một cái kết quả nó lớn quá các anh chị không có đủ cái niềm tin. Các anh chị cũng không có hình dung ra được là để đạt được cái đó thì nó sẽ cần phải kinh khủng như nào. Nó cần phải mình là một super hero như nào. Không các anh chị. Nó chỉ đơn giản là mình làm mỗi cái ngày nó có những cái chiến thắng nhỏ thôi các anh chị. Một ngày nếu như các anh chị có thể siêu tầm cho mình năm cái chiến thắng nhỏ thì ấn tin rằng là gì các anh chị? các anh chị sẽ gặt hái được cái kết quả và nếu như mà các anh chị có những cái chiến thắng nhỏ mỗi ngày như vậy liên tục liên tục thì cái mỗi tháng của các anh chị các anh chị nhìn lại các anh chị sẽ thấy cái kinh doanh của mình nó tăng trưởng mỗi tháng sau các anh chị nó sẽ tăng trưởng hơn tháng trước nó cứ tích tiểu thành đại tích lũy tích lũy dần tích lũy dần các anh chị và năm sau nó sẽ nhìn lại nó tạo ra những cái sự đột phá so với năm trước à vậy thì người ta nói như này các anh chị để mà mình có được những cái sự thành công á thì đôi khi á mình sẽ cần phải liên tục và đều đặn làm, 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 làm những cái chiến thắng nhỏ. Và để mình có thể thấy được cái sự thành công thì mình sẽ cần 2 năm. Chúng ta làm đều đặn và liên tục mỗi ngày tạo ra những cái chiến thắng nhỏ liên tục rồi các anh chị. Nhưng mà mình cũng cần phải mất 2 năm các anh chị. Vậy thì đôi khi có những anh chị là mình cảm thấy 2 năm nó lâu quá. Nhưng mà nhưng mà ấn nói thật với các anh chị, các anh chị phải công bằng với Robbie. Các anh chị nếu như mà các anh chị đi học á 2 năm các anh chị học đó, nó có thật sự sau 2 năm nó sẽ tạo ra một cái kết quả gì? Hay là sau 2 năm các anh chị vẫn còn đang phải đi học? Hoặc là các anh chị ở đây mình đã là gì các anh chị làm rất là nhiều những công việc rồi. Vậy thì sau 2 năm nó có tạo ra những cái sự thay đổi vượt trội không? Mà đôi khi có một số các anh chị đối tác kinh doanh đó, là mình vào rugby và mình làm rugby tầm khoảng 1 năm hoặc là vài tháng, 3 tháng, 6 tháng thôi. Và mình thấy mình không có một cái kết quả gì. Sau đó là mình nói rằng là không có thấy có cái cơ hội kiếm tiền từ Robby không có thấy được cái sự thay đổi không có thấy cái kinh doanh lớn như ở Robby thì ông nói thật với các anh chị là các anh chị đã thấy được cái sự thay đổi nào từ các anh chị chưa mà các anh chị lại yêu cầu rằng là phải có một cái sự thành công từ Robby và một cái câu hỏi thứ hai mà vẫn đặt ra cho các anh chị là các anh chị đã thấy cái kinh doanh nào mà sau 2 năm các anh chị tạo ra một cái kết quả mà nó vượt trội cho các anh chị từ trước tới giờ mà các anh chị đã từng làm chưa mà các anh chị lại mong muốn cái điều đó ở Robby tuy nhiên kinh doanh mà các anh chị Kinh doanh là nó phải phục vụ cho khách hàng Và kể cả nếu như mà các anh chị cảm thấy rằng Hai năm các anh chị không chờ được Thì ngay trong cái buổi ngày hôm nay Mình có một cái phương pháp Mình có một cái cách thức Để mà thay vì là hai năm Để các anh chị nhìn thấy được cái sự thay đổi đó Thì các anh chị chỉ cần ba tháng thôi Các anh chị sẽ hoàn toàn có thể thấy được cái sự thay đổi đó Và sau cái sự thay đổi đó Chính là cái sự thành công của các anh chị Ở trong cái kinh doanh này Ba tháng Thay vì hai năm nó là ba tháng Các anh chị có thật sự muốn Muốn có được cái điều đó không Vậy thì cái câu trả lời ở đây ứng dành cho các anh chị nè. Đó là gì các anh chị? 2 năm có nghĩa là 24 tháng. Đó là cái nguyên tắc mà tất cả những cái người thành công người ta đều phải đi qua, nó là cái nguyên tắc 10.000 giờ, kể cả là thiên tài đi nữa thì cũng phải đi theo cái nguyên tắc này các anh chị, hai năm không thay đổi được các anh chị. Vậy thì nếu như mà các anh chị muốn thay vì là 24 tháng thì nó là 3 tháng thì đồng nghĩa với việc các anh chị trong 3 tháng này các anh chị phải làm cái số lượng chiến thắng nhỏ của mình các anh chị phải làm cái số lượng công việc mà lặp đi lặp lại của mình để mà tạo ra những cái kết quả vượt trội đó những cái thay đổi nhỏ những cái chiến thắng nhỏ các anh chị phải gấp 8 lần gấp 8 lần các anh chị so với cái cường độ mà các anh chị sẽ làm nếu mà các anh chị mong muốn kết quả là hai năm vậy thì các anh chị có làm được cái điều đó hay không nếu như các anh chị có thể làm được cái điều đó thay vì là năm chiến thắng nhỏ mỗi ngày các anh chị sẽ gấp nó lên gấp nó lên thôi các anh chị thành công là nó không có đường tắt các anh chị nó chỉ có một cái con đường đi tới duy nhất mà tất cả mọi người sẽ phải đổ mồ hôi đổ công sức đổ năng lực ra thôi các anh chị nếu như các anh chị muốn làm nhanh hơn các anh chị muốn tạo ra cái sự thay đổi nhanh hơn thì các anh chị phải nỗ lực nhiều hơn nó không có đường tắt đâu các anh chị nó chỉ có một con đường duy nhất thôi người ta đã nghiên cứu ra là gì từ 2 tới 5 năm nó sẽ tạo ra một cái kinh doanh bền vững nhưng nếu như các anh chị muốn nó ngắn hơn thì các anh chị sẽ dành cái tâm huyết cái công sức của mình cho cái 9 cái ngày và cái may mắn của mình là gì các anh chị chúng ta có một cái nền tảng chúng ta có một cái cộng đồng chúng ta có một cái kinh nghiệm để giúp cho các anh chị hoàn toàn có thể khả thi trong 3 tháng này và ở đây cái kết quả là kết quả của các anh chị cái gọi là gì các anh chị cái tài chính là cái tài chính mà các anh chị sẽ đạt được tuy nhiên để mà cổ vũ cho các anh chị có nghĩa là, là gì thông thường mà các anh chị làm thì sau cùng thì tiền nó cũng về túi các anh chị thôi sau cùng thì tài khoản cũng là của các anh chị thôi các anh chị có chạy như thế nào đi nữa thì cái cái tài cái chính sách kinh doanh cái chính sách bán hàng nó đều đã có và các anh chị sẽ lãnh đầy đủ hết tất cả mọi thứ nhưng để cổ vũ cho cái tinh thần của các anh chị trong 90 ngày này thì toàn bộ tập thể của công ty của BDB và của đối tác kinh doanh sẽ dồn toàn bộ lực của mình tài chính ngân sách vật lực tất cả mọi thứ cho 90 ngày này để mà giúp cho các anh chị có thể cất cánh cái kinh doanh này của mình có nghĩa rằng là gì các anh chị công ty trả cho các anh chị 10 đồng là công ty vẫn trả cho các anh chị 10 đồng rồi nhưng mà bởi vì các anh chị muốn thành công nhanh hơn, nên công ty sẵn sàng là gì các anh chị? Bỏ thêm 10 đồng nữa. Và 10 đồng nữa chưa đủ các anh chị. Công ty kêu gọi tất cả các anh chị BDB, tất cả các nhãn hàng ở trên rugby, mỗi người cũng góp thêm cái phần gọi là cái ngân sách của mình, góp thêm cái phần tài nguyên của mình vào để mà giúp cho các anh chị không phải chỉ có nhận được cái chính sách bán hàng, chính sách công, kinh doanh thông thường mà sẽ nhận được nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa trong 90 ngày tập chiến. Vậy thì đó chính là cái tinh thần của kinh doanh này trong 90 ngày các anh chị có thấy tuyệt vời không các anh chị? Các anh chị có thấy nhân văn không các anh chị? Ở đâu? Ở đâu? Giống như các anh chị mà nói con của mình đó các anh chị, con của mình mà nó đi học, các anh chị có cho nó tiền để nó đi học Để mà nó nỗ lực nhiều hơn không các anh chị? Làm gì mà các anh chị làm cái điều đó? nhà trường có cho con của mình thêm tiền để nó nỗ lực hơn nó học nhiều hơn một chút xíu không các anh chị không cái việc học là việc của con mình cái việc nỗ lực là việc của nó các anh chị mình không thể chiều chiều nó được như vậy các anh chị nhưng ở trong kinh doanh của Robby các anh chị có thấy không để mà khích lệ các anh chị để mà động viên các anh chị thì công ty sẵn sàng là gì các anh chị dành hết mọi tài nguyên dành hết mọi tâm huyết dành hết mọi công sức thêm các anh chị để hỗ trợ cho các anh chị đó, vậy thì các anh chị đã sẵn sàng xem thử rằng là công ty sẽ tài trợ những cái điều gì cho các anh chị và sẽ có những cái phần gì cho các anh chị không? Nãy giờ nói với các anh chị là hưng phấn quá mà là hết 15 phút rồi. Trong khi là phần của ấn là chỉ có 30 phút thôi. Bây giờ còn đúng 10 phút nữa để mà nói với các anh chị thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ muốn tất cả các anh chị á là cùng với ấn gửi một cái lời gọi là cảm ơn tới một cái gọi là gì các anh chị một nhãn hàng một công ty một người anh mẫn tin rằng là đây là một trong những cái sản phẩm mà được rất nhiều các anh chị đối tác kinh doanh yêu thích đây là một Bdb một nhãn hàng mà được rất là nhiều các anh chị đối tác kinh doanh mình cùng hợp tác kinh doanh mình tập trung kinh doanh cái sản phẩm này bởi vì cái năng lực và cái tâm cái tầm của nhãn hàng này các anh chị đó là nhà tài trợ độc quyền của chúng ta trong cái chương trình 90 ngày tốt chiến năm nay đó là nhà sâm cnd các anh chị chúng ta hãy gờ, gửi, một cái lời cảm ơn nếu như sau cái chương trình này các anh chị có thể nhắn được tin cho các anh chị ở bên sâm cnd đặc biệt là anh cao kiên cường là giám đốc cũng như là chủ của nhãn hàng này thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời và đặc biệt sau cái phần của ấn thì cũng sẽ có một cái phần chia sẻ ngắn của anh cường để giúp cho các anh chị có thể được gọi là giao lưu và được kết nối cùng với nhà tài trợ độc quyền của chúng ta trong chương trình 90 ngày tốt chiến này ok vậy thì ở cái chương trình này các anh chị à cái sự support đầu tiên của công ty đó, các chị thật ra phải nói nè các chị đó là không phải nằm ở cái giải thưởng không thôi các chị tại vì thật ra giải thưởng nó là những cái thêm nó giúp cho cái cuộc đua của chúng ta nó thêm màu sắc nó thêm những cái gây cấn nó thêm những cái cảm xúc nhưng cái chính nó vẫn là phải là cái nguồn lực của cái nền tảng nó nó có đủ để mà nó support cho các chị không thì chỉ một cái thông tin này thôi để muốn nói với các anh chị là gì? Các anh chị Nó hơn ngàn lần những cái sự tài trợ về sản phẩm Những hơn ngàn lần về những cái tài trợ về tài chính Tài trợ về du lịch, tài trợ về thưởng các anh chị Bởi vì sao các anh chị? Nói thì ai cũng nói được Nhưng mà làm mới là cái quan trọng nhất Và cái này ấn tin là cái tài trợ lớn nhất mà tập thể toàn bộ công ty Robby, toàn bộ các anh chị BDB và những nhãn hàng, những sản phẩm ở trên Robby đang tặng cho các anh chị để các anh chị có thể yên tâm một cách hoàn toàn cho cái chúng ta sẽ chạy 90 ngày tập chiến các anh chị. Đó là gì? là mình cam kết 100% hài lòng đối với khách hàng. Mình sẽ đưa ra một cái chính sách hoàn tiền trong 90 ngày không gọi là gì? Vì bất cứ một cái lý do nào. Nếu như khách hàng có một cái lý do nào người ta không cảm thấy hài lòng với sản phẩm thì mình sẽ hoàn tiền cho họ trong vòng 90 ngày các anh chị. Vẫn tin rằng là đây là một cái chính sách mà không nhiều bên có thể áp dụng. Và cái chính sách này phải nói là gì các anh chị? thấy lời muốn nói, đây chính là cái nỗ lực lớn nhất của công ty, của toàn bộ các anh chị BDB và của cộng đồng các anh chị đối tác kinh doanh của chúng ta, những cái người leader của chúng ta để mà support cho các anh chị có một cái mùa 90 ngày top 9 thật sự là trọn vẹn. Các anh chị có đồng ý vấn về cái điều này không các anh chị? À tất nhiên để mà cái chính sách này nó được diễn ra một cách tốt nhất nó được hiệu quả nhất thì nó cần cái sự chung tay của tất cả các bên các anh chị và để làm được điều này không dễ nha các anh chị ấn phải khẳng định là không dễ các anh chị ok vậy thì ở cái cái chương trình 90 ngày tốt chiến này nó sẽ thực sự là một cái ngày hội các anh chị khi mà các anh chị tham gia vào cái chương trình 90 ngày tốt chiến này các anh chị cứ tập trung cho những cái sự thay đổi của các anh chị các anh chị tập trung cho những cái chiến thắng nhỏ của các anh chị nhưng cứ mỗi tuần cứ mỗi đơn hàng các anh chị sẽ có được thêm những cái trợ lực từ bên phía công ty trợ lực từ bên phía các nhãn hàng Đầu tiên các anh chị sẽ có cái game lắc bóng với 100% cái cơ hội nhận quà. Các anh chị sẽ có cái cơ hội để mà mình chết gọi là gì các anh chị, mình tim của mình nó sẽ được đập nhanh hơn hồi hộp hơn vào mỗi thứ tư hàng tuần để mà mình tìm kiếm ra được cái người may mắn của cái tuần đó để mình nhận được cái giải thưởng mỗi tuần và đặc biệt các anh chị sẽ có một cái cuộc đua top để mà các anh chị có thể rinh về những cái phần quà cực kỳ giá trị. Vậy thì các anh chị sẽ cùng với ấn tìm hiểu về những cái nguyên tắc này. Tất cả mọi cái thứ này nó sẽ được diễn ra hoàn toàn ở trên cái ứng dụng kinh doanh của các anh chị nha. Đầu tiên, đó là với tất cả những cái đơn hàng mà từ 2 triệu rưỡi trở lên. Có nghĩa là bình thường các anh chị sẽ lên một cái đơn hàng là triệu, triệu rưỡi hay là như nào đó. Nhưng mà ngày hôm nay, trong 90 ngày top chiến, thì các anh chị cố gắng mình lên một cái đơn hàng nhích lên thêm chút xíu nữa các anh chị. Mình tạo ra một cái chiến thắng nhỏ, to hơn một chút xíu nữa các anh chị đó là cứ một cái đơn hàng 2 triệu rưỡi thật ra thì cái số lượng đơn hàng 2 triệu rưỡi ở trên cái nền tảng của Robby thì nó cực kỳ là nhiều các anh chị một cái giá trị trung bình đơn của Robby thì thông thường nó đã là từ 2 triệu 2 cho tới 2 triệu rưỡi rồi nên nếu như mà các anh chị kinh doanh ở cái mức trung bình các anh chị hoàn toàn có thể tạo ra được những cái đơn hàng 2 triệu rưỡi này và khi mà các anh chị có một cái đơn hàng 2 triệu rưỡi thì các anh chị sẽ nhận được một cái lượt lắc bóng nếu như mà anh chị nào mình chạy 90 ngày tấp chiến của năm ngoái thì các anh chị sẽ biết rằng là để mà các anh chị có được một cái lượt lắc bóng thì các anh chị phải có cái doanh số đâu đó tầm khoảng là gì các anh chị tầm khoảng là 12 triệu các anh chị tầm khoảng là 12 triệu bán lẻ doanh số thì lúc đó các anh chị mới có thể có được một cái lượt lắc để mà mình gọi là ấn hay nói vui là gì các anh chị mình test cái độ ăn ở của mình mình xem thử cái nhân phẩm của mình nó đang là gì các anh chị nó đang đang ở cái mức như thế nào để mình xem thử mình sẽ nhận được những cái cái phần quà như thế nào. Nhưng mà năm nay thì các anh chị chỉ với một cái đơn hàng 2 triệu rưỡi thôi thì các anh chị sẽ nhận được một cái lượt lắc. Và với cái lượt lắc này á là các anh chị sẽ có thể nhận được rất là nhiều phần quà. Trong bên cạnh những cái phần quà là những cái bộ nhận diện về sản phẩm Robby từ là cái áo mưa, cái áo khoác, cái nón bảo hiểm, cái voucher rồi những cái về phí nền tảng và những cái khóa học và trong đó nó cũng sẽ xen kẽ nó có những cái giải thưởng rất là lớn. Ví dụ như là iPad, ví dụ như là iPhone, ví dụ như là tai nghe thì các anh chị hình dung rằng là cứ có một cái đơn hàng một hai triệu rưỡi thì mình sẽ có một cái lượt lắc và mình bấm vào đó một cái thì mình xem thử mình ăn ở như thế nào mình hên xui như thế nào mình cứ là khấn bái độ trì gì đó mình thích làm cái kiểu gì cũng được là mình sẽ có một cái lượt lắc các anh chị à nên là mình cứ thoải mái trong 90 ngày top chiến ngoài những cái giải thưởng ngoài những cái phần thưởng thì mình sẽ còn có rất là nhiều thứ các anh chị rồi hoặc là các anh chị lan tỏa robby tới một đối tác thì các anh chị cũng sẽ nhận được một cái lượt lắc bóng ngoài ra các anh chị là mình ngoài cái lượt lắc bấm thì mình lắc thì mình nhận được quà rồi. Và đặc biệt nếu như mà các anh chị lắc vào cái ngày thứ tư là cái ngày đại hội quay số của chúng ta thì cái tỷ lệ các anh chị ra những cái cái phần quà giá trị cao nó sẽ tốt hơn. Thì ngoài ra các anh chị, các anh chị cứ mỗi cái lượt lắc như vậy, các anh chị sẽ có một cái mã quay để mà các anh chị tham gia vào một cái gọi là quay vòng quay may mắn. Cứ một tuần mình sẽ tổ chức một lần. Và cứ một tuần như vậy sẽ có hai chiếc iPhone đời mới nó sẽ được tung ra và sẽ có chủ nhân chắc chắn nhận được. Cứ một tuần là hai chiếc iPhone, một tuần là hai chiếc iPhone. Vậy thì các anh chị hình dung là trong 3 tháng 90 ngày sẽ có 24 chiếc iPhone được tung ra các anh chị và chúng ta sẽ có những cái chủ nhân may mắn. Các anh chị biết rằng là người ta nói rằng là cái tỷ lệ mà trúng số ở Việt Nam của mình đó, các anh chị là nó còn thấp hơn cả là tỷ lệ mà bị xét đắng nha các anh chị các anh chị lâu lâu các anh chị hay nghe có cái người này người kia bị xét đánh cái đùng ngoài đồng đó các anh chị nhưng mà cái tỷ lệ trúng số á, là nó còn thấp hơn cái tỷ lệ bị xét đánh nhưng mà lý do tại sao mà dân mình á, người mình, mình vẫn thích là cái việc mà dò số, số các anh chị bởi vì nó vui bởi vì là nó nó làm cho mình có cái cảm xúc cái cảm giác hồi hộp chờ đợi các anh chị vậy thì cứ mỗi thứ tư hàng tuần chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi biết đâu được mình sẽ là chủ nhân của cái iPhone mình đang có một cái điện thoại cà tàng mà gọi là gì các anh chị chọi gọi là chọi chó mà chó không chết á thì mình cũng chưa vội gì mình phải đổi đâu các anh chị tại vì biết đâu mình được một chúng một cái iphone nên là mình cứ giữ nó lại đi các anh chị mình cứ giữ nó lại và tiếp tục kinh doanh ok mà thì mình sẽ có một cái lượt mã may mắn nữa ngoài ra đây các anh chị mình sẽ có một cái iphone nè rồi ngoài ra thì sao các anh chị cứ mỗi anh chị nào mà mình nằm trong top 100 của tháng thì ngoài cái việc mình có một cái lượt quay may mắn rồi Ngoài cái việc là mình có một cái gọi là cái lượt lắc để mình quay nè, một cái mã may mắn để mình quay iPhone nè, thì mình có thêm một cái mã nữa để mà mình sẽ có thể trúng hoặc là cái TV Samsung của tháng 5, hoặc là tủ lạnh Cuchen của là gì các anh chị? À của là tháng 6, hoặc là một cái chiếc xe máy điện của tháng 7 các anh chị. Nên là gì các anh chị? Các anh chị cứ phải mái triển khai chạy trong 90 ngày này các anh chị cứ bức tốc mãi thoải mái và cái quy quật mà các anh chị sẽ nhớ đó là hai triệu rưỡi các anh chị hai triệu rưỡi một đơn hàng hoặc là lan tỏa một đối tác các anh chị làm càng nhiều được những cái điều giống như vậy thì cái điểm số của các anh chị càng nhiều và các anh chị sẽ càng có nhiều những cái cơ hội mình nhận được nhiều cái phần quà từ hiện vật cho tới hiện kim các anh chị đó và mình sẽ không có tính đơn cộng dồn nha các anh chị tỷ chỉ tính cho những cái đơn trên hai triệu rưỡi mà thôi ok rồi ngoài ra thì các anh chị hoàn toàn có thể đua ở trong cái top chung cuộc đó là với cái giải chung cuộc thì các anh chị sẽ có được cơ hội nhận được những cái giải thưởng thứ nhất là nếu như các anh chị trong 3 tháng 90 ngày top 9 các anh chị là nằm ở trong top 100 à top 100 thì mình sẽ nhận được là gì các anh chị một cái bộ quà tặng nhận diện thương hiệu và một cái vé đặc biệt để mà mình tham dự đại hội năm đại hội năm là một cái sự kiện mà một năm chúng ta sẽ có một lần mà thôi các anh chị nên là các anh chị hình dung một điều là gì các anh chị À là chúng ta sẽ có một cái chương trình đặc biệt dành cho các anh chị đối tác xuất sắc của 90 ngày Và trong cái chương trình này các anh chị cũng sẽ có một cái bữa tiệc đặc biệt À để mà các anh chị có thể giao lưu với những cái đối tác thành công Cũng như là giao lưu với lại là những các anh chị BDB, những cái nhà tài trợ, những cái nhà cung cấp Ở trên cái nền tảng của Robin Và cái phần quà này là chỉ có duy nhất những anh chị nào nằm trong top à, gọi là 100 của 90 ngày Thì chúng ta mới có thể có được nha các anh chị Ok Rồi tiếp theo các anh chị à nếu như mà các anh chị đạt được cái giải ba thì mình sẽ có một cái chuyến du lịch Hàn Quốc mình sẽ có một cái chiếc iPhone mình sẽ có một cái máy rửa chén mình sẽ có một cái bộ quà tặng nhận diện Robby và mình sẽ có một cái vé VIP để mà mình tham gia đại hội năm với một cái chỗ ngồi đặc biệt rồi nói chung là nếu như mà các anh chị đã xác định mình mà nằm trong cái cuộc đua mà top này đó, các anh chị thì chắc chắn giải thưởng của các anh chị nó sẽ rất là nhiều giải nhì đó là chuyến du lịch Hàn Quốc TV Samsung TV 55 inch Xe máy điện Bộ quà tặng nhận diện và một vé tham dự đại hội Nên là các chị hình dung là cứ sau mỗi mùa tốc chiến Thì thường là trong nhà của đối tác Robby là quà ngập tràn Quà nó không phải chỉ đến từ công ty của Robby Mà nó còn đến từ rất là nhiều nhãn hàng Các chị đã thấy rằng là gần như là gì các anh chị trong xuyên suốt tháng tư vừa rồi đó, là hàng loạt nhãn hàng ra quân hàng loạt nhãn hàng là gì các anh chị tổ chức những cái chương trình kích hợp nào là thưởng tiền nào là thưởng du lịch nào là thưởng sản phẩm rất là nhiều những cái nó đều được dồn trong 90 ngày tốt chiến nên Robby cũng chỉ đóng góp thêm một phần thôi các anh chị à nó làm cho cái cuộc đua của các anh chị nó trở nên màu sắc hơn nó làm cho cái hứng khởi của các anh chị hơn nhưng mà cái lỗi của cái chương trình này giống như anh giải thích với các anh chị đó là nó giúp cho các anh chị tạo ra những cái sự thay đổi một cách nhanh chóng cái đó về mặt lâu dài nó mới tạo ra một cái sự kinh doanh nó đột phá các anh chị còn những giải thưởng này nó có thêm thì nó quá tốt nhưng mà mình phải hiểu rõ cái bản chất để mà không phải vì những cái giải thưởng này tất nhiên là đây cũng là một cái động lực lớn nhưng mà nó không đủ để mà chúng ta tạo ra một cái hành trình 90 ngày tốc chiến đủ hấp dẫn nha các anh chị nên là các anh chị phải lưu ý và cái này là những cái add on thêm nhưng mà nói vì nói các anh chị nhưng mà nếu như mà các anh chị được giải nhất này thì các anh chị sẽ nhận được một cái chuyến du lịch Hàn Quốc. À, các anh chị sẽ nhận được một cái chiếc xe máy, à gọi là gì các anh chị, xe hơi nha các anh chị. Một cái chiếc xe hơi VinFast VF3. Các anh chị sẽ nhận được một cái vé tham dự đại hội năm và mình sẽ được vinh danh tại đại hội năm các anh chị. À, nên là các anh chị lưu ý những cái phần thưởng hấp dẫn này. Trong những cái chương trình sau khi mà các anh chị đối tác kinh doanh mình cùng tạo ra cái chương trình cho nhóm á. À, thì mình có thể mổ sẻ sâu hơn và đặc biệt công ty hàng tuần thì mình sẽ có à, cái chương trình vào cái tối thứ tư hàng tuần Để mình cùng à, giúp cho các anh chị nắm lại cái ru của cái chương trình này Cũng như là trao giải cho những cái anh chị mà đạt được Và mình sẽ tiến hành rất là nhiều những cái ngày hội vào thứ tư hàng tuần Nên là các anh chị hãy nhớ Khi mà các anh chị vào 90 ngày tốc chiến Thì cái nơi mà các anh chị sẽ cùng với công ty tập trung Đó là tối thứ tư hàng tuần Để mình cùng follow những cái sự kiện Mình cùng giao lưu, mình cùng gặp gỡ với những đối tác thành công Nắm cái cách thức làm các anh chị Nói chung Nói chung chốt lại các anh chị tấm lại nè. là các anh chị cứ yên tâm rằng là gì các anh chị nếu như cái gọi là gì người ta nói là gì gái có công thì chồng chẳng phụ các anh chị nên nếu như các anh chị thật sự là nghiêm túc chạy 90 ngày tốt chiến thì các anh chị cứ yên tâm là quà à giải thưởng là nó xếp từ ngoài đầu làng nó vô tới tận nhà của mình mà đôi khi nó vào tận cái giường ngủ của mình luôn à nên là các anh chị cứ yên tâm cái chỗ này nha các anh chị rồi đặc biệt các anh chị Năm nay nó sẽ có một cái đặc biệt hơn ấn chỉ còn 5 phút nữa thôi để mà trao đổi với các anh chị cái phần này. Nhưng đây là một cái phần rất là đặc biệt các anh chị. Ấn luôn luôn tâm huyết một điều là như này nè các anh chị. Nếu như mà mình làm cho mình á thì đôi khi á mình dễ dàng mình thấy đủ các anh chị. Giống như bản thân ấn nè, mình đã khởi nghiệp rugby này là 5 năm rồi. Nhưng mà lý do tại sao á bất cứ một cái nào, cái chương trình nào mà thật sự đối tác kinh doanh cần cái sự tham gia của mình. Nếu như mà có một cái chỗ nào mà cần mình mình không ngại các anh chị đó là bởi vì mình tâm niệm và mình hiểu rõ một điều là mình đang làm cái kinh doanh này không phải vì một mình mình các anh chị. mà đang vì rất là nhiều người cũng tương tự giống như vậy. ấn tin rằng là các anh chị ở đây nếu như mình chỉ làm vì một mình mình thôi các anh chị thì đôi khi cái việc mà chúng ta biết đủ nó sẽ rất là nhanh các anh chị và điều một cái điều nó sẽ rất là uổng phí đó là gì các anh chị đó là ở đây chúng ta có cả một cái cộng đồng các anh chị. giống như đơn giản ở đây là gì các anh chị mình đang có 2 ngàn rưỡi các anh chị ở trong đây nếu như mỗi người chúng ta chỉ về làm vì chúng ta thì nó sẽ sẽ rất là phí hoài các anh chị nó không tạo ra những cái giá trị lớn cho cộng đồng nó không tạo ra những cái gì mà nó có thể làm cho cả một tập thể của chúng ta cảm thấy tự hào nó không làm cho nó một cái sự lan tỏa ra một cái gọi là cái giá trị mà nó mang lại một cái tính bền vững và lâu dài ra cả bên ngoài các anh chị nên 90 ngày tốc chiến á, là một cái dịp để mà chúng ta nỗ lực hết sức để mà chúng ta sẽ bứt phá bản thân mình để chúng ta bước ra với một cái phiên bản hoàn toàn mới vậy thì với cái ý nghĩa đó với cái nhiệt huyết đó với cái tinh thần đó thì chúng ta càng phải hướng tới những cái mục tiêu nó cao hơn những cái mục tiêu nó lớn và nó xa hơn các anh chị vậy thì cái mục tiêu mà ở đây mình muốn kêu gọi cả cộng đồng của chúng ta cùng chung tay vào làm các anh chị không phải chỉ đơn thuần là dành cho cá nhân của các anh chị mà đó là cái chương trình 90 ngày tốc chiến này nó sẽ gắn với một cái hoạt động mà cả cộng đồng của chúng ta Công ty rất hy vọng chúng ta sẽ cùng tham gia cùng đồng lòng và cùng nỗ lực hết sức các anh chị. Đó chính là cái dự án người kết nối các anh chị. Cái dự án này có nghĩa là sao các anh chị? Các anh chị cũng biết rằng là ở bên ngoài kia còn rất là nhiều nơi chúng ta nỗ lực chúng ta làm, chúng ta tạo ra giá trị. Nếu như giá trị đó nó không chỉ mang lại cái kết quả cho bản thân, cho gia đình, cho những người thân yêu của chúng ta mà giá trị đó nó có thể lan tỏa ra cho cả những cái gọi là những cái cái nơi cần những cái thế hệ cần những cái gọi là con người cần cái điều đó ở bên ngoài và nó tạo ra một cái tác động xã hội lớn thì cái điều đó nó càng nên làm các anh chị vậy thì trong 90 ngày tốt chiến này với cái nhiệt huyết và cái năng lượng đó công ty tổ chức ra một cái chương trình mà mình mong muốn sẽ có được cái sự đồng tâm hiệp lực của tất cả các anh chị đó là cả cộng đồng của chúng ta sẽ cùng nhau chung tay làm một cái dự án các chị cũng biết rằng là giống như con của các anh chị cũng vậy thôi nếu như mà con của các anh chị á mà một trong những cái điều mà mình sẽ muốn đó đó là nó không có bị thua thiệt với bạn bè và một trong những cái mà mình không muốn nó thua thiệt nhất đó là thua thiệt về mặt tương lai tương lai ở thời điểm hiện tại đó các anh chị nó thuộc về những cái người nắm bắt công nghệ tương lai của cái thời điểm hiện tại nó thuộc về những cái người tự tin giao tiếp số các anh chị đó là lý do tại sao mà con cái của chúng ta Chúng ta rất là mong muốn Nó sớm được tiếp xúc với máy tính Nó sớm được tiếp xúc với internet Với online Không phải để vui chơi các anh chị Mà để nó tự tin hơn Nó nhìn ngắm được cái thế giới bên ngoài Nó có thể hiểu được công nghệ là gì Nó có thể hiểu được tương lai Thế giới đang phát triển như thế nào các anh chị Giống như công ty của chúng ta là một cái công ty Nếu như mà để có được sự thành công như là hôm nay Nó cũng là một công ty công nghệ các anh chị nếu như mà một vài cái đối tác của chúng ta Mình chỉ tập trung vào việc bán hàng thôi nhưng mà nếu như mà chúng ta không rành về online, không rành về internet, không rành về công nghệ cũng đâu có thể làm được đâu các anh chị. Huống hồ gì là những thế hệ mai sau của chúng ta, là những mầm non của thế, gọi là của tương lai của đất nước các anh chị. Nhưng mà một cái thực tế là gì các anh chị? Rất nhiều trẻ em, người ta không được tiếp xúc với máy tính. À, người ta người ta không biết cái máy tính là gì các anh chị. Và những trẻ em mà không được tiếp cận sớm với những cái điều đó các anh chị, thì làm cho nó cảm thấy tự ti hơn trong cái quá trình mà nó hòa nhập với xã hội sau này làm cho nó bị mất đi cái thời điểm vàng để mà là gì các anh chị để mà nó được tiếp cận với lại là những cái cái điều mới mẻ những cái điều tương lai các anh chị và đó là lý do tại sao mà trước đây á, thì cái cái gọi là gì những cái phòng tinh học á, thì phải tới cấp 2, cấp 3 thì nó mới gọi là là một cái môn học ở trong nhà trường nhưng bây giờ các anh chị thì ngay ở cấp 1 thì các anh chị lớp 3 là các em đã được tiếp xúc với máy tính rồi bởi vì cái tầm quan trọng của nó nhưng mà không phải rằng là cái chương trình dạy thì nó có nhưng không phải em nào cũng được tiếp xúc với cái điều đó các anh chị đặc biệt là ở những cái trẻ em vùng cao ở trong cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều các anh chị là giáo viên thì các anh chị cũng hiểu rõ một cái điều đó các anh chị rất là nhiều trẻ em không được tiếp xúc các anh chị đặc biệt là những cái trẻ em ở những cái vùng sâu vùng xa những cái vùng mà không thể nào mà gọi là cái cơm ăn nó còn chưa đủ muốn gì là những cái điều này các anh chị nhưng mà khi mà mình tiếp xúc với nhà trường thì người ta nói một điều như này các anh chị cho bữa cơm thì nó cũng chỉ cho được một hai ngày thôi nhưng nếu như mà cho máy tính thì nó là cho cả một cái tương lai các anh chị cho máy tính thì không phải chỉ có em này mới xài được không phải chỉ có lớp này mới xài được mà tất cả các lớp đều xài được không phải chỉ có năm nay mới xài được mà tất cả mọi năm đều xài được các anh chị đó là lý do tại sao mà mình muốn triển khai cái chương trình này và mình rất là muốn cả cộng đồng mình chung tay các anh chị các anh chị nhìn nè để mà các em có thể học được về cái chương trình này ở những cái trường điểm trường mà nó xa các anh chị các em phải đi từ 5 tới 7 cây số để có thể tới và chạm được vào cái máy tính các anh chị trong một cái tiết thực hành còn thông thường các anh chị các em chỉ có thể học một cách như này thôi các anh chị đó là mô phỏng lại dùng bảng để mà mình tưởng tượng đó là cái máy tính và mình sẽ viết lên bảng các anh chị ví dụ như mình muốn viết rằng là gì các anh chị ví dụ viết cái tên của mình đi là chữ ấn đi các anh chị thì mình sẽ phải viết lên bảng các em sẽ phải viết là gì chữ a chữ a chữ e chữ gọi là dấu sắc là chữ chữ s và chữ n các anh chị các anh chị cứ thử tưởng tượng đi Mình là các anh chị Mà mình không thực hành thì mình còn không biết được Huống gì là những cái em nhỏ Mà chỉ có là học lớp 3 thôi Mà chỉ có thể biết cái máy tính thông qua cái bảng Và chỉ có thể là gì các anh chị 10 em thì chụm lại một cái đầu Cho một cái máy tính của cô giáo đem đi thôi các anh chị. Nên là đó là lý do tại sao á Mà Robby đã triển khai cái điều này rồi các anh chị Hồi tháng tư là mình đã đi trao trực tiếp cho hai trường rồi các anh chị và khi mà mình được tiếp xúc mình được lắng nghe những câu chuyện này mình cảm thấy nó quá nhân vật nó 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 hay tới nỗi như này các anh chị là những em á khi mà được cầm điệp tiếp xúc với cái máy tính này lần đầu á các anh chị là các anh chị biết sao không các em không dám gõ vào máy tính luôn các anh chị thì ấn mới hỏi là tại sao em không 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 gõ đi thì em trả lời rất là hồn nhiên các anh chị đó là gì tại vì em sợ hư em sợ hư cái máy tính này tại vì trước giờ em chưa bao giờ được nhìn thấy cái máy tính các anh chị Trước giờ em chưa bao giờ được lên internet Trước giờ em chưa bao giờ được vào youtube Để mà được xem cái chương trình này Được xem cái chương trình kia Trước giờ chưa bao giờ được làm những cái điều Mà chúng ta sẽ thấy rằng là nó rất là bình thường Với con cái của chúng ta Nhưng mà nó quyết định tới cái tương lai của các em sau này các anh chị Nên là công ty thấy nó quá nhân văn Mà sức của một mình công ty Thì mình không thể làm được các anh chị Mình cũng chỉ có thể trao một vài cái điểm trường thôi Chứ không thể nào là tất cả được Nên mình muốn rằng là gì Tại sao mình có một cái chương trình 90 ngày tốt chi là cái nơi mà tất cả cộng đồng của mình đều tập trung về đó, mình nỗ lực hết sức. vậy thì tại sao mình không liên kết tất cả các đối tác kinh doanh của mình, những người đang rất là nghiêm túc, rất là nhiệt huyết và cũng sẵn sàng làm những cái điều to lớn với lại là những cái chiếc máy tính của các em. đó là lý do tại sao cái chương trình của chúng ta nó có tên là người kết nối. chính các anh chị là những người kết nối mà robby muốn gửi gắm cái tương lai của các em trẻ vào tay của các anh chị để mà chúng ta cùng chung tay kết nối các em tới công nghệ thông tin kết nối các em tới tương lai kết nối các em với những cái chiếc máy tính của các anh chị các anh chị cứ thử nhậm tính nha các anh chị đây mình có đưa ra một cái gọi là một cái tham vọng mà công ty mong muốn đạt được thông qua cái chương trình 90 ngày tốt chiến các anh chị đó là mình sẽ có thể tài trợ cho cái quỹ nuôi em là 15 phòng máy tính các anh chị các anh chị thử tưởng tượng này à 15 phòng máy tính tương đương với là 15 trường các anh chị những cái trường mà ông đang đi đã, đã đi các chị thì mỗi trường như vậy ấy, là nó có tầm khoảng là 500 em học sinh các anh chị 500 em học sinh vậy thì các anh chị hãy thử tưởng tượng nha một cái phòng máy tính đó thì nó không phải là chỉ có phục vụ cho cái cái trường đó trong năm đó mà còn là những năm sau và cái vòng đời của một cái máy tính mà như mình nói là nó nó gọi là gì các anh chị nó bình thường nhất thì nó cũng là 10 năm các anh chị vậy thì nếu như mà các anh chị dùng 500 mà các anh chị nhân 10 lên thì có nghĩa rằng là với một cái phòng máy tính mà chúng ta tài trợ, chúng ta cho đi, chúng ta tặng đó, các anh chị. Thì nó có thể tác động tới khoảng năm gọi là gì các anh chị? Tới 5.000 em học sinh các anh chị. 5.000 em học sinh các anh chị. Và nếu như chúng ta có thể là tài trợ 15 phòng đồng nghĩa việc chúng ta có thể tác động, chúng ta có thể kết nối, chúng ta có thể mang lại cái giá trị cho 75.000 em học sinh ở gọi là gì các anh chị? Ở trên toàn quốc các anh chị còn rất 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 nhiều nơi nha các anh chị vẫn cần cái phòng tin học này vẫn đang chờ và vẫn đang ước thôi các anh chị các thầy cô phải nói là gì các anh chị đây là ước thôi chứ cũng tại vì cái ngân sách thì nó phải là gì các anh chị nó phải giải ngân từ từ chứ nó không thể nào đùng cái ở đó nó sẽ có được và ở những cái cái vùng sâu đó các anh chị thì thường những cái điểm trường nó rất là xa các em phải đi bộ năm bảy cây nên là trang bị là phải trang bị cho từng cái điểm trường các anh chị nên mặc dù là nhà nước đã đã chú ý vào cái này và đã ai trợ ngân sách rất là nhiều nhưng mà vẫn cần cái sự chung tay của cộng đồng nữa vậy thì không cần phải nhìn đâu xa xôi mà mình nhìn trong chính cái cộng đồng của chúng ta nếu như có thể chúng ta sẽ tài trợ 15 phòng các anh chị à lý do tại sao lại là 15 phòng mình mình có một cái nguyên tắc là như này các anh chị có nghĩa là cứ mỗi cái đơn hàng mà các anh chị bán ra được không có phân biệt là doanh số bao nhiêu các anh chị thì mỗi đơn hàng đó chúng ta sẽ chích ra một ngàn cái này không phải là công ty lấy của công ty để mà chích ra Mà đó chính là công ty thay mặt và đại diện cho các anh chị Cho cái nỗ lực, cho cái công sức, cho cái tâm huyết của các anh chị Cho cái gọi là cái tâm tư của các anh chị Cho cái giá trị của các anh chị Để mà trao một ngàn đó vào cái quỹ này Và cứ một đơn hàng là một ngàn đồng các anh chị Và nếu như chúng ta có một cái tuần mà chúng ta đạt được cái mốc danh số là 30 tỷ Thì ngay trong tuần đó chúng ta sẽ không cần phải là tính tích lũy tích liệt gì hết mà ngay trong tuần đó mình sẽ trao ngay cho một cái phòng tin học. Và nếu như chúng ta trong một tuần đó mà chúng ta tạo ra cái doanh số là 30 tỷ các anh chị thì ngay lập tức là chúng ta đã trong tuần đó một tuần thôi các anh chị cả cộng đồng chúng ta đã tạo ra một cái tác động cho là gì các anh chị cho 5.000 em học sinh rồi đó các anh chị. Các anh chị có thấy không ạ? À? À vậy thì có phải rằng là chúng ta nỗ lực hết sức cho chúng ta cho sự thay đổi cho sự phát triển cho những phần quà mà chúng ta có thể đạt được. Nhưng đồng thời chúng ta cũng đang làm một cái điều rất là nhiệt tình, rất là nhiệt huyết, rất là yêu thương cho cộng đồng các anh chị. Vậy thì vào năm 2023 nếu như mà tính theo kết quả của năm 2023 các anh chị thì chúng ta trong 90 ngày chúng ta có tổng là 240.000 đơn hàng. À và chúng ta có năm tuần là mình đạt được cái mốc doanh thu là 30 tỷ đồng nên nó tương đương với lại là 10 phòng tin học. Thì mình mong muốn rằng là trong năm nay chúng ta sẽ có thể trao được là 15 phòng các anh chị. À tất nhiên là cái điều này công ty không thể làm được, BDP không thể làm được, Leader không thể làm được mà phải là cái sự chung tay của cả cộng đồng của chúng ta. Nên hy vọng rằng là gì các anh chị, chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái điều này. À và ngoài ra chính cái lực lắc của các anh chị nếu như mà các anh chị cảm thấy các anh chị có nhiều quà quá rồi hoặc cái quà đó các anh chị không có có muốn nhận hoặc là mình cảm thấy rằng là à, nó à, mình muốn cho đi các anh chị nhiều quà quá nó trùng lặp à trong cái lực à, trong cái chín ngày chắc chắn các anh chị sẽ gặp cái trường hợp đó tại vì các anh chị sẽ có rất là nhiều cái đơn hàng hai triệu rưỡi thì cứ một cái lượt lắc đó các anh chị hoàn toàn có thể quy đổi và với cái 300 cái lượt quy đổi như vậy thì công ty sẽ tặng thêm một cái bộ máy tính cho cái điểm trường đó các anh chị nên rằng là gì các anh chị đó là lý do tại sao mà chúng ta sẽ có một cái hoạt động nó vừa kết hợp giữa kinh tế, nó vừa giữa cái lợi ích của các anh chị với cái ý nghĩa của cả một cái cộng đồng chung các anh chị nhá. Rồi, và tất cả những cái đơn hàng của các anh chị khi mà nó được đi thành công, các anh chị hoàn toàn có thể gửi cái đơn hàng đó nó là một cái lời cảm ơn, cảm ơn tới các anh chị, cảm ơn tới chính những khách hàng của các anh chị các chị có thể gọi là chia sẻ cái lời cảm ơn đó tới chính những người khách hàng đã tin tưởng các anh chị đã mua ủng hộ các anh chị trong 90 ngày này một cái lời cảm ơn các anh chị à cảm ơn các cô chú tại Robby đã gửi tặng máy tính cho tụi con tụi con sẽ học tập thật chăm chỉ để không phụ lòng mọi người ạ à. đó là cái thông điệp mà cứ mỗi đơn hàng các anh chị bán đi thành công nó sẽ có ok thì đó là cơ bản những cái thông tin mà mình muốn trao đổi với các anh chị về cái chương trình 90 ngày tác chiến này còn rất là nhiều điều muốn nhắn gửi với các anh chị Tuy nhiên mình tin rằng là cái phần xuất sắc nhất Cái phần hay nhất Nó sẽ nằm ở cái phần chia sẻ của Hàng Vũ Để hướng dẫn cho các anh chị về cái phương pháp Các anh chị đạt được 90 ngày cấp chiến Thì các anh chị hãy cố gắng mình sẽ ở lại tới tới tận cùng Và sau cái phần này thì ấn cũng mong Các anh chị sẽ dành ra tầm khoảng 5 tới 10 phút Để một cái nhân vật rất là đặc biệt sẽ đồng hành cho cái chương trình này cùng với công ty. Và nếu như không có sự đồng hành của nhà tài trợ thì chắc chắn công ty cũng sẽ không thể tổ chức cái chương trình này nó nó ở một cái quy mô một cái giá trị một cái ý nghĩa như thế này. Thì chúng ta hãy dành một cái chàng áo tay, à một cái chàng bông hoa à để cho có thể mời lên đây anh Cao Kiên Cường là giám đốc của nhãn hàng sâm cnd để mà anh có thể cùng giao lưu kết nối cùng với các anh chị và các anh chị hãy gửi một lời cảm ơn với anh Cao Kiên Cường nhé. Ok ạ. À. à xin mời anh Cao Kiên Cường ạ. À. Uh, xin chào tất cả các uh, cô chú, các anh chị và tất cả các bạn đang có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Xin chào CEO Thiên Ấn, xin chào các anh chị và các bạn leader, các bạn là, là nhân viên của công ty Ropi. Uh, xin chào các anh chị uh, là mentor, uh, hội đồng thành viên STC. Xin chào bạn Hoàng Vũ. Và hôm nay thì uh, mình rất vinh dự được có mặt ở đây uh, trong buổi tối hôm nay, một sự kiện uh, quan trọng uh, nhất của chúng ta trong năm 2024 này, đó là 90 ngày tốc chiến khởi động... Uh, Chúng là 90 ngày tốc chiến các anh chị. Thì với vai trò của nhà đài tài trợ độc quyền thì cũng xin cảm ơn sự lựa chọn của công ty Ropey. À, Cảm ơn sự lựa chọn của các bạn đã dành cho Sâm Bắc Mỹ, đã dành cho mình, à, cho tôi. Thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn là một đôi điều về hành trình của mình và Sâm xin đi cùng với các anh chị trong hơn 2 năm, các anh chị đối tác và Roppy trong hơn 2 năm qua các anh chị thì uh, chắc là các anh chị biết là trong phòng dung này có rất nhiều các anh chị đã biết đến nhân sâm rồi, uh, uh, có rất nhiều các anh chị đã biết đến nhân sâm và cũng uh, có nhiều anh chị chưa biết đến nhân sâm phải không anh chị? thì uh, uh, um, các anh chị biết á. thì uh, với mình á thì uh, nhân sâm đó là một cái sản phẩm mà mình dọn trải uh, dành chọn cái tình yêu, uh, dành chọn tình cảm cho nó, bởi vì cái điều kỳ diệu mà nhân sâm nó mang lại uh, nó mang lại cho bản thân mình và nó mang lại nó cho mình được thời gian nhiều hơn sống với ba mẹ mình với sống với thân sinh của mình và các bạn biết á thì chắc chắn là nhân sâm cũng đã mang lại cho sức khỏe hàng ngàn hàng ngàn người đã dùng nó nhờ cái cánh tay nối dài của các anh chị và những cái câu chuyện về sức khỏe đã không chỉ có của gia đình mình của ba mẹ mình của bản thân mình mà nó là câu chuyện sức khỏe của các anh chị đối tác đối tác À, giống như sức khỏe của anh Hàng Thọ bị uh, ung thư xoang hoặc là chị Tâm ở Bình Dương là ung thư tuyến giáp hoặc là bạn Vũ Yến là ung thư mà bị di căn hoặc là bạn bé Anh Thư ung thư máu hoặc là ba mẹ bạn Trần Gẫm về sức khỏe, à, ba mẹ bạn Ngọc Nân về sức khỏe và rất rất nhiều bạn có ở trên mặt trong phòng zoom này cũng như không có mặt thì cái sản phẩm này thì đó là tình yêu của bản thân mình của mình và mình tin rằng nó cũng là tình yêu của các bạn thì uh, các bạn biết uh, là mình cũng phải mất sau 6 tháng mình mới vào được Rupi các anh chị thì uh, các anh chị biết là sau 6 tháng từ tháng 6 đến gần tháng 12 năm 2021 thì mình mới uh, vào được Rupi tức là các anh chị uh, Rupi uh, duyệt cũng rất khó và cái giai đoạn đó đó uh, thì mình vẫn nhớ là cái Zoom đầu tiên mình được về chính thức lên uh, Zoom uh, lúc đó là mình chưa biết Zoom là gì đâu các anh chị thì đó là uh, uh, đó là vào uh, lúc đó là <laughs> mình đến với khi dung của chị lê sự thế thì sau khi mà đến với dung chị lê sự thì mình có những cái nhận được một cái lời khuyên rất giá trị trong cái buổi dung đầu tiên đó đó là chị lê sự hỏi anh có kinh doanh bên ngoài ropi không và mình câu trả lời là mình có mình đang có những cái sản phẩm bán ở trên các siêu thị bán trên uh, shopee bán trên lazada bán trên tiki tiki thì chị lê sự có một cái, cái lời nói với mình đó là anh nên xem xét và cân nhắc là các anh chị đối tác của Rocky lúc đó là BCA là không thích điều đó và chính cái điều đó nó làm mình suy nghĩ và đấy là cái điều lời khuyên đầu tiên và sau này cái lời khuyên đó mình đã áp dụng tức là mình rút tất cả các sản phẩm đang bán ở ngoài thị trường đang bán tại siêu thị đang bán tại Shopee, Tiki, Lazada mình hạ hết xuống và mình quyết định là tập trung toàn bộ vào Rocky bởi vì sao? bởi vì Rupi ở nơi đây chính có những cái con người, những cái người bạn mà có thể đồng hành cùng với mình để lan tỏa cái sản phẩm này đến với mọi người, đến với người dân và đặc biệt với người cao tuổi và đó chính là cái quyết định đầu tiên mà nó ảnh hưởng đến rất nhiều sau này của mình và mình tin đó là một cái quyết định rất đúng các anh chị và tiếp theo á, các anh chị, cái người thứ hai mà mình nhận được một cái lời khuyên các anh chị biết không? đấy chính là từ CEO Nguyễn Hữu Sơn bởi vì trong cái buổi họp đầu tiên đó đó là khi gặp CEO Nguyễn Sự Sơn Cùng với các BDB Qua Zoom thôi Thì mình vẫn nhớ kỹ là CEO nói với mình là Các anh chị hãy tập trung Xây dựng cái hệ sinh thái chung quanh cái hệ sinh thái của mình Xây dựng sản phẩm à, Xây dựng cái hệ sinh thái sản phẩm của mình à, Đừng có chạy Thấy người ta có một cái mặt hàng nào đó Bán nó tốt rồi mình chạy qua mình lấy rồi, Hoặc là mình làm cái sản phẩm như vậy Không có chạy như vậy Mà sẽ xây, xây dựng cái hệ sinh thái của mình đó là hai cái lời khuyên mà đó đã giúp cho mình á, là hình thành cái con đường mà sâm đang theo đuổi. Đó là con đường đồng hành với cùng với các anh chị đối tác Ropy và xây dựng một cái hệ sinh thái sản phẩm từ sâm Canada để phục vụ cho sức khỏe cộng đồng. Thì đó là cái con đường mà mình đã đi từ những cái định hình ban đầu từ những anh chị đối tác của Rocky từ chính công ty Ropy đã định hình giúp cho mình. Thì hơn 2 năm vừa qua đó các anh chị thì từ cái sản phẩm đầu tiên mà mình đưa về Việt Nam đó là sâm củ thì mình đưa về với những điều kiện ở Việt Nam với cái nguyên liệu uh, gia công ở Việt Nam với cái nguyên liệu từ Canada thì từng bước từng bước một đã ra những cái sản phẩm là sâm bột rồi sâm viên rồi sâm hòa tan đến sâm táo đỏ rồi dung dịch so bóp rồi nhân sâm hoạt huyết và sắp tới thì đó là dưỡng khớp hòa tan thì tất cả những cái sản phẩm này này nó đều được làm từ cái yêu cầu từ cái phản hồi của các anh chị đối tác về thị trường từ thực tế nhu cầu thị trường để làm sao và các sản phẩm này ra đó để giúp cho tất cả chúng ta có thể tập trung các anh chị có thể tập trung để có đủ cái dòng sản phẩm để kinh doanh nó thuận tiện hơn nó nhẹ nhàng hơn và nó thành công và các anh chị biết đó, cái thời gian đầu mà khi mà mình đi kinh doanh đó, đồng hành cùng với Ropi có nhiều cái cũng khó chịu lắm các bạn bởi vì các bạn Ropi lúc đó là rất khó khó lắm các bạn mình nhớ là cái năm 2021, 20 mình nhớ là cái cuối năm đầu tiên đó các anh chị là khi mà mình đưa cái sản phẩm lên kệ rồi chuẩn bị ra mùa Tết các anh chị đã làm hàng ngàn cái hộp rồi lúc đó là cái hộp rất đẹp để ra Tết nhưng mà đến khi các bạn biết không là khi mà đưa lên đó, là các bạn trả về không cho hàng lên kệ bởi vì sao bởi vì khi mở khi mà làm các bạn làm sao di chuyển đó? nó chỉ cần rách một cái mép nhỏ thôi là các bạn gạt xuống hết Thế thì việc mà không đưa lên kệ lúc đó là mình cũng rất buồn, cũng rất khó chịu bởi vì sao bảo sao khó thế. Nhưng mà sau đó mình đã hiểu ra được rằng các bạn biết không? Nếu mà đưa đến những cái sản phẩm mở ra người ta thấy bị rách bên trong do di chuyển vận chuyển thì lúc này cái hàng trả về cái người thiệt hại đầu tiên đó là chính là mình. Và mình hiểu rằng các bạn là trong Ropi đang bảo vệ cái người bán và bảo vệ bản thân mình luôn và bảo vệ nguyên một cái cộng đồng. Và chính cái điều này này, mình dần dần mình hiểu ra và mình đồng hành cùng các bạn và mình hiểu rằng các bạn đang làm vì tất cả mọi người vì một tập thể chung và ngày càng ngày càng theo thời gian thì cái mình hiểu rằng các bạn á là đây là một cái thế hệ trẻ các bạn làm rất tốt à, một cái thế hệ trẻ mà các bạn thấy là các bạn rất giỏi các bạn có ý tưởng các bạn dám thực hiện những cái ước mơ của mình các bạn và à, chính với cái điều đó mà các bạn biết á, nó thay đổi cái suy nghĩ của mình và mình nghĩ rằng chắc chắn rằng á là mình phải đi theo các bạn và việc đi theo các bạn á nó làm cho bản thân mình các bạn thấy đó mình cũng cảm thấy trẻ ra và nó làm cho mình thấy là năng lượng hơn và bạn biết không khi mà mình biết các bạn biết đó, là nếu mà mình đi với những người giỏi thì chắc chắn là mình sẽ thành công và mình cũng sẽ giỏi giống như họ bởi vì không chỉ các bạn Rocky giỏi trong các đối tác các anh chị là đối tác có rất nhiều các anh chị rất giỏi giỏi hơn mình rất nhiều giáo sư có tiến sĩ có kỹ sư có rất nhiều các bằng cấp các có và kể cả những anh chị em là công nhân nhưng mà họ lại có những cái tinh thần những cái năng lượng tuyệt vời mà chính từ họ mình đã học được rất nhiều các anh chị và ở trong rugby đó các bạn không ở đâu mà mình có thể điều tuyệt vời nhất là mình có thể là có những người bạn từ cà mau cho đến lạng sơn chỉ sau 2 năm thôi mình có rất nhiều người bạn từ đà nẵng đến an giang đi mọi miền đất nước mình đều có những người bạn không phải là người bạn ảo mà những người bạn thật các bạn có thể chạm bằng tay có thể đến bắt tay các bạn có thể ôm hôn các bạn thì đó là cái điều mà tuyệt vời nhất mà khi mình kinh doanh với ropee các anh chị và để trở thành nhà tài trợ năm nay đó các bạn thì mình mong muốn mình có một cái mong muốn một khao khát và một vinh dự đó là mình được đồng hành cùng với các anh chị và các bạn để một lan tỏa một cái sản phẩm à, đó là sản phẩm của nhãn hàng cindy ginseng À, mình có mong ước là một cái sản phẩm để sản phẩm của chúng ta nó trở thành đại chúng để sản phẩm có thể là lan tỏa được đến nhiều người và nhiều người hơn nữa và để trong cái sản phẩm này có thể nó giúp đỡ nhiều hơn nó chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhiều hơn đặc biệt là đối với người cao tuổi giống như những người như ba mẹ mình ba mẹ các bạn ba mẹ bạn của bạn các bạn và làm sao để khi mà mọi người đến với Rupi mọi người luôn biết rằng ở trong đó có một cái sản phẩm tuyệt vời mà chỉ ở Ropi mới có Đó là nhân sâm táo đỏ hòa tan Đó là CND Ginseng Đó là cái khát khao và cái mong ước của mình Và các bạn biết không Một cái người bạn Mà họ đã có hơn 30 năm kinh nghiệm Làm ở thị trường uh, Ngành dược phẩm Bạn nói với mình á Là tôi không thể nào làm được Cái điều mà ông làm chỉ trong 2 năm Mà các bạn biết không tôi đâu có làm Chính là nhờ các anh chị đối tác Ropi Chính qua cái cầu nối Ropi Chính là nhờ các anh chị đã làm cái điều đó không một công ty nào không phải chỉ bạn mình đâu không một công ty nào không một đơn vị nào có thể giúp mình làm được cái điều đó các anh chị đó là làm thế nào mà chỉ trong 2 năm mà mọi sản phẩm đều có thể đưa được từ đầu đất nước đến cuối đất nước từ trên tây nguyên đến miền biển là tất cả ở đâu cũng có sản phẩm của chúng tôi thì đây là cái điều là rất nhờ các bạn và công ty sâm bắc mỹ rất biết ơn các anh chị và các bạn đã đồng hành và không chỉ mình cảm ơn các anh chị đâu chắc chắn là lãnh sự quán canada đại sứ quán canada những người nông dân canada đều biết ơn các anh chị bởi vì thông qua các anh chị đối tác rocky các anh chị đã làm cho người dân việt nam biết đến nhân dân canada nó tốt như thế nào nó quý như thế nào à, chỉ có ở rocky các anh chị rocky đã làm được điều đó giúp cho người nông dân canada có thêm thị trường có thêm những bạn hàng là người, uh, người tiêu dùng việt nam và trước khi mà mình gửi mic lại cho uh, mc của chúng ta thì mình hẹn các anh chị và các bạn trong cái buổi tối ngày mùng 1 tháng 5 Buổi tối ngày mùng 1 tháng 5 sẽ là buổi kick off của nhà sâm Thì tại đây các anh chị cũng sẽ biết được là cái chương trình Dành cho các anh chị trong 90 ngày tốc chiến của nhà sâm đến những các anh chị như thế nào Và các anh chị đừng quên hồi nãy leader Thiên Ấn đã nói Các anh chị có chương trình lắc bóng với 2 triệu rưỡi à, Nhưng mà với nhà sâm thì các bạn được thêm 10% Điểm thi đua để các anh chị lắc bóng Tức là các anh chị chỉ cần 2 triệu 250 ngàn Là các anh chị đã có một lượt lắc bóng Và đã có một cây lượt Đã có số điểm để thi đua Và xin cảm ơn tất cả các anh chị Đã lắng nghe phần chia, bài, chia sẻ của mình Hy vọng gặp lại các anh chị Vào ngày mùng 1 tháng 5 Xìa tối mùng 1 tháng 5 Xin cảm ơn tất cả các anh chị Ok cảm ơn anh cao kiên cường rất là nhiều à, cả nhà mình đã thấy những cái phần thưởng cũng như là sao ạ à? À, đã được giao lưu với CEO anh cao kiên cường thì cả nhà thấy thế nào ạ à? À, mình, mình có đủ vững tin để mà mình sao ạ à? mình quý chiến trong cái mùa tốc chiến này không ạ à? ok không ạ à? rồi thì à, à, còn một cái phần cuối cùng các anh chị à, nếu như mà cả nhà mình mà đã đã xác định là sao ạ à? chúng ta sẽ phải là thành công trong cái giai đoạn tốc chiến này đúng không ạ thành công là bởi vì rất là nhiều cái lý do các anh chị lúc nãy giờ là các anh chị à, đã nghe rất là nhiều những cái chương trình rất là ý nghĩa và hấp dẫn đúng không ạ à, cho trong đó có một cái chương trình là sao ạ à tức là hỗ trợ cho những trẻ em à những cái phòng học à, những cái phòng tin học đúng không ạ thì à, có anh chị nào lẽ sống của mình đang là muốn giúp đỡ cho cộng đồng và muốn giúp đỡ người khác không các anh chị thì thông qua cái chương trình của Robby thông qua chương trình 90 ngày này chúng ta có thể thực hiện được rất nhiều mục tiêu kép đúng không anh chị rất nhiều mục tiêu kép vừa là phát triển về mặt tài chính nhưng mà vừa là sao ạ à, chúng ta vẫn có thể là giúp đỡ được cộng đồng giúp đỡ được những người xung quanh đúng không ạ giống như anh cao kiên cường cũng nói rằng là sao ạ à, chúng ta cũng có thể là giúp đỡ được những người nông dân những cái người mà à, trồng ra những cái sản phẩm xâm đúng không ạ rồi thế thì à, có bao nhiêu anh chị là sẵn sàng để đăng ký vào chương trình 90 ngày ạ bao nhiêu anh chị sẵn sàng ạ à? nếu mà các anh chị sẵn sàng thì uh, ban tổ chức gửi lên uh, khung chat giúp vũ cái đường link đúng không ạ một cái form đăng ký à các anh chị hãy đăng ký vào đó và ghi rõ mục tiêu của mình là gì để anh chị các anh chị à để cho những cái người mà hỗ trợ trực tiếp của mình cũng như là sao ạ những cái anh chị mentor sẽ là sao ạ à theo sát được cái mục tiêu và sẽ có những cái buổi họp riêng với tất cả các anh chị để mà sao ạ có một cái kế hoạch đúng không ạ và ngày hôm nay cái phần tiếp theo sẽ là một cái phần là sao ạ à? À, Vũ sẽ giúp cho các anh chị gọi là có những cái bước cần thiết Những cái sự chuẩn bị như thế nào đó để mà chúng ta bước vào chiến mời tóc chiến Để mà sao ạ à? tốt nhất cũng như là sao ạ à? Và với cái lộ trình này thì cái mục tiêu chung của tất cả anh chị em chúng ta ở đây đó là gì ạ à? Chúng ta sẽ cán đích cái mức danh số là 120 triệu point các anh chị 120 triệu point Với là nhiều thành viên hoạt động nghiêm túc nhất Đó là mục tiêu chung nha các anh chị à, Tất nhiên là các anh chị có thể đặt những cái mục tiêu cao hơn Nhưng mà sao ạ à? Đây là cái đích đến chung của tất cả chúng ta Khi chúng ta tham gia vào chương trình 90 ngày tốt chiến các anh chị à, Là cán đích dân số là 120 triệu point nha các anh chị Rồi Với cái mục tiêu này Thì chúng ta sẽ chia làm à, 3 giai đoạn các anh chị à, 3 giai đoạn Giai đoạn 1 là tháng 5 thì đối với những anh chị nào mà mới tham gia Robby một tháng đổ lại thôi Thì cái tháng 5 này á Là cái tháng các anh chị sẽ tập trung vào cái việc gì ạ à? Lộ trình của chúng ta là Tháng 5 sẽ tập trung vào cái việc là Bán hàng cá nhân Đúng không ạ Bán hàng cá nhân Tức là các anh chị sẽ tập trung phát triển kỹ năng bán hàng Qua tháng 6 Đúng không ạ Kể từ ngày 30 Bắt đầu từ 30 tháng 5 Đến tháng 6 các anh chị Thì chúng ta sẽ tập trung vào cái hoạt động nào ạ à? Hoạt động lan tỏa à, làm thế nào đó để chúng ta có nhiều thành viên nhất các anh chị đến tháng thứ bảy thì chúng ta sẽ tập trung vào hoạt động là chăm sóc và đào tạo những cái thành viên trong đội ngũ của mình để họ có thể là sao phát triển hoạt động kinh doanh của mình vậy thì các anh chị đây là cái 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 lộ trình dành cho những cái người mà mới tham gia Robby một tháng các anh chị vậy thì nếu như những anh chị nào đã tham gia Robby lâu hơn 3 tháng hoặc là 6 tháng rồi thì sao các anh chị thì đó là một cái lợi thế dành cho các anh chị À các anh chị làm lâu hơn các anh chị có nhiều kinh nghiệm hơn. Thế thì tháng 5 á sẽ là cái tháng mà các anh chị sẽ tập trung ngay vô cái hoạt động là lan tỏa các anh chị. Nếu như các anh chị mà là cái người làm Robby lâu rồi á thì sẽ có ở phía dưới các anh chị thấy cái màu đỏ không ạ? À? Là cái màu đỏ là dành cho những anh chị mà đã 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 bắt nhịp cùng với Robby 3 tháng, à, 5 tháng, 6 tháng rồi đó các anh chị. Chúng ta đã có kỹ năng bán hàng rồi, các anh chị đã bán được rất là nhiều đơn hàng cá nhân ở những cái tháng trước rồi. Thì vào cái tháng 5 á thì chúng ta sẽ tập trung ngay vào cái hoạt động lan tỏa các anh chị. Và đến tháng 6 á là chúng ta sẽ tập trung chăm sóc và đào tạo cái à cái thành viên của mình để mà chúng ta đạt được cái mục tiêu là 120 triệu boy ngay trong tháng 6 luôn anh chị. À chúng ta sẽ chạy sớm hơn cái 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 mục tiêu à, tháng 7 anh chị. À và nếu như mà sao ạ, à, nếu như tháng 6 không kịp thì chúng ta vẫn còn một tháng là tháng 7 để chúng ta hoàn thành đúng không ạ? Cho nên là những anh chị nào mà mà bắt nhịp sớm á thì đây là một cái sự chuẩn bị rất là tốt, rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Rồi thì đây là cái lộ trình để cho các anh chị tham gia vào chương trình 90 ngày. Ok không ạ? Và vậy thì trong cái lộ trình này á thì các anh chị có biết là cái cái tháng nào là cái tháng quan trọng nhất không ạ? Cái tháng nào hay là cái cái công việc nào là cái công việc quan trọng nhất à, trong uh, 3 tháng này không ạ? À cái cái điều gì là quan trọng nhất trong trong uh, trong 3 tháng này các anh chị có biết không ạ? À, là bán hàng cá nhân hay là lan tỏa hay là chăm sóc và đào tạo các anh chị? Cái việc nào là việc quan trọng nhất các anh chị? Thì người ta thường nói một cái câu như thế này các anh chị. Đó là muốn đi nhanh thì mình phải đi một mình đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mình muốn đi xa thì mình phải đi cùng nhau các anh chị. Đúng không ạ? Vậy thì ở đây các anh chị, cái trọng tâm trong cái chương trình 90 ngày này đó là hoạt động lan tỏa các anh chị. Thì giống như cái chiếc máy bay lúc nãy mà chúng ta đã cất cánh được rồi đúng không ạ? Nhưng mà để mà máy bay có thể là là ra xa hơn nữa có thể là sao ạ? Lên được À, không gian vũ trụ á thì phải cần có một cái cái động cơ tên lửa à, tên lửa đẩy các anh chị động cơ đẩy đây cái hình này các anh chị thấy đó đúng không ạ ngoài cái việc là máy bay là 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 bay được thì cũng cần phải có một cái 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 động cơ đẩy để giúp cho cái máy bay này đi xa hơn các anh chị và cái hoạt động lan tỏa thì được ví như là một cái động cơ đẩy nó có thể giúp các anh chị à, đạt được những cái kết quả ngoại hạng các anh chị ok không ạ đó là cái hoạt động à, trọng tâm trong 90 ngày nha các anh chị rồi Vậy thì á là hiện nay á cái cái sự lan tỏa các anh chị. Cái sự lan tỏa hiện nay á là à, cái tỷ lệ ở trong uh, cộng đồng chúng ta nó đang là ở cái con số nào. Đây các anh chị. Có tới là 50% á các anh chị hiện nay á theo thống kê là là đang tuyển à đang lan tỏa được ba thành viên các anh chị. À tức là sao ạ? À? Trong suốt quá trình mình làm Robby á là mình 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 lan tỏa được ba thành viên. 40% thì lan tỏa được từ 3 đến 5 thành viên. 5% thì lan tỏa được từ 6 đến 9 thành viên. 3% là trên 10 thành viên và chỉ có 2% là lan tỏa được trên 20 thành viên mà thôi. Thì các anh chị đang ở nằm ở nhóm nào các anh chị? Nhóm nào các anh chị? Các anh chị hãy trung thực nhắn lên khung chat giúp Vũ đi ạ à, là các anh chị đang nằm ở nhóm nào, nhóm 50%, 40 hay 5 hay là 3 hay là 2 các anh chị. Nhóm nào ạ? À, à đa số là nằm ở nhóm nhóm 50 phần trăm và nhóm 40 phần trăm đúng không anh chị tức là chúng ta mới chỉ là lan tỏa được từ 3 cho đến 5 thành viên mà thôi đúng không ạ Nhưng mà các anh chị có biết rằng là trong cái cái mà lúc nãy Vũ chia sẻ với các anh chị á, là những cái người thành công và top những cái user có cái thu nhập cao trong cái cộng đồng STC mình đó là những cái người mà sao ạ à? à? có thu nhập từ 300 triệu trở lên trong một năm á, thì người ta nằm ở trong cái nhóm nào không các anh chị? Người ta nằm ở nhóm 2% các anh chị. Người ta nằm ở nhóm 2%. Tức là để mà các anh chị lọt vào top top này đúng không ạ? Top những người có thu nhập trên 300 triệu một năm ấy thì các anh chị phải lan tỏa trên 20 thành viên các anh chị. Đúng không ạ? Chúng ta phải đặt mục tiêu và xác quyết với cái mục tiêu là sao ạ? À? Là bằng mọi giá là mình phải lan tỏa được 20 thành viên. Các anh chị có xác quyết một mục tiêu này không ạ? À? Nếu mà các anh chị xác quyết mục tiêu này Nhắn lên khung chat đi các anh chị Là 20 thành viên các anh chị Các anh chị nhắn lên cái con số là Chúng ta sẽ đặt mục tiêu là sao ạ Trong suốt cái sự nghiệp chúng ta làm Tại Robby các anh chị Là chúng ta phải lan tỏa được 20 thành viên Bằng mọi giá là phải làm được Các anh chị Bằng mọi giá là phải làm được Là 20 thành viên các anh chị Để bằng mọi giá chúng ta vào cái top này các anh chị Top những người có thu nhập là sao ạ Trên 300 triệu một năm các anh chị Ok Tuyệt vời các anh chị và đây là một cái cơ hội nhé à, Chương trình 90 ngày tốt chiến là cơ hội để cho các anh chị à, đặt mục tiêu đó Và hoàn thành nó các anh chị Và tất toán nó chỉ trong vòng mà à, 3 tháng các anh chị Ok không ạ? Rồi Nhưng mà các anh chị có biết rằng là, là Cái top mà có thu nhập trên 1 tỷ một năm các anh chị Tức là khoảng 50 user là đang có cái thu nhập là trên 1 tỷ một năm Đó thì á, là người ta còn làm thêm một cái điều nữa các anh chị Ngoài cái việc là tuyển À, lan tỏa được à, 20 thành viên thì người ta còn làm thêm một cái điều nữa các anh chị đó là người ta lan tỏa 20 người thành viên đó chỉ trong vòng là một tháng thôi các anh chị đó là điểm khác biệt các anh chị à lan tỏa 20 thành viên chỉ trong vòng 30 ngày thôi đó là điều khác biệt để mà à, giúp cho họ có được những cái kết quả vượt trội các anh chị À, từ mà một cái nhóm là thu nhập là 300 triệu một năm thì tăng lên 1 tỷ một năm. Với một cái việc là sao ạ? À? Làm nhanh hơn và à dồn lại trong một cái khoảng thời gian ngắn hơn các anh chị là 30 ngày. Ok không ạ? À? Vậy thì các anh chị muốn là mình nằm trong top nào ạ? À? Top là là 300 triệu một năm hay là top là 1 tỷ một năm các anh chị? À, trên 1 tỷ một năm các anh chị, các anh chị muốn nằm trong top nào các anh chị? À trong cái 2% đó các anh chị. Nếu như mà muốn nằm cái top là trên 1 tỷ một năm Thì chúng ta sẽ cần phải sao ạ Phải lan tỏa được 20 đối tác Chỉ trong vòng 30 ngày các anh chị Tức là cái mục tiêu của chúng ta các anh chị Cái kế hoạch của chúng ta đó Là chỉ trong tháng 6 là các anh chị phải tập trung là lan tỏa Đủ 20 thành viên các anh chị Còn nếu như anh chị nào mà đã có cái kỹ năng bán hàng rồi Thì tháng 5 á là phải tập trung lan tỏa đủ 20 thành viên chỉ trong vòng 1 tháng thôi các anh chị là tháng 5 thôi. Một trong hai tháng tháng 5 hoặc tháng 6 các anh chị. Và tại sao chúng ta phải 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 dồn lực như vậy các anh chị? Tại sao những cái người mà thành công vượt trội, những cái người mà cái top mà sao ạ? À? Có thu nhập trên 1 tỷ á thì người ta lại sao ạ? À? à lan tỏa 20 thành viên chỉ trong vòng 30 ngày các anh chị. Nó có lý do các anh chị. Đây là một cái sự so sánh các anh chị. Một cái sự so sánh mà có thống kê các anh chị nhé Thì hiện nay các anh chị thì uh, theo cái thống kê á là giữa một cái nhóm là nhóm mà lan tỏa được 20 đối tác trong vòng 30 ngày và một cái nhóm là sao ạ? Làm tà tà, làm từ từ. À, lan tỏa 20 đối tác trong vòng là 30 tháng, tức là sao ạ? Tức là trung à, bình mỗi một tháng anh chị lan tỏa một cho đến hai thành viên. Đúng không? Thậm chí là sao ạ? 2 tháng một một thành viên. Đó mình sẽ làm tà tà là cứ hai tháng mình mình lan tỏa một người. Đúng không ạ? Thì mất 30 tháng thì mình lan tỏa xong là 20 thành viên. Các anh chị có hai nhóm mà mình sẽ cùng nhau so sánh. Thì với cái nhóm mà mà lan tỏa chỉ trong vòng 30 ngày các anh chị thì 20 đối tác đó khi mà lan tỏa họ vào tham gia vào Robby xong đó các anh chị thì họ bắt đầu ngay các anh chị. À họ bắt đầu ngay và họ kích hoạt được ngay là tới là 15 thành viên trong 20 thành viên mới các anh chị. Trong khi á, là ở cái nhóm là 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 lan tỏa 20 đối tác trong vòng 30 tháng á thì chỉ kích hoạt được 10, tức là chỉ được một nửa thôi các anh chị à ba tháng tiếp theo thì cái nhóm đó là còn lại là sao ạ à? đối với 30 ngày là còn 12 thành viên còn trong khi đó với cái nhóm 30 tháng các anh chị thì chỉ còn đúng năm thành viên là còn làm thôi và sau đó là một năm các anh chị sau đó một năm thì đối với cái nhóm mà tuyển 20 đối tác trong vòng 30 ngày á thì người ta lại giữ lại được là số lượng là tới là 8 thành viên ở lại làm các anh chị và làm thành công các anh chị còn cái nhóm 30 tháng mới tuyển được 20 đối tác các anh chị thì chỉ chỉ giữ được là sao ạ à? đúng hai người thôi các anh chị. Ok không ạ? Thì các anh chị thấy cái sự khác biệt lớn không ạ? Và cái điều này sao ạ, à? cùng một cái cái à, kết quả là cùng là lan tỏa 20 đối tác. Nhưng mà tại sao á là có một nhóm thì sao ạ? À? À, cái số lượng thành viên ở lại làm và thành công nó lại cao hơn các anh chị. Cái hiệu suất rõ ràng là chúng ta thấy là nó nó khác biệt đúng không ạ? À, rồi. Thế thì điều gì làm nên cái sự khác biệt này, các anh chị? thì nó có cơ sở khoa học, các anh chị nhé. Khi mà các anh chị mà làm tập trung, cũng như làm một cách tốc độ, các anh chị, thì nó sẽ tạo ra cái gì ạ? Nó sẽ tạo ra chúng ta năng lượng, các anh chị. Bao giờ cũng vậy, các anh chị. Khi mà chúng ta tốc độ, chúng ta chạy, thì bao giờ nó cũng nóng hơn, cũng là năng lượng hơn cái người mà đi bộ đúng không, các anh chị? à các anh chị thử đi cái thử các anh chị thử đứng lên chạy một vòng thử đi các anh chị các anh chị thấy là nóng hơn năng lượng hơn đúng không ạ à khi mà mình làm nhanh mình làm tốc độ thì bao giờ cái năng lượng mình tỏa ra nó cũng lớn hơn cái người mà mà đang đứng yên thành ra là sao các anh chị à cái nhóm mà lan tỏa 20 đối tác trong vòng 30 ngày á nó tạo ra một cái sức ảnh hưởng rất là lớn với những người xung quanh các anh chị à và với cái sức ảnh hưởng đó nó gây sự thu hút nó gây tính tò mò các anh chị đúng không ạ à và đó đó là cái sự hứng khởi đó là cái năng lượng đó anh chị thì sao ạ làm nhanh á thì nó sẽ dễ tạo kết quả khi chúng ta làm nhanh á nó cũng dễ tạo sự hứng thú làm nhanh nó cũng dễ tạo sự phấn khởi làm nhanh thì nó cũng tạo sự thu hút làm nhanh thì sẽ sẽ tạo sự tự tin các chị làm nhanh thì nó sẽ dễ tạo khí thế các chị à đó là cái lợi ích của cái việc là là làm tốc độ làm nhanh các chị và các anh chị hiểu lý do tại sao mà những cái người làm, làm nhanh đó, thì bao giờ cái kết quả nó cũng tốt hơn rồi, đúng không ạ và cái điều này là không chỉ là ngày hôm nay chúng ta mới được biết đâu anh chị mà kể cả ông bà chúng ta ngày xưa là cũng đã được đã đã, đã, đã dạy chúng ta thông qua những cái câu chuyện cổ tích rồi đúng không ạ các anh chị có đã đã từng đọc cái câu chuyện là là cổ tích là giận mày tao ở với ai chưa ạ thì cái câu chuyện này là nói về à, phú ông đúng không ạ một cái ông phú ông rất là giàu có với một cái, một cái một cái một cái người hầu tên là tí đúng không ạ à tên là trí đúng không ạ thì á là chí đã rất nhiều lần lừa ông phú ông rồi đúng không ạ nhưng mà mà không có lần nào ông phú ông là là bị mất bảy cả thì cuối cùng là chí mới mới đưa ra một cái cái chiêu cuối cùng là cái chiêu mà lợi hại nhất để mà lừa ông phú ông đó anh chị đó là gì ạ à chí mới sao ạ à dùng một cái cái chuồng để mà mà trùm vô một cái cái bãi bãi phân bò đúng không chị à một bãi phân bò và sau đó là sao ạ à nhìn ngắm nghĩa cái 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 chuồng đó một cách là rất là Hứng, hứng thú rất là năng lượng và và, và chính cái sự hứng thú chính cái cái, cái cái sự phấn khởi đó chính cái năng lượng đó nó thu hút cái sự à, tò mò của của Phú ông các anh chị thì thì khi mà mà Phú ông tò mò đó, thì thì chí mới bắt đầu sao ạ à? mới mới nói rằng là đây là một cái một cái vật mà rất là giá trị Đây là một cái con vật mà sao ạ à? à rất là quý hiếm cả cuộc đời đó, thì con mới thấy đây là lần đầu tiên con thấy và nếu mà sở hữu nó thì nó rất là giá trị thì cũng chính vì cái cái sự năng lượng đó chính vì cái sự phấn khởi đó mà ông phú ông đã bị lừa các anh chị và khi mà ông phú ông mà nhận nhận cái cái chuồng đó và và chọt cái tay vào để mà kiểm tra thì chọt chúng cái cục phước à, cước bò các anh chị đúng không ạ à thì có phải rằng là chính cái nguồn năng lượng của chúng ta các anh chị là kể cả là ông bà chúng ta là đã, đã 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 dạy cho chúng ta trong những cái câu chuyện cổ tích rồi đúng không ạ à rồi, vậy thì khi mà chúng ta làm nhanh thì chắc chắn nó sẽ hiệu quả hơn là 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 làm một cái tốc độ chậm đúng không ạ? Và và ở đây các anh chị, khi mà chúng ta làm nhanh đó, à, ở đây là chúng ta sẽ cũng sẽ có một cái cái nữa là sao ạ? À? Khi mà làm nhanh thì chúng ta sẽ không có thời gian để chúng ta suy nghĩ các chị. Bởi vì sao ạ? À? Khi mà chúng ta hành động á, thì nó sẽ luôn luôn là tạo ra kết quả. Nhưng mà chúng ta nghĩ ngợi nhiều á, thì chúng ta sẽ ra được cái à, nó sẽ tạo ra vấn đề đúng không ạ? hành động thì tạo ra kết quả mà nghỉ ngơi thì ra vấn đề các anh chị cho nên là nếu mà các anh chị làm nhanh giả sử như các anh chị chia sẻ các anh chị tư vấn sản phẩm các anh chị chia sẻ cái cái cơ hội kinh doanh cho một cái người khác nhưng mà nếu mà người ta từ chối các anh chị thì các anh chị cũng không có thời gian để chúng ta, chúng ta suy nghĩ về cái 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 lời từ chối đó nữa các anh chị các anh chị cũng không có thời gian để mà buồn về cái về cái người đó nữa các anh chị à mà mình sao sao ạ, à? mình sẽ tiếp tục gặp cái người tiếp theo, mình sẽ liên tiếp đặt những cái cuộc hẹn trong một ngày, một ngày mình có thể là hẹn từ 3 đến 4 ca để mình tư vấn anh chị. Nếu mà cái cái ca đầu tiên mà nếu mà không có thành công đó chị, thì chúng ta cũng không có 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 thời gian để chúng ta suy nghĩ nhiều về cái ca đó nữa các chị. Chúng ta là tiếp tục à tranh thủ khẩn trương để đi gặp cái ca tiếp theo anh chị, để đi nói chuyện với cái người tiếp theo của anh chị. Thành ra là chúng không có thời gian để mà chúng ta buồn nữa các chị. À đó là cũng là một cái cái cách để mà chúng ta sao ạ? À? À chúng ta thành công trong cái việc là sao làm tốc độ anh chị. Và và cái điều này nó cũng đúng trong trong tình yêu đúng không anh chị? Anh chị nào mà là sao à yêu nhiều anh chị cũng biết rằng là, là sao à cái cách nhanh nhất để mà mình quên đi cái người yêu cũ là gì ạ? Mình phải có người yêu mới ngay lập tức đúng không anh chị? À nên là anh chị nào mà có kinh nghiệm á là thường là yêu yêu rất là nhiều và yêu rất là nhanh các chị, đúng không ạ? À nói vui vậy thôi đúng không? Nhưng mà sao à rõ ràng là nó hiệu quả các anh chị. Nó hiệu quả đúng không ạ? Là khi mà mình làm nhanh thì mình không có thời gian mình suy nghĩ mà suy nghĩ thì ra vấn đề các anh chị mà hành động thì mới ra kết quả được. Tôi đúng không các anh chị? Rồi. Một cái lý do nữa mà khiến cho cái việc mà sao khi mà chúng ta lan tỏa 20 thành viên chỉ trong vòng 30 ngày mà nó hiệu quả nữa là gì các anh chị? Đây, đây là một cái hình ảnh mà các anh chị đoán ra được là Vũ đang muốn nói về cái điều gì không ạ? Các anh chị có biết cái 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 cái, uh, cái vùng mà màu đỏ đó à đó chính là cái đất nước nào không các anh chị? à đất nước nào các anh chị à có covid đúng không à cái vùng màu đỏ đó đó là một cái đế chế các anh chị một cái đế chế mà mà lẫy lừng trong cái lịch sử các anh chị à, đó là vào thế kỷ thứ 13 các anh chị đây là một đế chế mà được đánh giá là sao ạ à? có cái diện tích mà lãnh thổ là lớn nhất trong mọi thời đại các anh chị à đó là đế chế mông cổ các anh chị đế chế mông cổ thì các anh chị có biết rằng là cái bí quyết thành công của đế chế mông cổ thời điểm đó là gì không ạ à? à không phải là bởi vì công nghệ tối tân hơn á chị tại vì thời điểm đó là gần như là các quốc gia là đều có cái công nghệ ngang nhau đều là vũ khí ngang nhau á chị thậm chí là sao ạ à, mông cổ còn còn thua cả về mặt công nghệ so với châu âu nữa anh chị nhưng mà sao các anh chị thấy lãnh thổ mà là nó đã, đã lan sang tới phần là châu âu luôn á chị là tới đông âu luôn á chị thì cái lý do nào mà đế chế mông cổ thành công á chị thì người ta có một cái câu như thế này các anh chị đó là, là sao ạ à à vó ngựa mông cổ đi đến đâu thì sao ạ thì cỏ mọc không nổi đến đó đấy, đúng không ạ có nghĩa là sao ạ quá đông đi các anh chị à khi mà 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 mình mình làm một cái việc gì đó mà nó đông các anh chị thì bao giờ nó cũng sao ạ nó cũng hưng hực khí thế hơn nó cũng là sao ạ cái tinh thần nhuệ khí nó cũng cao các anh chị và đó chính là cái cách mà sao ạ à đế chế mông cổ là sao ạ chiếm lĩnh được à, đại đa số các vùng lãnh thổ bởi vì cái, cái số lượng nó quá lớn các anh chị không có một cái quốc gia nào có thể đánh lại à, cái cái à, đế chế mông cổ cả các anh chị số lượng nó quá đông đi các anh chị à, vó ngựa mông cổ đi đến đâu thì cỏ không mọc đến, đó, đến à, không mọc nổi đến đó các anh chị thế thì ngoài cái sự là sao ạ đông người ra thì là sao ạ mà cái 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 cách đánh của của đế chế này nó rất là nhanh các anh chị tức là đánh nhanh thắng nhanh tốc độ các anh chị cực kỳ tốc độ luôn thì đó chính là cái bí quyết thành công của à, đế chế mông cổ các anh chị vậy thì đó là lý do tại sao mà khi mà các anh chị lan tỏa nhanh và tốc độ cũng như là sao ạ à? đông nhiều chỉ trong vòng là 30 ngày thôi thì cái 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 kết quả nó mang lại đó, nó cực kỳ vượt trội so với cái việc là các anh chị kéo giãn nó ra trong vòng 30 tháng đúng không ạ thế, thế thì ngày hôm nay các anh chị á, thay vì làm 30 tháng thì đăng nào mình cũng làm rồi đăng nào mình cũng mất thời gian đúng không ạ thì tại sao mình không làm trong vòng 30 ngày thôi mình giải quyết tất toán nữa các anh chị À để mà sao à Những cái tháng về sau á Là chúng ta đã cất cánh Cái kinh doanh này lên rồi Thì chúng ta cũng không cần Nỗ lực quá nhiều các anh chị Đúng không ạ Rồi Thì ở đây các anh chị Hành động thì tạo ra kết quả Nghĩ ngợi thì nó sẽ tạo ra vấn đề Vậy thì những cái điều gì Mà các anh chị cần phải chuẩn bị Để chúng ta bắt đầu 90 ngày các anh chị chúng ta đã nghe về 90 ngày rất là nhiều rồi à, động lực để tham gia 90 ngày những cái lý do tại sao các anh chị phải tham gia 90 ngày những cái chương trình thưởng đúng không ạ à? và những cái cơ sở để các anh chị thành công tại cái môi trường này rồi thế thì bây giờ các anh chị về phần các anh chị các anh chị chuẩn bị cái điều gì các anh chị thứ nhất là chúng ta phải xác định lại và xác định rõ là cái động lực tham gia 90 ngày đó là gì các anh chị thì quay trở lại cái những cái slide đầu tiên vũ có chia sẻ các anh chị á là nó sẽ xuất phát từ cái lẽ sống của các anh chị đúng không ạ à? cái động lực thực sự bên trong của các anh chị là gì thì như ceo trần thiên ấn cũng có nói là sao ạ à? cái bên trong nó mới là cái thứ quan trọng các anh chị một cái quả trứng anh chị mà nếu như mà nó từ nửa ra từ bên trong á thì nó sẽ thành một con gà đúng không ạ nhưng mà nếu như mà các anh chị đập các anh chị tác động từ bên ngoài á thì nó sẽ trở thành ốp ra đúng không ạ cho nên là Rõ ràng cái động lực bên trong á nó có giá trị hơn rất là nhiều và nó là cái điều rất là quan trọng của anh chị. Thì một lần nữa Vũ muốn các anh chị hãy xác định rõ là cái lẽ sống của các anh chị là gì, các anh chị đặt mục tiêu gì, các anh chị khao khát đạt được cái điều gì à, làm rõ trước khi tham gia 90 ngày, đúng không ạ? Cái thứ hai là gì ạ? À chúng ta sẽ loại bỏ đi những cái yếu tố phân tâm, đúng không ạ? Tập trung á là không chỉ biết nói có với những thứ là cần thiết mà chúng ta còn phải biết nói không đúng không ạ với hàng trăm thứ không cần thiết à cho dù là sao ạ những cái thứ đó nó có ít luôn mình cũng phải loại bỏ các anh chị à loại bỏ những yếu tố phân tâm các anh chị đó là những yếu tố gì các anh chị thứ nhất là à, có thể là email này là mạng xã hội này facebook này tiktok này chúng ta sẽ tắt à, hết các anh chị hoặc là các anh chị hãy hãy làm một cái động tác sau cái buổi ngày hôm nay sau khi đi chơi lễ về đúng không ạ thì chúng ta sẽ đăng một cái bài viết lên à, trên cái trang tường là là bắt đầu từ tháng 5 đúng không ạ? Thì tạm rời xa mạng xã hội một thời gian, đúng không ạ? À tạm là là cả, dừng những cái cuộc vui, tạm là sao ạ? Không có à không có là 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 nhận tin nhắn hay là là, là, là tương tác với cái cái uh, những cái người xung quanh các anh chị một thời gian các anh chị. Để anh chị ạ, để chúng ta tập trung các anh chị. Ok không ạ? Rồi, cái thứ ba là sao ạ? Là bỏ luôn cả cái cái việc hẹn hò các anh chị. Thì nếu mà anh chị nào đang hẹn hò đang hẹn hò đúng không thì mình cũng có thể là nói với lại cái người bạn bạn đời của mình bạn tin của mình đó là mình có thể là dời lại đúng không ạ à, mình đi công tác 3 tháng mình đi mình đi công tác 3 tháng 3 tháng sau mình quay lại hẹn hò tiếp các anh chị đúng không ạ à, anh chị mà đã, nào mà đã lập gia đình đó các anh chị thì á, là mình cũng xin phép cái người thân của mình xin phép gia đình mình đúng không ạ à, là cho phép là mình sao ạ ba tháng tới là mình tập trung là sao ạ văn ngôn võ luyện tập trung là luyện thi các anh chị, giống như là là giai đoạn mà các anh chị đi thi á là chúng ta cần 3 tháng đúng không ạ? Lên núi để mà chúng ta tu luyện các anh chị. À là tạm thời là 3 tháng tới là là không có 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 bị vướng bận gì hết. Mình chỉ xin họ 3 tháng thôi các anh chị. Sau 3 tháng là mình trở thành người bình thường lại. À trong 3 tháng đó cho mình cho mình được phép khá thường đi đúng không ạ? Rồi, cái thứ tư là gì ạ? À mình sẽ bỏ luôn xem phim, bỏ luôn là tiệc tùng nhậu nhẹt các anh chị à nếu như mà sao ạ à, bạn nào mà rủ mình nhậu nhiều quá thì ngày lễ này ngày 30 tháng 4 này các anh chị làm một cái trận quyết chiến với lại cái nhóm đó luôn các anh chị cho cái nhóm đó là gọi là sợ hãi mình luôn các anh chị để mà trong 3 tháng tới là nó không dám mời mình đi nhậu luôn các anh chị đúng không ạ à? là mình quyết chiến với nó luôn ngày 30 tháng 4 một năm này các anh chị xử lý xử lý đẹp luôn các anh chị rồi sau đó là bỏ hết các tiệc tùng nhậu nhẹt đúng không ạ à? những cái thứ mà vô bổ nó không giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu rồi các thú tiêu khiển khác thì chúng ta cũng bỏ hết các anh chị, đúng không ạ? Mua sắm dừng lại hết tất cả, đình chỉ là hết tất cả cái anh chị, chỉ tập trung một cái công việc đó là làm Robby các anh chị nhá. Những anh chị nào một số anh chị nào mà đang có hai công việc tức là mình phải đi làm trên công ty á, trên văn phòng á, mình không thể nào mà mình mình thể làm một trăm phần trăm được á, thì mình vẫn vẫn sao ạ? Mình vẫn sao ạ? Là, làm hết mức có thể, tức là sao ạ? Bình thường mình đi làm về thì mình còn lại bao nhiêu thời gian là mình dành cho Robbie các anh chị. Tức là sao là hết mức có thể của mình các anh chị. À Vũ muốn là chúng ta sẽ tập trung kể cả mình đi làm trên công ty á mình cũng sẽ hướng cái sự chú tâm của mình vào cái mục tiêu các anh chị, vào cái công việc mình đang làm vào cái mục tiêu mà mình đang chiến đấu tại 90 ngày tốc chiến các anh chị. Và sao ạ? Mình sẽ bỏ đi những cái gì ạ? À? Bỏ đi những cái việc làm mà có giá trị dưới 30 triệu một giờ. Tại sao Vũ nói rằng là 30 triệu một giờ các anh chị? để vụ làm một cái bài toán cho các anh chị à, hình dung được là là tại sao chúng ta à, sẽ phải lựa chọn những cái công việc nào mà sao ạ à? cân nhắc rất là kỹ lưỡng à, để mà chúng ta bỏ nó đi chúng ta không có làm nó các anh chị giả sử như các anh chị tất à, toán hết toàn bộ mục tiêu của các anh chị trong à, 90 ngày tốc chiến đi đúng không ạ à? nếu như các anh chị tất toán hết đi và các anh chị lọt vào top là sơ à? những cái người có thu nhập cao tại robby à, có thu nhập là 3 tỷ một năm đúng không ạ? 3 tỷ một năm. Và nếu như các anh chị làm các anh chị giải quyết bất toán nó xong, các anh chị có thu nhập này 3 tỷ một năm và các anh chị duy trì cái thu nhập này trong vòng 10 năm tới các anh chị thì có phải là là các anh chị đã mang về cho mình là 30 tỷ đúng không ạ? Trong vòng 10 năm. Giả sử cái công việc này các anh chị duy trì 10 năm phụ cho 10 năm thôi, không cần nhiều, 10 năm thôi các anh chị. Là các anh chị đã sở hữu khoảng một cái khối tài sản rất là lớn đúng không ạ? 30 tỷ. Nhưng mà 30 tỷ này chỉ trong vòng là 3 tháng thôi các anh chị. Thế thì các anh chị hãy chia đều ra đi các anh chị, các anh chị chia ra mỗi ngày đi, các anh chị chia cho 90 ngày đi. Các anh chị sẽ ra được một cái con số là mỗi một ngày chúng ta sẽ kiếm được đâu đó khoảng 300 triệu các anh chị. Và nếu như các anh chị chia ra theo giờ đi, nếu một ngày các anh chị làm 10 tiếng đồng hồ thì mỗi một giờ chúng ta có thể kiếm được 30 triệu. Nếu như chúng ta dành ra chúng ta làm 90 ngày tốt chuyện tham gia vào 90 tốc chiến các anh chị. Mà nếu như mà chúng ta không tham gia 90 ngày tốc chiến chúng ta bỏ lỡ chúng ta không chúng ta dành những cái thời gian đó cho những cái cái thứ ở trên đó chị email mạng xã hội hẹn hò xem phim thì tồn nhậu nhạc thú vui tiêu khiển các anh chị thì cũng đồng nghĩa với việc là sao ạ chúng ta mất đi 30 triệu một giờ các anh chị thành ra là sao ạ hãy lựa chọn thật là kỹ những cái việc làm nào mà có giá trị trên 30 triệu hẳn làm các anh chị đúng không bởi vì mỗi một giờ các anh chị bỏ ra là các anh chị mất đi 30 triệu các anh chị ok mà rồi thì đó là những cái những cái mà chúng ta phải cần phải loại bỏ đi những cái yếu tố phân tâm các anh chị cái thứ ba là chúng ta phải thu xếp với gia đình thì như lúc nãy vũ nói với các anh chị ấy, là chúng ta phải nói chuyện một cách rõ ràng với người thân mà tốt nhất là các anh chị các anh chị có một cái lời hứa các anh chị có một cái lời cam kết với người thân các anh chị và cũng như là có một cái món quà để mà tặng cho người thân mình à nếu như mà sao ạ à? nếu như mà họ không gọi là à tức là họ khó tính các anh chị đúng không ạ thì các anh chị có thể là đặt ra một cái 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 cái, cái lời cam kết đó là nếu là, là, là hãy cho anh tham gia 90 ngày tốt chiến hãy cho em tham gia 90 ngày tốt chiến đúng không ạ? Em chỉ cần 3 tháng thôi. Và nếu như mà mà anh cho em tham gia 90 ngày tốt chiến đó, thì em sẽ dành cho anh một cái món quà thật là lớn sau 90 ngày tốt chiến. Có thể là sao ạ? Hai vợ chồng mình sẽ cùng nhau mua một chiếc xe hơi đúng không ạ? Để mà có cái chiếc xe để mà che nắng che mưa. À có thể anh sẽ mua cho em một chiếc iPhone đời mới nhất 15 các anh chị. À với những cái giải thưởng mà chương trình công ty đã đưa ra cũng như là với cái sự quyết tâm của anh thì anh sẽ dành à, toàn bộ cái sao à? cái cái phân thưởng dành tặng cho em thì đó là sao ạ à? đó là cái lời cam kết cái lời hứa các anh chị và 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 điều này nó khiến cho những cái người thân chúng ta bị ảnh hưởng các anh chị những người thân chúng ta thấy được cái sự nghiêm túc của các anh chị thì người ta hoàn toàn ủng hộ vì cái mục đích là nó hoàn toàn là là tốt đẹp và ý nghĩa đúng không ạ rồi cái thứ tư là gì các anh chị thứ tư là chúng ta phải chuẩn bị một cái bộ công cụ À, gồm những cái clip này, những cái tài liệu này, hay là những cái quy trình để chúng ta gửi cho những cái người mới, à, người ta có thể học một cách nhanh hơn, hoặc là sao ạ? À? gửi cho khách hàng để để khách hàng có thể là tham khảo à, xem, cũng như là cái công việc của chúng ta nó được là diễn ra nhanh nhanh chóng đúng không ạ? À? để chúng ta tập trung vào cái việc gì ạ? À? chúng ta tập trung vào cái việc là sao ạ? À? lan tỏa và bán hàng đó anh chị, thì chúng ta sẽ cần một số cái công cụ có sẵn đó anh chị, hãy chuẩn bị sẵn ra đó để đó, cứ cứ ai cần là mình copy mình gửi thôi. Đúng không ạ? Rồi mình không cần phải phải đi làm nữa. Lúc vô 90 ngày là là các anh chị không cần phải làm, không cần phải đi học và cũng không cần phải là sao ạ, à? không cần phải là sao ạ, à? mất quá nhiều thời gian cho những cái việc mà sao ạ, à? à nó không không có tạo ra cái cái kết quả về bán hàng và và cái kết quả về về lan tỏa các anh chị. Cho nên là ở đây á các anh chị à chúng ta sẽ cần phải sao ạ, à? chuẩn bị sẵn trước các anh chị nhá. Rồi cái uh, tiếp theo đó là chúng ta cũng cần thuần thục kỹ năng mời hàng thì ở đây á là chúng ta cũng sẽ phải uh, luyện tập cái kỹ năng mời hạn để mà sao ạ, chúng ta có một cái kỹ năng mà vô đó không vô 90 ngày á các anh chị không cần phải là, là giờ này mới bắt đầu là đi đi học nữa các anh chị. Mà đây là vừa học vừa làm luôn các anh chị, tức là là học trong quá trình làm các anh chị chứ không phải là học ở đây là mình học lý thuyết nữa mà vô 90 ngày là thực chiến anh chị. Vô là vừa học vừa làm, à làm mà như và làm để học và học để làm các anh chị. Ok em ạ. Rồi tiếp theo nữa là gì ạ? Là mình cũng cần phải có một cái bài thuyết trình về kế hoạch kinh doanh. À có sẵn một bài thuyết trình kế hoạch kinh doanh để mà chúng ta có thể là tư vấn và chia sẻ về kế hoạch kinh doanh này bất kỳ mọi lúc mọi nơi và bất kỳ đối tượng nào. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa là là mình cũng cần phải có cái gì ạ? Sắp xếp cái lịch làm việc một cách khoa học. Cũng như là sao ạ? Một cái lịch làm việc là sao ạ? Làm việc tập trung và tốc độ các anh chị. Thì cái lịch làm việc mà tập trung tốc độ đó là gì ạ? À? Cái khẩu hiệu của chúng ta là gì ạ? À? Là kín lịch các anh chị. À các anh chị phải 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 xác quyết với mục tiêu là sao Chúng ta phải kín lịch. Tức là từ thứ hai đến thứ bảy chủ nhật tất cả các ngày trong tuần các anh chị phải kín lịch các anh chị. Cứ ai đó hẹn các anh chị bất kỳ một cái việc gì mà ngoài công việc ra thì chúng ta sẽ trả lời họ là busy đúng không ạ? À, I'm busy. Tức là tôi bận, tôi bận lắm đúng không ạ? Tôi rất là bận. À, bận để làm gì các anh chị? Để chúng ta gặp những cái đối tác tiềm năng, à, Kiến lịch cho các cuộc hẹn các anh chị. các anh chị thấy không ạ? cái lịch này là cái lịch từ thứ hai đến chủ nhật là luôn luôn là busy đúng không ạ? hãy ghi lên khung chat cái từ khóa này các anh chị là luôn luôn kín lịch các anh chị nhé, kín lịch. mỗi ngày mở mắt ra các anh chị hãy nhắn lên cái group của nhóm mình đó là các anh chị ơi tất cả chúng ta đã kín lịch chưa đúng không ạ? hãy hãy up lên cái nhóm của mình đó, những cái thông tin, những cái hình ảnh trong quá trình mình làm việc để mà chúng ta tạo ra cái năng lượng đúng không ạ? Rồi Ok Và chính những cái nguồn năng lượng này Nó ảnh hưởng những cái người còn lại các anh chị Nhưng Nó ảnh hưởng cái nhóm mà sao ạ à? Cái nhóm 20 cái đối tác Mà mình đã lan tỏa được trong 30 ngày á Mình sẽ kích hoạt được họ Các anh chị Những người mới tham gia vô Họ sẽ cảm nhận được cái nguồn năng lượng này Và tất cả mọi người cùng nhau chạy á Thì nó sẽ rất là hiệu quả Và uh, rất là tuyệt vời các anh chị Tiếp tục nha các anh chị Và cái lịch làm việc của mình đó các anh chị Cái thời gian biểu của mình á thì nó phải chia ra làm 3, 3, buổi một ngày thì bình thường á, là mình lên mục tiêu á, là mình lên theo ngày đúng không ạ mỗi một ngày mình thay, tham gia 5 giờ sáng ấy, thì chúng ta có một cái phần là lên mục tiêu theo ngày và nếu như ngày hôm nay chúng ta không hoàn thành mục tiêu thì ngày mai chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu bù của cái ngày hôm trước đó đúng không ạ đó là cái cách mà để mà chúng ta hoàn thành mục tiêu theo ngày nhưng mà vũ muốn là trong 90 ngày tóc chiến á, chúng ta sẽ có một cái cách chia mục tiêu nó khác anh chị tức là chúng ta sẽ chia mục tiêu theo buổi anh chị à chúng ta chia mục tiêu theo một ngày ba buổi đúng không ạ và và nếu như cái buổi sáng mà chúng ta không hoàn thành mục tiêu thì cái buổi chiều chúng ta phải làm bù cái mục tiêu của buổi sáng anh chị đúng không ạ và nếu như buổi sáng và buổi chiều không hoàn thành thì cái buổi tối thì chúng ta sẽ làm bù của buổi sáng và buổi tối à buổi chiều anh chị chúng ta sẽ chia mục tiêu theo buổi có nghĩa là một ngày chúng ta sẽ có sao ạ à? có ba ngày nhỏ để làm việc anh chị À giống như uh, CEO Thiên Ấn đã có chia sẻ các anh chị Chúng ta sẽ cần phải có những cái chiến thắng nhỏ mỗi ngày đúng không ạ Thì các anh chị phải chia ra cho Vũ là thành 3 buổi một ngày Các anh chị nhé Rồi Ok Sắp xếp lịch làm việc khoa học rồi Thì tiếp theo và phần quan trọng cuối cùng đó là sao ạ Cần phải có một cái danh sách khách hàng các anh chị Thì cái danh sách khách hàng này là bao nhiêu là đủ các anh chị Bằng mọi giá các anh chị sẽ sưu tầm, thu tập Và bằng mọi cái phương pháp các anh chị phải... À, uh, kê À, cho mình đầy đủ là sao ạ à? 500 trăm cái uh, đối tác 500 cái gọi là sao ạ à? cái cái số điện thoại 500 cái kinh uh, tác cái liên hệ để mà mình sao ạ à? mình tư vấn và mình uh, mình mình uh, bán hàng cũng như là là lan tỏa trong vòng là sao ạ à? uh, trong vòng 90 ngày tốt chiến cho nên là sao ở đây các anh chị có thể là từ data uh, chạy quảng cáo này hay là marketing không đồng này hay là từ mối quan hệ tất cả các nguồn các anh chị phải thu thập hết có cái kênh nào là mình lấy cái kênh đó anh chị, mình không bỏ không bỏ nha, không bỏ sót bất kỳ một cái phương pháp nào. Chúng ta phải thu thập đầy đủ các anh chị, đủ 500 à cái đối tượng đúng không ạ? 500 đối tượng để chúng ta làm việc, chúng ta đặt lịch hẹn anh chị. Và và chính cái cái số lượng này này nó mới khiến cho các anh chị kín lịch được. Các anh chị muốn kín lịch đúng không ạ? Mỗi ngày là phải có 3k 4k. À, thì các anh chị phải sao ạ? Phải có cái danh sách vậy không có danh sách thì không thể mà mà kín lịch được. Cho nên là cái phần danh sách này cũng rất là quan trọng anh chị. À mọi người à, ghi xuống khí không chat giúp Vũ đi ạ, à, là con số 500. 500. chính là cái con số mà sao chúng ta cần phải ghi nhớ nha. Mỗi anh chị khi tham gia vào 90 ngày tốc chiến để mà hoàn thành mục tiêu là 120 triệu point thì chúng ta sẽ cần 500 à 500 danh sách khách hàng. Ok em ạ? Rồi. Cảm ơn tất cả anh chị. Và cái uh, những cái sai lầm tiếp theo mà hầu hết mà Vũ thấy là mọi người uh, hay mắc phải khi mà tham gia vào cái chương trình này thứ nhất là gì ạ? đó là mình à, thường là có cái tính nóng vội đó là khi mà mình 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 nghe mình thấy rất là hào hứng và mình muốn bắt đầu ngay Như nên là mình nhảy vào mình làm ngay các anh chị thì thì đây là cũng là một cái sai lầm các anh chị tức là mình bắt đầu ngay nhưng mà là không có sự chuẩn bị người ta nói rằng là nếu mà không có sự chuẩn bị á thì mình cũng chuẩn bị thất bại đúng không ạ? cho nên là mình cần phải có sự chuẩn bị các anh chị, chuẩn bị cái gì thì chuẩn bị từ nãy giờ là vũ có chia sẻ các anh chị những cái mà các anh chị cần chuẩn bị. Nếu mà các anh chị đang còn khó khăn, đang còn gặp à, cái trở ngại ở cái khâu nào á thì sau cái buổi ngày hôm nay này, các anh chị hãy liên hệ lại cái mentor của mình, liên hệ lại sao ạ, cái người hướng dẫn của mình để mình cùng nhau là sao ạ, giải quyết những cái khó khăn cùng nhau là sao ạ, à, hỗ trợ lẫn nhau để chúng ta có được những cái, những cái điều trên nha các anh chị, cái sự chuẩn bị tốt nhất để chúng ta bắt đầu cái 90 ngày tốt chiến đúng không ạ? Rồi. Cái thứ hai, cái sai lầm thứ hai đó là gì ạ? Mình uh, kỳ vọng mọi người trong tim của mình phải làm theo mình. Thì đây là cũng là một cái sai lầm rất là lớn anh chị. Các anh chị nên nhớ một điều như thế này, 90 ngày tốc chiến là một cái cuộc đua uh, với chính bản thân chúng ta các anh chị. Cá nhân chúng ta sẽ đua với chính chúng ta các anh chị, chứ không phải là chúng ta sao ạ, à? chúng ta đua với mọi người. Cho nên ở đây các anh chị hình dung như thế này là là cái giá trị cuối cùng sau chương trình 90 ngày tốc chiến các anh chị nhận được là đó là gì các anh chị? À Vũ tin chắc một điều là cái giá trị cuối cùng mà sau chương trình chiến mời tốc chiến các chị nhận được đó chính là cái năng lực của các anh chị nó được phát triển đúng không ạ? À, người ta nói rằng là à, nếu cái năng lực á, thì nó sẽ tỷ lệ thuận với cái thu nhập các anh chị năng lực thì tỷ lệ thuận với thu nhập nếu như mà năng lực các anh chị phát triển rồi nhưng mà cái thu nhập các anh chị chưa có tăng ấy thì sớm hay muộn gì thì nó cũng sẽ tăng các anh chị các anh chị tin vào điều đó đi ạ và nếu như mà cái năng lực của anh chị mà không phát triển nhưng mà cái thu nhập của anh chị đã tăng rồi á thì sớm muộn gì á thì nó cũng sẽ bị rớt các anh chị. cho nên là sao ạ? cái quan trọng nhất của chương trình 90 ngày tốt chiến đó là như là cái năng lực, cái sự thay đổi của các anh chị, đúng không ạ? cho nên là mình sẽ không có kỳ vọng vào những cái kết quả bên ngoài các anh chị. mình cũng sẽ không kỳ vọng vào những người xung quanh các anh chị. mà các anh chị hãy đặt kỳ vọng vào chính bản thân mình, đúng không ạ? mình mình phải làm, đúng không ạ? mình phải hoàn thành, mình phải kiến lực, mình phải xử lý hết 500 danh sách khách hàng, mình phải làm cho phần mình các anh chị, đúng không ạ? còn bất kể ai có làm theo hay không là là quyền của người ta các anh chị người ta một là người ta sẽ làm theo sẽ bị mình ảnh hưởng hai là người ta ngồi đó người ta nhìn mình thành công các anh chị đó là cái à, cái tâm lý để khi mình bước vào cái chương trình 90 ngày cho nó đúng các anh chị nhé rồi cái thứ ba là gì các anh chị đó là chúng ta có những cái sai lầm đó là mình có một cái kế hoạch thì rất là cụ thể rồi nhưng mà lại không có linh hoạt các anh chị có kế hoạch cụ thể nhưng không linh hoạt thì cũng là một cái sai lầm các anh chị và các anh chị nhớ một điều như thế này là Mục tiêu là không đổi, nhưng mà kế hoạch đó thì có thể thay đổi các anh chị. Tùy cơ ứng biến các anh chị, tùy vào tình hình. Tại vì sao ạ? À? Mình sẽ có rất nhiều cái biến số từ thị trường, từ là là khách hàng, từ rất là nhiều cái cái chính sách, đúng không ạ? Cho nên là sao ạ? À? à, mình có thể thay đổi theo cái tình hình nó phù hợp nhất cái mỗi một cái giai đoạn. Thành ra là sao ạ? À? Kế hoạch thì có thể thay đổi, nhưng mà mục tiêu thì không đổi các anh chị. Cho nên là đây là một trong những cái sai lầm của các anh chị đó sao ạ? Khi các anh chị có một cái kế hoạch và các anh chị cứ là sao ạ? À, bám vào cái kế hoạch đó và và rất là cứng ngắc và mình không có linh hoạt trong cái việc là sao ạ? Uyển chuyển để mình sao ạ? Mình đạt được cái mục tiêu của các anh chị. Thì đó là ba cái sai lầm mà hầu hết những cái người tham gia 90 ngày hay mắc phải các anh chị. Thì các anh chị vui lòng là sao ạ? À, né à, cũng như là sao ạ? Lưu ý cái chỗ này nhé. Rồi. Và cuối cùng là gì các anh chị? Các anh chị sẽ nhận được những cái điều gì sau 90 ngày tốc chiến các anh chị? à đây là những điều mà vũ và cũng như rất rất là nhiều những cái đối tác những cái anh chị mà đã tham gia nhiều cái chương trình 90 ngày tốt chiến ở những cái năm trước đó đã nhận được đó là gì các anh chị các anh chị sẽ được sao ạ à? thù lao marketing của các anh chị á nó sẽ tăng trưởng ngoài cái hoa hồng bán lẻ ra thì các anh chị còn có sao à? thù lao marketing nó cũng sẽ được phát triển các anh chị à cái thứ hai là gì ạ à? chúng ta cũng sẽ được thưởng những cái phần thưởng chung cuộc của chương trình 90 ngày do Robbie À, trao tặng đúng không ạ? nào là xe hơi, nào là xe máy, nào là tư vi, tủ lạnh, rất rất là nhiều cái phần thưởng chung cuộc đúng không ạ? À, chúng ta cũng sẽ được sẽ là tích lũy thêm nhiều khách hàng à, và đối tác, cũng như là sao chúng ta được thưởng năm, được đi du lịch, à, rất là nhiều những cái, cái chuyến đi du lịch rất là hấp dẫn mà Robby đưa ra các anh chị. Rồi chúng ta còn được thăng hàng và điều đặc biệt là gì ạ? À? Rất rất là nhiều người biết đến chúng ta và họ ngưỡng mộ chúng ta các anh chị. À, đó là cái một cái giá trị rất là tuyệt vời các anh chị à chúng ta sẽ được xây dựng cái câu chuyện và trở thành một cái hình mẫu lý tưởng để mà rất rất là nhiều những cái người sau này người ta sẽ học hỏi người ta sẽ lấy đó làm cảm hứng anh chị lấy đó để mà làm một cái câu chuyện à giống như là một cái câu chuyện cổ tích vậy đó anh chị thì các chị có muốn à, cái câu chuyện của mình được kể trong cái chương trình 90 ngày không ạ rồi á là chúng ta cũng sẽ được sao ạ à, mình sẽ tạo được cái uy tín một cái vị thế nhất định trong cái lòng của đội ngũ chúng ta các anh chị Những cái người mà à, Đồng hành cùng chúng ta Những người mà tin tưởng đi theo chúng ta Thì họ ngay càng vững tin hơn Bởi vì sao à Bởi vì những cái kết quả mà các anh chị mang lại Bởi vì cái sự nỗ lực của các anh chị mang lại Bởi vì những cái điều kỳ diệu Mà các anh chị tạo ra trong chương trình 90 ngày tốt chiến đúng không ạ Thì đó là những cái điều mà các anh chị có thể nhận được các anh chị Và ở đây đó là à, vũ sẽ chia sẻ một chút xíu về cái gì ạ, cái, cái 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 hành trình của mình cái hành trình của mình à, tại Robby cũng như là những cái lần mà mình đã tham gia vào chương trình 90 ngày tốt chiến anh chị thì cái lần đầu tiên vũ tham gia 90 ngày tốt chiến là vào năm 2020 đúng không ạ năm 2020 vũ tham gia Robby là năm 2018 thì cái năm mà mình tham gia đầu tiên tham gia Robby á thì cái dân số của mình nó rất là thấp anh chị nó đâu đó tầm là khoảng là 30 triệu boy một tháng thôi À, mình bán lẻ đâu đó tầm khoảng 30 triệu boy một tháng và làm hoài làm hoài làm hoài cũng không thể nào vượt qua được cái mức là 100 triệu boy một tháng anh chị mãi cho đến năm 2020 á, mới là cái năm mà mình quyết định là mình phải thay đổi và quyết định là mình phải tham gia vào chương trình 90 ngày tốt chiến anh chị và ngay trong cái năm đầu tiên tham gia trong 90 ngày tốt chiến là cái thành tích của mình đã cực kỳ là xuất sắc khi mà cán cái đích là sao ạ à? 120 triệu boy anh chị 120 triệu boy là hoàn thành cái mục tiêu đầu tiên à, trong 90 ngày tốt chiến anh chị và điều tuyệt vời là sao ạ? sang cái năm tiếp theo á thì cái doanh số này vẫn tiếp tục giữ vững anh chị. À những cái tháng tiếp theo là nó vẫn còn giữ vững và nó còn phát triển nữa chị. Và đến 2021 mình lại tham gia chương trình chiếm ngày tóc chiến lần hai cái chị. Thì cái doanh số lúc này nó đã tăng lên một cái mức mới là 500 triệu bòi cái chị. 500 triệu bòi trong cái năm uh, trong cái lần hai mình tham gia tóc chiến á chị. À và các chị thấy không ạ? À? Là mỗi một lần tham gia tóc chiến á thì mình không những là sao ạ? mà không những là sao ạ bị bị kiêng quệ về sức lực. Mà sao ạ? Mà đây á là cái kinh doanh của mình á nó còn bay, nó còn tăng trưởng mạnh hơn nữa anh chị. Đúng không ạ? Sau 9 ngày 10 chiến mình ổn định lại á thì cái kinh doanh mình nó nó vẫn phát triển các chị, nó nó không có dừng lại. Đến 2022 á, lần thứ ba mình tham gia 9 ngày 10 chiến á thì mình đã lên được cái con số là 1 tỷ boi các anh chị. 2023 à 2023 là cái năm ngoái các anh chị, là cái con số lúc này đã lên được 3 tỷ boi các anh chị. Các anh chị tưởng tượng mà À, sau 4 lần tham gia chiến ngày tốt chiến á là cứ mỗi lần tham gia là mình tăng lên một cái mức mới các anh chị và nếu như mà mình không tham gia nữa thì sao ạ à? thì nó vẫn phát triển các anh chị nó vẫn ở cái mức đó trở lên các anh chị giống như một cái chiếc máy bay các anh chị một khi nó đã cất cánh rồi thì nó sẽ bay lên không gian các anh chị nó sẽ bay lên không trung các anh chị à thì đó chính là cái cái giá trị mà cái điều tuyệt vời mà 90 ngày đã mang lại à, cho bản thân cá nhân Vũ được không ạ và trước khi kết thúc cái chương trình ngày hôm nay á thì Vũ cũng muốn là sao ạ à? có một cái clip có một clip mà chuyên cảm hứng cho Vũ rất là nhiều. Cũng như là sao ạ? À? Đây là những cái nhân vật mà đã thành công trong chương trình 90 ngày tốt chiến ở những cái năm trước. Cũng như là sao ạ? À? À, à Vũ muốn là sao ạ? À? Nếu như những người này họ làm được thì các anh chị hoàn toàn có thể làm được các anh chị. Và xin mời các anh chị cùng nhau là xem một cái clip trước khi chúng ta kết thúc cái chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Ok rồi, xin mời cả nhà cùng xem clip nhé. Tôi là Giang Thía, à, hiện tại tôi đã làm công chức nhà nước được à, hơn 18 năm rồi. Tôi tên là Hoàng Thị Thảo, tôi từng làm một giáo viên mầm non. Xin chào, tôi là Quốc Vũ và hiện tại thì tôi đang làm công việc kinh doanh. Tôi tên là Lê Thị Hiên, tôi là một thợ may, tôi là một người mẹ đơn thân. Tôi là Nguyễn chấn Tín. Hiện tại tôi đang làm công việc kinh doanh online Cái công việc mà mình đang gắn bó là công tác hậu phụ nữ thì cũng đã được gặp rất nhiều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thực sự là rất đáng thương Từ một cái người lành lạnh tôi tỉnh dậy và nằm trên giường bệnh và tay chân của mình không cử động được Trong một cái đêm đi làm về thì mình gặp phải một cái tai nạn giao thông và chính cái nạn giao thông đó là mình bước sang một cái ngã rễ khác luôn thời điểm đó thì vì sức khỏe không cho phép nên là tôi bắt buộc phải dừng việc may và tôi chỉ nhận hàng sửa chữa và lúc này tôi áp lực về tiền học của con và tiền nhà trọ và tôi cảm thấy mọi thứ dường như đang đóng lại với tôi vậy Nhiều khi chị cũng không nghĩ là mình là một người tàn tật Vì so với những gì trải qua ngày hôm nay Với một người khỏe mạnh bình thường Cũng có thể là chưa từng gặp như chị Tôi không còn đủ thời gian để tiếp tục công việc cũ của mình nữa Cái công việc mà tôi đã từng theo gần 10 năm rồi Gia đình tôi, cả mẹ chồng, lẫn chồng đều thay nhau vào viện anh bị phình mạch máu não và dẫn đến phải mổ phẫu thuật hai lần liền trong vòng 20 ngày con cái thì tôi phải gửi các cháu đi mỗi người một nơi Nhất tuổi thân anh đã có những lúc mà phải dưới nước mắt tôi cũng vậy đẩy chúng ta rơi vào những hoàn cảnh khác biệt Bạn nghĩ mỗi lựa chọn sẽ đưa chúng ta đến những con đường như thế nào? Trong 13 năm, rất là nhiều những cái biến cố nó xảy ra. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn là tôi tiếp tục chọn sống Và cái hành trình tiếp theo thì tôi chọn sống như một người bình thường Và có ích cho xã hội này Thì mình luôn luôn tìm đủ ngoại cấp và bắt đầu rugby xuất hiện một mô hình kinh doanh là vô cùng linh động luôn phù hợp với sức khỏe của mình không phải bỏ vốn không phải nhập hàng tôi cũng không cần phải mất nhiều thời gian cả. Rappi không chỉ là nền tảng thương mại điện tử cung cấp sản phẩm uy tín chất lượng đến với mọi người mà còn là nơi trao giá trị giúp tôi phát triển được bản thân cân bằng được thu nhập trong cuộc sống và đặc biệt là không e ngại một lý do nào cả. Mọi người có nghe rõ không ạ? Nghe rõ cho tính một cái comment để tính, uh, tính biết quá là kinh doanh online nó phù hợp với thể trạng của tôi vào Robby thì thì nó càng phù hợp hơn nữa các cái khâu như là gói gửi rồi này kia tôi không không phải làm tôi chỉ việc là kiếm khách hàng à, chăm sóc khách hàng còn các khâu còn lại thì Robby lo hết và khi tôi đến với Robby thì Robby giúp cho tôi được cái thực tế nhất là cái thu nhập để tôi có thể tự trang trải tự nuôi sống bản thân tôi thì hiện tại thì cũng rất là bận nhưng mà vẫn có thể cân đối được giữa công việc cơ quan và công việc kinh doanh với nền tảng ropi chúng ta chỉ cần một chiếc điện thoại thôi mọi việc thì đã có ropi lo về vốn về đóng gói gửi hàng lo về công nghệ và như vậy thì chúng ta chỉ có cái việc là tư vấn hỗ trợ khách hàng và lên đơn cho nên là nó sẽ tối ưu được mọi nguồn lực để chúng ta có thể là hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả nhất và thông minh nhất mà vẫn có thể làm rất là tốt cái công việc của mình. Qua thời gian thì tôi được học hỏi và gặp gỡ các anh chị Jopi rất là nhiều. Tôi bắt đầu học những kiến thức của anh chị trên Zoom. Thường người tôi dạy từ những lúc 5 giờ sáng để học những buổi Zoom sáng sớm chuyên sâu về các sản phẩm để làm sao cho mình có những kiến thức vững vàng để tư vấn cho khách hàng một trong những người làm lâu nhất ở tại Rappi 5 năm một cái điều mà tôi phải đó cảm thấy rất là tự hào luôn mình có được những cái người dẫn dắt những cái người anh đã đỡ đầu mình ngay mà khi mình mới bắt đầu công việc này chính vì như vậy cho nên là mình mới có thể rằng là có được cái kết quả như ngày hôm nay và nếu như mà uh, có ai hỏi mình rằng là cái kết quả kinh doanh ở Rappi mà mình tạo ra được mình cảm thấy tuyệt vời nhất thì đó chính là những cái người đồng đội xuất sắc nhất ở trong đội nhóm của mình tin tưởng mình đi theo mình mà khi nhắc đến tên họ là mình cảm thấy rằng là vô cùng tự hào luôn Tôi đã quyết định chọn rugby là một cái cơ hội cuối cùng Một cơ hội mà nó phù hợp với một cái người chẳng có gì như tôi Câu chuyện của mỗi người sẽ được viết nên từ cách họ lựa chọn đối mặt hay từ bỏ trước những vấn đề của cuộc sống sự lựa chọn đó cũng chính là tương lai của bạn sẽ sở hữu còn bạn câu chuyện của bạn là gì Ok cả nhà mình thảm mong thả tim cho clip rất là tuyệt vời này đúng không ạ? Mình thấy rất là nhiều anh chị xin cái đường link của clip này thì thật ra là cũng rất là dễ thôi các anh chị vào cái kênh youtube của Robby Robby có kênh youtube chính thức là sẽ có cái clip này các anh chị nhé Đây cũng là một cái clip mà trong cái bộ công cụ tài liệu các anh chị có thể gửi cho những cái đối tác có thể là tìm hiểu về Robby đúng không ạ? Và một lần nữa thì cái câu à, à, Cái câu cuối của cái clip Rất là hay và rất là ý nghĩa đúng không ạ Là sự lựa chọn của bạn ngày hôm nay đúng không ạ à Nó sẽ là tương lai của chúng ta Trong những năm sắp tới Và thì ngày hôm nay các anh chị sự lựa chọn à, Vào 90 ngày tốt chiến Các anh chị lựa chọn tất toán Cái mục tiêu của mình hay không Thì nó là phụ thuộc vào các anh chị Và các anh chị có lựa chọn mình nằm trong nhóm 2% Những người thành công nhất Tại rugby hay không thì cũng là do các anh chị lựa chọn đúng không ạ Và một lần nữa thì Vũ muốn là sao ạ Chúc cho tất cả các anh chị là sao ạ hoàn thành mục tiêu 9 ngày tốc chiến À, ngày hôm nay à, tuy là sao ạ cũng à, đã có rất là nhiều thông tin cho các anh chị nhưng mà chắc hẳn là là các anh chị cũng sẽ là sao ạ à, vẫn sẽ cần phải có một cái buổi là là chi tiết hơn nữa cùng với những cái người đồng hành những cái người mà là cốt những cái người mà là sao ạ những cái người mà hỗ trợ các anh chị à để các anh chị có một cái kế hoạch nó cụ thể hơn Đúng không ạ? Và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái chương trình tiếp theo. Chúc các anh chị thành công cùng với mùa 90 ngày tốc chiến năm 2024 ạ. À.